thấy như giả tông chủ không có năng lực phản kháng, Ám Minh tông chủ bắn ra một tia tàn nhẫn, bàn cờ lại áp xuống lần nữa. Áp lực của bàn cờ áp xuống cực kỳ to lớn, như giả tông chủ biết rõ cho dù dẫy dụa như thế nào cũng phí công, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Thực lực đối phương mạnh hơn so với nàng, cho dù muốn phản kháng nhưng có tâm mà không có lực. Phải chết sao? Trong nội tâm thầm than một tiếng, đang muốn buông tha phản kháng lại nghe tiếng đàn vang lên. Đinh, tiếng đàn này như tia sét vạch phá bóng tối đâm rách phong tỏa không gian chung quanh của ám minh tông chủ, mặc dù chỉ một tiếng nhưng lại dung nhập nội tâm, làm cho mũi miệng của người ta không tự chủ sinh ra hương thơm. Vạn vật sinh hương, là diệu âm, chẳng lẽ nàng thành công? Một tiếng đàn làm cho như giả dạ tông chủ nhìn thấy hy vọng, đôi mắt mở to và mang theo khát vọng. Vạn vật sinh hương, chỉ có tổ sư năm đó mới có thể đạt tới cảnh giới này, nàng lúc tuổi còn trẻ cũng không làm được, hiện tại già thể lực, tinh lực yếu bớt, tự nhiên càng không cách nào đạt đến, cả tiên âm tông, người duy nhất có hy vọng đạt tới cảnh giới này chỉ có một người, diệu âm tiên tử. Chẳng lẽ nàng đi cung điện dưới mặt đất, thành công trong thời gian ngắn như thế, ân, khác với như giả tông chủ hưng phấn, nghe được âm thanh như. Thế ám minh tông chủ biến sắc, hắn cao mày nhìn sang. Vạn vật sinh hương cùng cấp độ với thiên vi kỳ tinh vi tử cảnh của hắn, nếu như tiên âm tông thực sự có người đạt tới cảnh giới này, chuyện hắn muốn xác nhập tông môn biến thành không thể thực hiện được. Bất kể là ai cũng không thể cứu được ngươi, sắc mặt trầm xuống, Bàn cờ không tiếp tục dừng lại mà áp xuống. Nếu như Tiên Âm Tông thực sự có người có thể đạt tới cảnh giới Vạn Vật Sinh Hương, mặc dù chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn nhưng phải dứt khoát phá giải, hắn phải chém giết như Giả tông chủ trước tiên. Chỉ cần giết nàng sẽ giảm đi một đối thủ, cho dù người còn lại có thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được hắn. Sư phụ, nhìn thấy động tác của hắn cho nên mọi người hiểu ra, rất nhiều đệ tử biến sắc và la lớn. Ô ô ô, thời điểm mọi người cho rằng như Giả tông chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ đột nhiên có tiếng tiêu vang lên. Tiếng tiêu sen kẽ trong tiếng đàn nhưng không làm người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại còn có cảm giác đáng ra nó phải như thế. chương 3143, Hợp tấu kháng địch chung. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cầm tiêu hợp tấu, đồng tử ám minh tông chủ co rụt lại, có thể phối hợp tiếng đàn vạn vật sinh hương, chẳng lẽ nơi này còn có cao thủ dùng tiêu. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ thế cục hôm nay không quá tốt. Siết nàng trước rồi nói sau biết rõ còn có cao thủ ở bên ám minh tông chủ không dám do dự cắn răng một cái lực lượng tuôn ra sau đó dùng bàn cờ áp xuống quân cờ trên bàn cờ quay tròn cực nhanh và bay thẳng về phía như giả tông chủ đối phương có che giấu cao thủ hiện tại hắn không dám nghĩ nhiều chỉ có giết một người trước mới có thể đạt được cơ hội lớn hơn bằng không toàn bộ cao thủ của đối phương đi ra liên hợp cùng một chỗ thì thế cục hôm nay sắp thành lại bại âm âm thời điểm bàn cờ sắp hạ xuống trước mặt như giả tông chủ lại sinh ra tiếng nổ như xét đánh âm thanh cầm tiêu dung hợp hoàn mỹ với nhau, một đầu đại đạo xuyên qua tuyên cổ, mang theo lý giải huyền ảo khó nói thành lời hàng lâm nơi đây. Đinh 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 đinh, quân cờ, bàn cờ và đại đạo va chạm một cái phát ra âm thanh đinh đương, chẳng khác gì ném tảng đá vào sắt thép, cũng không thể tiếp tục áp xuống mảy may. Đại đạo hòa minh, làm, làm sao có thể, ám minh tông chủ cũng bê ên sắc, tiên âm tông lại có người thi triển ra đại đạo hòa minh. Tại sao có thể có cao thủ như thế? Đại đạo hòa minh, đây chính là cảnh giới chỉ có lạc á năm đó mới có thể đạt tới, cảnh giới cao nhất trong tứ hữu tông môn. Thật sự có người đạt tới, mặc hư tông chủ, đồ vân tông tông chủ cũng sững sờ đứng ngây ngốc tại chỗ. Nếu như nói ám minh tông chủ sử dụng thiên vi kỳ tinh vi tử cảnh đã làm bọn họ khiếp sợ, hiện tại chính là sợ hãi. Đó là cảnh giới mục tiêu của bọn họ từ khi bắt đầu tu luyện, không thể vượt qua, hiện tại bình chướng khó có thể vượt qua đã xuất hiện ngay trước mặt, bọn họ làm sao không kinh ngạc. Đại đạo hòa minh, Đại đạo cũng phối hợp khúc nhạc xuất hiện, có thể nói là vô địch trong hoàn cảnh viên mãn. Suy nghĩ rất nhanh, tình cảnh biến hóa càng nhanh hơn. Cầm tiêu hợp tấu hình thành dòng sông đại đạo ngăn cản bàn cờ của Ám Minh Tông Chủ, bọt nước bắn tung tóe và cuốn lấy. Đáng giận, Ám Minh Tông Chủ biết rõ người hợp tấu ra tay với hắn, sắc mặt khó coi, bàn cờ chấn động và dựng thẳng biến thành tấm chắn. Đại đạo hòa minh dẫn suất đại đạo, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu và khác với cường giả đế cấp dẫn động hình thái nguyên vẹn, dù thế nó vẫn là hình thức đại đạo uy lực vô cùng hai bên va chạm với nhau ám minh tông chủ lập tức bay ra ngoài yết hầu ngòn ngọt phun máu tươi mau tới đây hỗ trợ vừa rồi các ngươi cũng ra tay đối phó như dạ tông chủ đấy thật vất vả ổn định thân thể sắc mặt ám minh tông chủ trầm xuống quay đầu hô to hai người mặc hư tông chủ vừa rồi hắn bảo hai người này sung phong ra tay chính là sợ tiên âm tông có hậu thủ từ đó kéo hai người này xuống thuyền trước tiên quả nhiên Nghe nói như thế sắc mặt mặc hư tông chủ và đồ vân tông tông chủ biến thành hết sức khó coi. Tuy còn không có nhìn thấy người đến là ai nhưng cầm tiêu hợp tấu có thể thi triển ra đại đạo hòa minh, đủ thấy thực lực đáng sợ cỡ nào. Giao thủ với cường giả như thế không phải lựa chọn chính xác, nhưng... Vừa rồi bọn họ thật sự ra tay với như giả tông chủ. Đối phương là người tiên âm tông, tông chủ bị hai người bọn họ đả thương, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Lên đi, cắn răng một cái, mặc hư tông chủ nói. Hiện tại bọn họ đã không có đường lui, sinh cơ duy nhất chính là liên thủ với ám minh tông chủ, đánh bại cao thủ đại đạo hòa minh rồi nói sau. Đồ vân tông tông chủ cũng hiểu rõ điểm này, không đợi hắn nói xong, cũng đã ra tay. Ông, ông, một bộ tranh vẽ, một cây bút lông xuất hiện trên không trung lần nữa, khí lãng quay cuồng, cả đại điện phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào. Lên keng, ô ô, cầm tiêu hợp tấu hình thành dòng sông đại đạo, họa trung tiên. Bút lông cùng ngăn cản và rằng co không phân cao thấp, Tuy cầm tiêu hợp tấu đã đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh nhưng ba người đang sử dụng bảo vật đều là trấn phái trí bảo, uy lực vô cùng, ba người liên hợp cùng một chỗ, đại đạo hòa minh cũng không cách nào tiến lên. Sư phụ, người nói đại đạo hòa minh là đại sư tỷ, song phương rằng có không phân trên dưới, như giả tông chủ lúc này được đệ tử nâng lên, nàng thở hổn hển phun máu tươi. Ân, như giả tông chủ gật gật đầu, đại đạo hòa minh là cảnh giới của lạc á tiền bối, tiên âm tông chúng ta có an toàn hay không? đệ tử này hưng phấn nhảy lên đại đạo hòa minh là cảnh giới trong truyền thuyết không biết bao nhiêu năm qua chưa có người đạt tới không nghĩ tới đại sư tỷ đã đạt tới cảnh giới này tuy đại đạo hòa minh uy lực rất mạnh nhưng không phải một mình diệu âm hoàn thành mà là cầm tiêu hợp tấu hình thành một khi khúc nhạc chấm dứt uy lực sẽ mất đi muốn thắng ba tông chủ chỉ sợ rất khó khác với đệ tử hưng phấn như giả tông chủ không có thả lỏng chút nào đại đạo hòa minh có uy lực rất lớn dù sao cũng là hợp tấu mới thi triển ra nếu như người hợp tấu với diệu âm tiên tử có thực lực giống nàng, cũng là hoàng cảnh viên mãn, không có bất cứ vấn đề gì, mấu chốt là đối phương chỉ có cảnh giới vương cảnh viên mãn. Loại thực lực này, nếu như không phải dẫn phát hòa minh, còn không có tư cách giao thủ với đám người ám minh tông chủ, chỉ bằng một ý niệm của người ta cũng có thể chém giết. Cho nên, hiện tại đại đạo hòa minh chiếm ưu thế, trên thực tế là một mình diệu âm tiên tử đối kháng ba người, một khi khúc nhạc chấm dứt, lực lượng cắn trả sẽ không chịu nổi. Âm ầm, thời điểm nàng nói chuyện với các đệ tử, cục diện chiến đấu xuất hiện biến hóa. Mặc hư tông chủ, đồ vân tông tông chủ, bây giờ không phải là người chết chính là ta vong. Mau giao xuân thu bút và họa trung tiên cho ta khống chế, bằng không ba người chúng ta sẽ chết tại nơi này. Ám minh tông chủ lên tiếng hét lớn, tốt, tốt, mặc hư tông chủ, đồ vân tông tông chủ cũng biết tình thế nguy cấp, đồng thời cắn răng gật đầu. Cầm kỳ thư họa tứ hữu tông môn, tuy phương pháp tu luyện khác nhau nhưng nền tảng tới từ một mạch, Xuân Thu Bút, Họa Trung Tiên và bàn cờ của Ám Minh Tông chủ làm trí bảo tông môn, nếu như do một người sử dụng thì lực lượng dung hợp rất tốt, phát huy uy lực còn mạnh hơn nữa. Chương 3144, hợp tấu kháng địch hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chính bởi vì như thế, Ám Minh Tông chủ mới dốc sức liều mạng muốn dung hợp bốn tông môn với nhau. Bây giờ đối phương thi triển ra đại đạo hòa minh, ba người bọn họ miễn cưỡng lắm mới có thể ngăn cản, phương pháp giải trừ khốn cục duy nhất chính dung hợp ba trí bảo trên thân một người hô mặc hư tông chủ đồ vân tông tông chủ giao quyền khống chế chấn tông trí bảo cho ám minh tông chủ lúc này đại điện tỏa sáng rực rỡ ba kiện bảo vật dung hợp cùng một chỗ hình thành dòng sông tương tự đại đạo hòa minh dòng sông này va chạm với dòng sông cầm tiêu hợp tấu hình thành lúc này nó thể hiện uy lực cực kỳ cường đại dòng sông thứ nhất liên tiếp bại lui có chút không ngăn cản nổi cho ta xem rốt cuộc là ai nhìn thấy dòng sông cầm tiêu hợp tấu lui về phía sau, ám minh tông chủ thở ra một hơi và cười lạnh, ba đại pháp bảo đẩy mạnh về phía trước. Từ khi tiếng đàn vang lên tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người hợp tấu là ai, hiện tại nắm giữ chủ động cho nên muốn nhìn là ai đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới cảnh giới như thế. Âm âm, ba đại pháp bảo uy lực cực lớn và đẩy mạnh về phía trước, không gian phía trước vặn vẹo và hai người xuất hiện. Chính là diệu âm tiên tử và nhiếp phân. Hai người rời khỏi cung điện dưới mặt đất và phát hiện tông môn biến cố, lúc này mới không nhịn được ra tay. Chỉ có điều hai người này chỉ có cảnh giới vạn vật sinh hương, hơn nữa thực lực nhiếp vân là vương cảnh viên mãn, công nhiên ra tay. Khẳng định không bằng ba tông chủ dung hợp ba kiện trí bảo, dưới tình thế cấp bách mới ẩn nấp, dùng phương pháp cầm tiêu hợp tấu tiến hành công kích làm cho đối phương biết khó mà lui. Ai ngờ ám minh tông chủ thời khắc mấu chốt khống chế hai kiện chí bảo, một lần hành động phản kích thành công. Diệu âm, nhanh luyện hóa tiêu vị cầm, nhìn thấy hai người bị bước ra, tùy thời khó có thể ngăn cản nổi, như giả tông chủ chấn động, tiêu vĩ cầm trước mắt bay lên và tiến tới gần diệu âm tiên tử. Diệu âm tiên tử có cổ cầm trong tay là vũ khí truyền thừa từ lâu, so với tiêu vĩ cầm thì chênh lệch rất lớn. Vâng, diệu âm tiên tử vươn tay tiếp nhận tiêu vĩ cầm, ánh mắt khẽ động và luyện hóa. Đinh 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 đinh, tiếp tiêu vĩ cầm và luyện hóa sau đó diễn tấu sinh ra đã không có chút dừng lại, thậm chí tiếng đàn cũng không có gián đoạn mà tiếp tục diễn tấu. Âm âm, có tiêu vĩ cầm là chấn tông trí bảo tương trợ, hợp tấu đại đạo gia tăng lực lượng nhưng không rõ ràng lắm. Hợp tấu là chỉnh thể nghiêm chỉnh, lực lượng một người tăng lên nhưng người khác không gia tăng nên công hiệu không lớn. Ám minh tông chủ cười ha ha, hắn vốn tưởng rằng đối phương luyện hóa tiêu vĩ cầm sẽ gia tăng áp lực gấp đôi cho hắn, gây chuyện không tốt chỉ có thể chạy trối chết, hiện tại xem ra cũng chỉ có như thế mà thôi. Hợp tấu chú ý là cân đối, giống như thùng gỗ chứa nước, quyết định dung tích không phải là tấm gỗ dài nhất, mà là tấm ngắn nhất. Hiện tại nhiếp vân và diệu âm tiên tử cũng gặp tình huống như thế. Thực lực bản thân nhiếp vân quá yếu, hơn nữa sử dụng ống tiêu cũng là vật phẩm bình thường, cho dù diệu âm tiên tử luyện hóa tiêu vĩ cầm nhưng biên độ gia tăng thực lực không quá lớn, cũng không rõ ràng. Không tốt, như giả tông chủ cũng hiểu ra, trong đôi mắt mang theo lo lắng nồng đậm. Vừa rồi thấy đối phương dung hợp ba đại bảo vật và nhìn thấy đệ tử của mình không ngăn cản nổi, dưới tình thế cấp bách đã đưa tiêu vĩ cầm qua, khi đó nàng không có suy nghĩ cẩn thận, lúc này tỉnh táo lại cho nên biết tác dụng không lớn. Nếu có dẫn phượng tiêu là tốt rồi, dẫn phượng tiêu là bảo vật lạc á luyện chế năm đó, cấp bậc không kém gì tiêu vĩ cầm, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chỉ có điều lạc á dù sao cũng không phải tông sư khai phái tiên âm tông, các nàng lưu giữ lăng thiên tiêu phổ đã không tệ, về phần dẫn phượng tiêu đã sớm biến mất theo lạc á, cụ thể nằm ở nơi nào thì không biết. Nếu lúc này có dẫn phượng tiêu đưa cho nhiếp vân luyện hóa, hoàn toàn có thể đền bù chỗ thiếu hụt tu vi của hắn, cầm tiêu hợp tấu nhất định có thể chiến thắng đối phương. Đáng tiếc dẫn phượng tiêu sớm biến mất, cho dù là nàng cũng bất lực. Chết đi, hiểu rõ cầm tiêu hợp tấu không gai tăng uy lực quá lớn, gương mặt ám minh tông chủ xuất hiện thần thái tàn nhẫn, hắn cười lạnh lùng, ba đại trí bảo dung hợp hình thành dòng sông tấn công lần nữa. Hai dòng nước lũ va chạm trong đại điện, không gian vỡ vụn và từng đường vân đen kịt xuất hiện trong vọng nguyệt các. Két, âm thanh loạn hưởng tùy thời sụp đổ đinh 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 đinh, nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người biết rõ vọng nguyệt các không chịu nổi, rất nhiều nữ đệ tử sau lưng như giả tông chủ vươn bàn tay trắng như ngọc đánh đàn, tiếng đàn vang lên, lập tức hình thành vòng bảo hộ chung quanh. Bọn họ không có thực lực đối phó đám người ám minh tông chủ nhưng dùng tiếng đàn hình thành vòng phòng ngự ngăn cản nham thạch bùn đất rơi xuống là dư xài. đang đăng đăng đăng, các nàng đang phòng ngự, bên phía nhiếp vân không đơn giản như thế. Hai dòng sông va chạm trên không trung, hai người giống như bị lực lượng cường đại đánh chúng, đồng thời lui về phía sau vài bước. Hai người cầm tiêu hợp tấu, diệu âm tiên tử chiếm chủ động ngăn cản chín thành lực lượng, dù vậy nếu hắn thừa nhận lực lượng này thì hắn sẽ chết. Dù sao song phương đối chiến nhau, thực lực đều là hoàng cảnh viên mãn đỉnh, đến gần vô hạn cường giả đế cấp, thủ đoạn của hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là vương cảnh viên mãn mà thôi, tranh lệch thật sự quá lớn. Phốc, diệu âm tiên tử phun ra một ngụm máu tươi. Ám Minh Tông Chủ đã sớm đạt tới cảnh giới tương đương vạn vật sinh hương, đối phương lại luyện hóa ba trong bốn tứ hữu trí bảo, lực lượng cường đại không thể ngăn cản. Hai người đồng thời bị thương, hợp tấu cầm tiêu xuất hiện hỗn loạn, dòng sông đại đạo trên không trung lắc lư sau đó biến mất. Hợp tấu hình thành đại đạo hòa minh có khuyết điểm, một khi hợp tấu xảy ra vấn đề sẽ trực tiếp biến mất, muốn tìm trở lại cảm giác ban đầu quá khó khăn. Ha ha, lần này ta xem các ngươi làm sao ngăn cản. Thấy dòng sông đại đạo do hợp tấu sinh ra biến mất, ám minh tông chủ cất tiếng cười to. Đối phương lợi hại chỉ có hợp tấu, một khi mất đi, tuy nữ tử trước mặt có tu vi không kém hắn, cũng đạt tới vạn vật sinh hương, hắn chẳng những sớm đạt tới, càng có được ba kiện trí bảo. Về phần kẻ còn lại không đáng quan tâm, chương 3145, dùng họa khắc họa một Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lý giải tiên âm đại đạo cao nhưng thực lực bản thân chỉ có vương cảnh viên mãn, căn bản không tạo thành uy hiếp với hắn. Hắn cười to sau đó tiến lên phía trước, bàn tay dương lên, ba kiện chí bảo hình thành dòng sông đánh tới. Lần này không có đại đạo hòa minh trợ giúp, một khi bị đánh trúng, hai người tất thân tử đạo tiêu. Kết thúc, nhìn thấy tốc độ của dòng sông đại đạo đánh tới, nội tâm mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Hiện tại cho dù còn muốn hợp tấu cũng không kịp, chớ nói chi hợp tấu có thể dẫn phát đại đạo hòa minh. Nhiếp Vân, đây là chuyện của Tiên Âm Tông chúng ta người lập tức rời đi có lẽ sẽ chạy thoát, không cần phải xen vào ta. Biết rõ tai kiếp khó tránh khỏi, diệu âm tiên tử lo lắng truyền âm. Mục đích của đối phương là chiếm đoạt tiên âm tông, cướp đoạt tiêu vĩ cầm, cũng không quan hệ lớn tới thiếu niên trước mặt, dù sao hắn không phải người tiên âm tông, theo lý thuyết chỉ cần chạy trốn thì đối phương cũng không đuổi tận giết tuyệt. Trốn không thoát, nghe được nàng nói như thế, nội tâm nhiếp phân cảm động nhưng lắc đầu. Hắn chỉ có thực lực vương cảnh viên mãn, cho dù muốn chạy trốn nhưng trốn đi đâu lại nói hiện tại chỉ có ám minh tông chủ ra tay thật muốn trốn hai người mặc hư tông chủ đồ vân tông tông chủ phái một người đuổi theo cũng làm hắn không chịu nổi cho nên thế cục hiện tại đào tẩu hẳn phải chết không thể nghi ngờ không trốn có lẽ còn có một đường sinh cơ đương nhiên thật sự không được hắn sẽ vận dụng thủ đoạn cuối cùng đưa tin cho nhiêu huyền hai vị đại đế hoặc là sử dụng thuấn di phù lục của viêm hoàng điện tạm thời còn chưa tới tình trạng sơn cùng thủy tận bởi vì hắn nghĩ đến một kiện đồ vật có lẽ có thể giải quyết tình thế nguy hiểm. Hôm nay, diệu âm, người ngăn cản ba giây, ta nghĩ biện pháp. Nghĩ vậy, hít sâu một hơi, nhiếp vân truyền âm nói. Ngăn cản 3 giây, tốt, có tiêu vĩ cầm phối hợp, có lẽ có thể đỡ nổi, thời gian lâu hơn không nhất định. Diệu âm tiên tử không biết hắn nói nghĩ biện pháp là cái gì, hai người ở chung thời gian không ngắn, hơn nữa cũng là người tri âm với nhau, nàng tin tưởng hắn vô điều kiện, gật gật đầu, nhướng mày, tiêu vĩ cầm vang lên nhạc khúc biến hóa mang theo sát phạt nồng đậm táng long ngâm thủ khúc này hoàn toàn khác với những thủ khúc trước kia của nàng là khai phái tổ sư năm đó lúc đánh chết ác long soạn nhạc uy lực vô cùng tiếng đàn vừa ra sát phạt tứ phương khúc nhạc mãnh liệt như thế hoàn toàn khác với nàng tu luyện tiên âm nhu hòa tuy sử dụng uy lực lớn nhưng sẽ tổn thương bản thân không nhỏ bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng không dễ dàng sử dụng lúc này bị bước tới mức này không cần quan tâm sau đó thế nào hiện tại trong đầu của nàng chỉ có một suy nghĩ phải duy trì được 3 giây. Từ đó tranh thủ thời gian để nhiếp vân chuẩn bị sung túc. Âm ầm táng long ngâm vang lên, một đầu hắc long cực lớn sông tới, gào thét một tiếng sau đó va chạm với dòng sông. Táng long ngâm, diệu âm, là sư phụ hải ngươi, nhìn thấy hắc long sinh ra, trên mặt như giả tông chủ không có chút hưng phấn nào, nội tâm trầm xuống. Sư phụ làm sao thế? Nhạc khúc của đại sư tỷ rất có lực lượng, tại sao ta chưa từng nghe qua? các đệ tử sau lưng nàng hỏi thăm, tuy thực lực của các nàng không được nhưng táng long ngâm vừa ra, hắc long hiển hiện uy lực vô cùng, theo lý thuyết sư phụ nên cao hứng a hát, vì sao vẻ mặt đau khổ và xin lỗi đại sư tỷ. Táng long ngâm là tiếng đàn sát phạt quyết đoán, hoàn toàn không hợp với công pháp của nàng, một khi sử dụng, trong cơ thể sinh ra dấu vết sát phạt không thể tiêu trừ. Như giả tông chủ nói đến đây liền lắc đầu, năm đó khai phái tổ sư cũng bởi vì thi triển nhạc khúc này không cách nào hóa giải lệ khí trong người cho nên vẫn là khi còn trẻ sắc mặt nhiều đệ tử biến đổi. Tổ sư khai phái của các nàng là đệ tử nhỏ nhất của Lạc Á, cầm tiêu hợp tấu thời điểm đột phá cảnh giới vạn vật sinh hương còn chưa đủ 5.000 tuổi. Loại tuổi này đạt tới hoàng cảnh viên mãn, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống mấy vạn năm dễ dàng nhưng tổ sư chỉ sống hơn một vạn năm là thân vẫn. Lúc ấy tông môn truyền lưu nhiều nhất là tổ sư muốn trùng kích cảnh giới đại đạo hòa minh thất bại mà chết, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy, nguyên nhân thực sự ở chỗ này. Táng Long Ngâm, năm đó diệu âm đã từng gặp nhạc phổ, ta chỉ bảo nàng ghi nhớ nhưng không cho diễn tấu, cho nên cũng bình an vô sự. Hiện tại diễn tấu không có biện pháp phản hồi. trong mắt như giả tông chủ đầy hối hận. nếu như diệu âm chưa xem qua nhạc phổ, chắc chắn sẽ không diễn tấu. hiện tại diễn tấu sẽ không có biện pháp nào khác. sư phụ người cũng không cần thương tâm. hiện tại đại sư tỷ cũng không có biện pháp mới diễn tấu. không diễn tấu táng long ngâm này, diễn tấu cái gì mới có thể ngăn cản ám minh tông chủ công kích? Một đệ tử xen vào nói, việc này, như giả tông chủ sướng sờ, nói không ra lời. Đúng thế, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, nếu như diệu âm tiên tử không sử dụng táng long ngâm, gây chuyện không tốt sau một khắc cũng sẽ chết. Sử dụng chiêu này tuy chẳng khác gì thi triển cấm và phiền toái về sau không nhỏ, ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Xem như không có biện pháp nào, lại nói chỉ cần có thể ngăn cản công kích lần này, về sau tìm kiếm người trị liệu, độc huyết sát trưởng của sư phụ không phải vẫn được chữa khỏi sao không được cứ tìm người này vị đệ tử kia tiếp tục nói các nàng cũng vừa vặn biết rõ sư phụ chúng huyết sát trưởng hơn nữa có người chữa khỏi về phần cụ thể ai chữa khỏi thì sư phụ không nói cho các nàng biết không sai như giả tông chủ thở ra một hơi lúc này mới nhớ tới nhiếp vân an tâm không ít vị thiếu niên này có thể trị liệu huyết sát trưởng cho nàng táng long ngâm hình thành hậu hoạn có lẽ không làm khó hắn được đương nhiên tất cả phải kháng cự công kích hiện tại nói sau gánh không được tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Như giả tông chủ suy nghĩ ngàn vạn, hắc long trên không trung va chạm với ba đại trí bảo hình thành dòng sông. Két, két, một tiếng gầm rú thê thảm vang lên, hắc long bị dòng sông bao phủ. Diệu âm tiên tử thi triển táng long ngâm là tuyệt chiêu mạnh nhất của nàng, so với ám minh tông chủ luyện hóa ba đại trí bảo mà nói còn kém hơn nhiều, hắc long chỉ ngăn trở dòng sông một hồi liền không kiên trì nổi. Trường 3146, dùng hỏa khắc họa 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Một giây, hai giây, ba giây, siêu âm tiên tử cắn răng kiên trì, thời điểm nàng kiên trì không nổi, vào lúc hắc lòng biến mất triệt để, một tiếng nổ vang lên sau lưng nàng. Được rồi, người tiếp tục diễn tấu thủ khúc này, nghĩ biện pháp công kích ám minh tông chủ, ta sẽ phá hư dòng sông đại đạo. Nói chuyện chính là nhiếp phân, người phá hư, siêu âm tiên tử sững sờ. Hiện tại đáng sợ nhất chính là ba đại trí bảo hình thành dòng sông đại đạo, ngay cả nàng cũng không ngăn cản nổi, đối phương chỉ là một vương cảnh viên mãn làm sao ngăn cản. Ba đại trí bảo, kỳ thi hỏa, tương thông tương liên, tứ hữu tông môn không phân biệt lẫn nhau, không có lực lượng cường đại hơn không thể phá vỡ. Đương nhiên, nếu có thể phá hư, đối phương cũng không đáng để lo. Tuy ám minh tông chủ rất mạnh nhưng chỉ có cảnh giới vạn vật sinh hương, nếu không có trí bảo ám tinh tông trợ giúp, diệu âm tiên tử tự tin hắn không phải đối thủ của nàng. Nghi kỵ trong nội tâm biến mất, diệu âm tiên tử biết rõ thiếu niên dám nói như vậy tất nhiên có biện pháp của mình lúc này cũng không nhiều lời bàn tay của nàng khải đàn một đầu hắc long hình thành lần nữa hiện tại đã muộn rồi phá vỡ hắc long của diệu âm tiên tử thấy nàng còn muốn thi triển hắc long thứ hai ám minh tông chủ cười lạnh một tiếng bàn tay đẩy mạnh về phía trước ba đại chí bảo hình thành dòng sông lao tới rất nhanh hắn xem ra hắc long đầu tiên không thể ngăn cản dòng sông thêm một con càng không có tác dụng gì sau một khắc hai người sẽ chết dưới ba đại chí bảo sẽ bị lực lượng tuyệt đối nghiền nát. Muộn hay không muộn không phải ngươi nói tính toán, hỏa trung tiên, xuất. Thời điểm dòng sông đại đạo sắp đánh tới trước mặt, nhiếp phân sau lưng diệu âm tiên tử tiến lên phía trước một bước, hắn vươn cổ tay lên, một bức tranh vẽ xuất hiện và bao phủ bầu trời. Âm âm, tranh vẽ vừa xuất hiện, trước mặt mọi người như hình thành thế giới, nó mang theo uy áp đậm đặc. Hỏa trung tiên, tại sao hắn có thứ này? Tại sao giống bảo vật chấn tông của mặc điểm tông thế? Dùng hỏa khắc hỏa, đây là dùng hỏa trung tiên cắt ngang ba đại trí bảo dung hợp, từ đó bức chấn tông trí bảo mặc điểm tông bị bước ra khỏi trạng thái dung hợp. Một khi bước ra, cái gọi là dung hợp không tồn tại. Nhìn thấy bức tranh xuất hiện, mọi người ngơ ngác, ám minh tông chủ vận dụng ba đại trí bảo dung hợp, trên thực tế sử dụng thủ đoạn tương tự như cầm tiêu hợp tấu đưa tới đại đạo hòa minh, đều là dung hợp hình thành, một khi một khâu dung hợp có vấn đề thì dòng sông đại đạo sẽ sụp đổ. Cục diện trở ức mắt chính là như thế, dòng sông do hỏa trung tiên, Xuân Thu bút và bàn cờ dung hợp tạo thành hiện tại nhiếp vân ném ra đồ vật không kém gì hỏa trung tiên dùng hỏa khắc hỏa hai hai đối bính chấn tông chi bảo mặc điểm tông nhất định bị bước ra trạng thái dung hợp cũng mất đi tác dụng biện pháp này nói đơn giản rất nhiều người cũng có thể nghĩ ra được mấu chốt là tìm đâu ra bảo bối cấp bậc này mặc điểm tông có chấn tông chí bảo cũng là khai phái tổ sư tốn hao vô số của cải tạo thành truyền thừa không biết bao nhiêu năm cả thần giới cũng không tìm được mấy phần hết lần này tới lần khác thiếu niên lại có một phần như vậy hơn nữa nhìn bức họa che khuất bầu trời thì thấy được nó là trí bảo cường đại hơn mau nhìn họa trung tiên của hắn có thể tự chủ thôn phệ chẳng lẽ người luyện chế bức họa này luyện bản thân mình vào trong nó biến thành họa linh mọi người ở đây khiếp sợ gào rú ngay sau đó có tiếng kêu vang lên nghe được tiếng nói như vậy mọi người sững sờ lập tức đồng tử co rút kịch liệt họa linh người luyện chế bức họa này cũng luyện bản thân mình vào rốt cuộc là ai luyện ra thứ này, quá đáng sợ rồi, họa trung tiên là cường giả tinh thông họa đạo hao phí tâm huyết cả đời luyện chế mà thành không gian bảo vật, cho dù thứ này cũng phân chia thứ bậc và đẳng cấp, tất cả mọi người biết rõ, họa trung tiên có được họa linh mới là cường đại nhất. Bởi vì họa linh không phải thứ nào khác, là người sáng tác dung nhập linh hồn của mình vào trong đó. Mỗi người cũng biết dung nhập họa trung tiên, linh hồn không cách nào tiến vào luân hồi, tương đương bị vây bên trong bức họa không thể rời khỏi, Cường giả có thể luyện chế ra Hỏa Trung Tiên không ai không phải cường giả nổi danh trong thần giới, làm sao có thể cam tâm dừng lại ở một bảo vật vĩnh viễn không đi ra. Cho nên loại Hỏa Trung Tiên này chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng có ai nhìn thấy, thiếu niên tiện tay ném ra, trực tiếp làm bọn họ kinh ngạc ngây người. Đáng giận, ám Minh tông chủ tức giận quát lớn, nếu như đối phương sử dụng Hỏa Trung Tiên bình thường thì hắn cũng có thể ngăn cản, dù sao trong tay hắn là trấn tông trí bảo Mặc Điểm tông so với họa trung tiên trước mắt có họa linh, uy lực hoàn toàn khác biệt. Họa trung tiên như thế có uy lực đáng sợ, một khi đụng vào chẳng những có thể tiêu trừ trạng thái dung hợp, gây chuyện không tốt. Còn có thể thôn vệ trí bảo mặc điểm tông vào bên trong. Còn không mau động thủ, trí bảo mặc điểm tông các người bị cắn nuốt, người cũng chết. Ám minh tông chủ quay đầu lại quát mặc hư tông chủ một câu. Tình huống bây giờ nguy cấp, hai người này tiếp tục xem náo nhiệt hôm nay chắc chắn sắp thành lại bại. Ta đối phó tiểu tử này, người ngăn cản hỏa trung tiên cũng biết tình huống trước mắt hai người nhìn nhau không biết nghĩ đến cái gì đồng thời gật đầu mặc hư tông chủ một thét dài sau đó lao thẳng về phía nhiếp phân đồ vân tông tông chủ quay người lao thẳng về phía hỏa trung tiên ầm ầm còn chưa tới đến trước mặt hỏa trung tiên thì một đám hỏa diếm cực nóng bay ra nó bốc cháy hừng hực làm không khí vặn vẹo nhiếp phân ném hỏa trung tiên ra ngoài chính là hạo viên trưởng lão lưu lại tuyệt đỉnh thiên tài trăm triệu năm khó gặp của hỏa thần tông Tuy hiên sớm đã chết hóa thành họa linh nhưng đột nhiên phóng thích hoa diễm cũng không phải loại người như tông chủ đồ vân tông có thể chống lại. Biến sắc, tông chủ đồ vân tông lui vài bước, hắn vừa lui về phía sau, họa trung tiên đã va chạm với ba kiện trí bảo dung hợp, vào lúc này dòng sông đại đạo lắc lư, ba kiện bảo vật chia lìa với nhau. Phốc, bảo vật vừa chia tách nhau ám minh tông chủ phun máu tươi. Ba kiện bảo vật dung hợp là lực lượng hắn khống chế, lúc này bị người ta cưỡng ép chia lìa nên trọng thương. Chương 3147, chém giết Ám Minh tông chủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắn phun máu tươi, Ám Minh tông chủ nhìn về phía tông chủ Đồ Vân tông với ánh mắt tàn nhẫn. Nếu như động tác của hắn nhanh hơn và dùng toàn lực ngăn cản, hỏa trung tiên khẳng định không có vấn đề, rất rõ ràng ra hỏa này không suốt toàn lực. Ba đại bảo vật dung hợp, đổi lại bình thường muốn tách ra khẳng định rất khó, hơn nữa chính mình đạt được, không có khả năng buông tay, tông chủ Đồ Vân tông cũng nhìn ra điểm này muốn mượn cơ hội chia lìa bảo vật ra ngoài, một lần nữa không chế trí bảo tông môn của mình. Đáng giận, trong nội tâm mắng thầm nhưng hắn không dám trở mặt với tông chủ đồ vân tông, cũng không có thời gian cho hắn, bởi vì hắc Long đã tới trước mặt hắn, hắc Long phá không bay tới đầu của hắn. Diệu âm tiên tử lại điều khiển hắc Long tấn công về phía trước. Tới đây cho ta, đúng như ám minh tông chủ đoán, nội tâm tông chủ đồ vân tông thật sự suy nghĩ như thế. Bảo vật tông môn sao có thể dễ dàng tặng người nhìn thấy nhiếp vân ném hỏa trung tiên ra ngoài, hắn biết rõ cơ hội tới, không có thi triển toàn lực và để hỏa trung tiên đụng bay bảo vật và thừa cơ lấy lại. ầm ầm ầm, bức hỏa trên không trung cuộn tròn và thoát khỏi ám minh tông chủ khống chế, dù sao cũng là trí bảo đồ vân tông, nghe được tiếng la liền bay tới, lúc này rơi vào trong tay đồ vân tông chủ. Ám minh tông chủ, đồ vân tông của ta có việc, ta cáo từ trước, ngày khác lại tụ họp. Như giả tông chủ, chuyện trước kia ta không có biện pháp, xin hãy tha thứ, về sau ân oán giữa tiên âm tông và ám tinh tông, đồ vân tông chúng ta không nhúng tay vào. Sau khi bắt lấy họa trung tiên, đồ vân tông chủ thở ra một hơi, thân ảnh xoay người rời đi. Trước mắt chính là vũng nước đục, hắn không có ý định xen vào nữa. Ngươi, hắn phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ám minh tông chủ tức chết. Nằm mơ cũng không nghĩ tới đường đường nhất tông chi chủ, thời khắc mấu chốt lại quay đầu bỏ chạy. Bên này sinh ra biến cố liên tiếp, bên kia mặc hư tông chủ tấn công nhiếp vân cũng không ngốc, dường như hai người đã sớm kế hoạch tốt, đồ vân tông tông chủ đào tẩu thì hắn cũng xoay người bắt lấy Xuân Thu bút và bay đi thật nhanh. Hắn cũng xem như nhìn ra, hiện tại giúp ám minh tông chủ tiêu diệt tiên âm tông, gia hỏa này sớm muộn gì cũng đối phó mình, tiên âm tông chiến thắng, hắn khẳng định cũng không chiếm được chỗ tốt, nếu đã như thế không bằng rời đi. Thấy hai vị tông chủ đào tẩu, nhiếp vân vốn kinh ngạc sau đó hiểu ra. Không phải hai người này sợ chết, mà là biết xem xét thời thế. Họa trung tiên vừa ra, Đồ Vân Tông Tông chủ không trốn đi, như vậy trí bảo của hắn sẽ bị thôn phệ, như vậy hắn sẽ làm mất trí. Bảo, lại không có khả năng tìm về, mà họa trung tiên của mình thành công, uy lực đại tăng, đến lúc đó lại cầm tiêu hợp tấu, cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng không có khả năng thắng. Thật thất bại, không cần nghĩ, bọn hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, gây chuyện không tốt tông môn cũng sẽ bị tiên âm tông tiêu diệt, đây là chuyện không có biện pháp, dù sao cũng là bọn họ trêu chọc đối phương trước. Hiện tại đào tẩu thì khác, tương đương bán cho tiên âm tông chỗ tốt, cho dù cuối cùng chiến thắng cũng sẽ không hủy tận giết tuyệt. Ám minh tông chủ cuối cùng chiến thắng, cùng lắm xin lỗi là được, lại nói không có mất trí bảo, đối phương muốn ra tay đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. Cho nên hai người trực tiếp đưa ra lựa chọn rời đi. Hừ, chúng bạn xa lánh, ta xem ngươi làm sao ngăn cản được nữa. Nhưng ý niệm này xuất hiện trong đầu thật nhanh, nhiếp vân không hề nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn sang ám minh tông chủ, bàn tay vung lên, Họa trung tiên của hắn áp xuống đối phương, cùng thời khắc đó có tiếng tiêu vang lên, âm thanh như kim thiết giao thoa và dung hợp cùng táng long ngâm của diệu âm tiên tử. Theo lý thuyết khúc táng long ngâm này không thể phối hợp với nhạc khúc nào khác, bởi vì quá mức hung mãnh, âm nhạc bình thường rất khó dung hợp. Vừa vặn tiêu phổ của lăng thiên có một khúc tương xứng. Về phần thủ khúc này là lạc á tiền bối liên hợp với tổ sư tiên âm tông sáng tác, có lẽ có nguyên nhân khác mà bọn họ không biết, chỉ biết hợp tấu với nhau sẽ gia tăng uy lực. Đinh đinh đinh. Ô ô ô, quả nhiên hai thủ khúc vừa dung hợp, dòng sông đại đạo biến mất lúc trước liền biến thành hai cự long một đen một trắng xuyên qua dòng sông, đồng thời lao tới đánh một chảo vào ám minh tông chủ. Không, đồng tử co rụt lại, ám minh tông chủ muốn phản kháng lại phát hiện không có chút lực lượng nào, gương mặt hắn đầy hoảng sợ và lực lượng thân thể biến hóa, hắn cũng hóa thành một đám cho bụi. Len keng, bàn cờ lơ lửng trên không trung không có người khống chế nên rơi xuống đất nghe thanh thúy. Đây là đồ tốt, ống tiêu dừng lại, bàn tay nhiếp phân vươn về phía trước, hắn cầm bàn cờ vào trong tay và thu vào nạp vật thế giới. Bảo bối cùng cấp bậc với tiêu vĩ cầm khẳng định chân quý khó lường, trước mặt kệ chiến đấu như thế nào, kiếm một kiện là một kiện. Diệu âm tiên tử, như già tông chủ, nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người im lặng một hồi. Nói nhảm, người nào không biết đây là bảo bối, người nói cũng không nói liền thu nó đi, các nàng cũng biết. Nếu như không phải thiếu niên này vào nguy cấp ra tay, tiền âm tông đã bị diệt sạch, phần ân tình này không phải một kiện bảo vật có thể hoàn lại, lại nói chém giết ám minh tông chủ cũng có công lao của hắn, đoạt chiến lợi phẩm không gì. Đáng trách, cho nên tất cả đều mở một con mắt nhắm một con mắt, không nói thêm gì nữa. Còn có một bộ phận nguyên nhân, đó là cho dù muốn ngăn cũng không ngăn được. Sư phụ, đại sư tỷ, ám minh tông chủ tử vong, những người còn lại bỏ chạy như chim thú chạy trốn, nhìn thấy địch nhân rời đi, như giả tông chủ, diệu âm tiên tử đồng thời cảm thấy thể xác và tinh thần hụt hẳng và bất tình hai người vừa rồi đều bị thương nặng toàn bộ bằng vào ý niệm duy trì thân thể lúc các nàng không có động lực kiên trì cho nên không chịu nổi các nàng không có chuyện gì có ta ở đây không chết được đâu lấy đi bàn cờ nhiếp phân cũng cảm thấy xấu hổ thấy hai người hôn mê hắn đi qua xem xét và nói một câu như giả tông chủ chỉ bị trọng thương bình thường và thoát lực trị liệu vô cùng đơn giản thời gian không lâu liền tỉnh lại về phần diệu âm tiên tử thi triển táng long ngâm có tai họa trong mắt kẻ khác vô cùng khủng bố nhưng trong mắt hắn không xem vào đâu. chương 3148 trở lại thành Vân Châu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta ở thành Vân Châu còn có việc, như vậy cáo từ. Sau khi chữa xong cho hai người, nhiếp vân không dừng lại, hắn tới nơi này là tiêu trừ tâm bệnh của diệu âm tiên tử, hiện tại đã. Thành công cho nên hắn cũng quay trở về. Tiên âm tông có diệu âm tiên tử là cường giả vạn vật sinh hương, phối hợp tiêu vĩ cầm đã phòng thủ kiên cố, chỉ cần không phải đại đế đích thân tới, muốn đối phó các nàng là không có khả năng, cho nên nhiếp vân cũng không cần lưu lại. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có chỗ nào cần tới tiên âm tông chúng ta, quyết không chối từ. Biết rõ hắn phải đi, như giả tông chủ cũng không giữ lại, sắc mặt ngưng trọng nói lời này. Nếu không có thiếu niên này, cơ nghiệp vạn năm của tiên âm tông sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, phần ân tình này không phải dùng lời nói có thể bỏ qua. Đa tạ, biết rõ đối phương có hứa hẹn, về sau tất dùng toàn lực giúp mình, nhiếp vân cười gật gật đầu, tinh thần khẽ động, trước nữ toa xuất hiện và nhảy lên. Chờ chút, ta đưa người đi, bằng không thì người bay như vậy biết năm tháng nào về tới nơi. Diệu âm tiên tử lúc này nhảy vào trước nữ toa, người tiến ta, người không lo lắng ám tinh tông lại tới quấy rối Sẽ không, ám minh tông chủ vừa chết, những kẻ còn lại không đáng lo, tiền âm tông do sư phụ ta tỏa chấn, không kẻ nào dám tới đâu lại nói ta đưa ngươi quay về cũng không tốn nhiều thời gian còn có thể hợp tấu với ngươi từ đó tu vi tiến bộ nhiều diệu âm tiên tử cười nói vậy được rồi nhiếp vân đáp ứng xem tin tức của đám người lưu trúc truyền cho mình thọ yến của nguyên dương đế quân cũng sắp bắt đầu chính hắn trở về cho dù có chức nữ toa không có thời gian hơn một tháng cũng khó có thể đến nơi thời gian khẳng định không kịp nàng hỗ trợ hắn phi hành cường giả hoàng cảnh viên mãn phi hành nhanh hơn hắn không ít Lúc đến tốn thời gian 7-8 ngày, khi trở về nương theo tu vi diệu âm tiên tử gia tăng, tốc độ tăng nhanh, thời gian còn ngắn một ít, vào ngày thứ sáu đã nhìn thấy thành vân châu phồn hoa xuất hiện trước mặt lần nữa. Thiếu ra, người rốt cuộc trở lại, bên này sắp gánh không được nữa. Vừa về tới y quán, Lưu Trúc xông tới với vẻ mặt u oán. Những ngày qua không chỉ áp lực từ bản thân hắn, áp lực đến từ những người chữa bệnh cũng không ít, hắn có cảm giác mình sắp không gánh được. Có chuyện gì cần ta hiện tại giải quyết sao? nhiếp vân cũng không nhiều lời trực tiếp mở miệng hỏi diệp đào thiếu gia đang ở trong đại sảnh chờ ngươi mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tới đây cho nên lưu trúc nói diệp đào nhiếp vân lắc đầu gia hỏa này thật chấp nhất ta đi xem nói xong hắn đi vào đại sảnh nhiếp huynh trong đại sảnh diệp đào nhìn thấy hắn đi tới vội vàng đứng lên sau đó hưng phấn hô lên chọn lựa người tham gia thọ yến của nguyên dương đế quân đã được định ra chính là diệp tân hắn bị xa lánh trong gia tộc cũng không có việc gì Mỗi ngày đều tới đây, muốn nhìn thấy Nhiếp Vân trở về đầu tiên, hôm nay xem như đến chuẩn. Sắc mặt Diệp huynh không tốt lắm, chẳng lẽ lão gia tử bệnh tình lại tăng thêm. Đi tới trước mặt, Nhiếp Vân ngồi xuống, cười nói. Lúc này Diệp Đào đã hoàn toàn khác với dáng vẻ trương dương hào phóng khu gặp tại Hoang Nguyên cổ thành, gương mặt hiện tại góc cạnh tăng thương, khí tức hơi trầm thấp lộ ra một ít tiểu tủy. Trước kia tại Hoang Nguyên cổ thành, tùy hắn như người bệnh nặng, tùy thời sẽ chết nhưng khi đó hào khí ngất trời, bản tính không thay đổi một tháng không gặp đã biến thành như vậy, cho dù nhiếp vân cũng không thể không ngạc nhiên. Tinh thần còn rất tốt nhưng tần suất phát bệnh tăng cao, hơn nữa thời điểm không phục dược sắc mặt rất kém. Diệp Đào nói ra, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Phát bệnh tần suất cao, nghe được kết quả này, nhiếp vân cũng chẳng suy nghĩ gì, hỏi. Chẳng lẽ ngươi và Việt Lão không thể khuyên hắn ăn ít dược một chút? Khuyên rồi, hắn không nghe, thọ yến của Nguyên Dương đế quân quá lớn, lão ra tử ý định đi qua, tới đó chỉ sợ khó tránh phải xã giao, ta sợ thân thể của hắn lại xảy ra vấn đề, cho nên. Muốn nhờ nhiếp huynh đi qua xem bệnh cho hắn, Diệp Đào nói, không phải bên cạnh hắn có nam thiên y thánh sao, ta, đi không tốt lắm đâu, nhiếp vân lắc đầu, lúc trước hắn bị nghi vấn, suốt đêm rời khỏi Diệp ra, lão gia tử đều không giữ lại nửa bước, còn muốn hắn đi xem bệnh, không có cửa đâu cưng. Nhiếp huynh, ta tin tưởng ngươi, nam thiên y thánh kia, ta có cảm giác hắn không có hảo ý. Diệp Đào vội vàng nói, tuy hắn chưa nói xong đã bị nhiếp vân cắt lời. Được rồi, Diệp Huynh, chuyện này không cần nhắc lại, trước người nói đại thọ Nguyên Dương đế quân diễn ra vào ngày mai, người có thể nói cho ta biết Nguyên Dương đế quân này hay không? Đi xem bệnh cho lão gia tử khẳng định là không thể nào, trừ phi đối phương tự mình tới muốn nhờ, nghĩ lại A vị và thân phận của lão gia tử, loại khả năng này không tính là lớn. Đã như thế nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, vừa vặn hỏi một chút chuyện của Nguyên Dương đế quân. Hắn chỉ nghe nói qua nguyên dương đế quân vài lần mà thôi, hắn không hiểu vị đại đế này, tại sao đối phương tặng thiếp mời cho hắn, bảo hắn tham gia thọ yến thật sự làm người ta nghi kỳ. Nguyên dương đế quân là một trong chín đế của phổ thiên hoàng triều. Nghe thiếu niên nói như vậy, Diệp Đào biết rõ nói thêm nữa chỉ làm đối phương chán ghét mà thôi, hắn không nói nhiều và giới thê ệu. Thông qua Diệp Đào giới thiệu, nhiếp vân cũng không tới mức che. Mắt đi tham gia thọ yến của nguyên dương đế quân, hắn cũng hiểu nhiều một ít. Vị đại đế này là người sớm nhất đi theo Phổ Thiên Đại đế, trăm triệu năm trước đã xưng huynh gọi đệ với Phổ Thiên Đại đế, hơn nữa cũng nhau đánh hạ hoàng triều. Phổ Thiên Đại đế cực kỳ tín nhiệm hắn, có thể nói tin tưởng lớn hơn bất cứ kẻ nào, hơn nữa thực lực của hắn rất mạnh, nghe nói đứng top 10 trong tất cả đại đế tại thần giới. Đương nhiên, Diệp Đào chỉ là đệ tử thế gia 12 phủ công tước mà thôi, cấp bậc đại đế cách hắn quá xa xôi, cụ thể có thực lực như thế nào cũng chỉ nghe qua người khác nói mà thôi vị đại đế này du rú trong nhà, không hỏi thế sự, các đại đế đều có vô số hậu nhân tử tôn, nghe nói vị này là người cô đơn, cũng không có thể tử. chương 3149, Thiên Địa Cục Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Diệp Đào biết rõ tin tức cũng chỉ có như vậy, liên lụy đến cấp độ đại đế, cho dù là hắn cũng bất lực. Nghe xong những tin tức này, nhiếp Vân có cảm giác mình chưa nghe qua cái gì cả. Dựa theo Diệp Đào nói, vị đại đế này là người ngăn cách, cho dù người quen muốn gặp hắn một lần cũng khó như lên trời loại người này đột nhiên phát thiệp mời cho mình chẳng lẽ trong y quán có tai mắt của đại đế điều đó không có khả năng tuy hắn chỉ không ít nghi nan tạp chứng nhưng những chứng bệnh này với cường giả đại đế không tính là cái gì chỉ bằng vào chút chuyện ấy muốn hắn chú ý hơn nữa phát ra thiếp mời chỉ sợ còn làm không được khẳng định có quan hệ với duẫn duyên huynh nhiếp vân nói thầm trong lòng nếu suy đoán trước kia là đúng duy nhất có thể giải thích chính là phụ thân của giao sương chính là duẫn duyên đại đế vị duẫn duyên huynh này là một trong chín đế với nguyên dương đế quân muốn tiếp mời là chuyện đơn giản ta hỏi thăm một chút trong chín đế ngươi nói có người nào là duẫn duyên đại đế hay không nhiếp vân không nhịn được hỏi duẫn duyên đại đế diệp đào lắc đầu không có đại đế này như thế nào tại sao hỏi như thế không có gì nhiếp vân sững sờ không nói thêm lời chính mình cứu chữa giao sương vị đại đế này chắc chắn không nói cái tên giả hàm hồ với mình tại sao trong chín đế không có duẫn duyên tính toán trước không nghĩ nữa những chuyện này chờ lần sau gặp hắn hỏi lại cũng không muộn ngươi có muốn tham gia thọ yến nguyên dương đế quân hay không không thèm nghĩ nữa những chuyện này nữa nhiếp phân tươi cười nhìn về phía diệp đào thọ yến đế quân nha ai không muốn tham gia chỉ tiếc lão gia tử không mang ta theo ta không đi được diệp đào cười khổ lắc đầu thọ yến của cường giả đế quân có thể đi tham gia đều là đại nhân vật, có thể tiếp xúc một vị, thời gian về sau sống khá giả hơn một ít, con đường cũng sẽ rộng lớn hơn không ít, đáng tiếc không có thiếp mời, 12 công tước không thể đi vào chứ đừng nói là hắn. Tuy lão gia tử tuy có thiếp mời nhưng không dẫn hắn đi, loại chuyện này hắn không có biện pháp gì cả. Ta không nói lão gia tử, có người khác nguyện ý mang người đi, người có muốn đi hay không? Nhiếp vân nói, có thể nhận được thiếp mời, ai không muốn mang người một nhà, ta cho dù muốn đi cũng không tìm được nói thầm một tiếng không biết trả lời thế nào đột nhiên hắn lại sửng sốt diệp đào nhớ tới cái gì hô hấp biến thành dồn dập nhiếp huynh chẳng lẽ người muốn mang ta đi cùng thiếp niên trước mắt cũng có thiếp mời nếu như hắn muốn mang người đi qua cũng có thể đi vào hỏi như vậy chẳng lẽ là ân nếu như người muốn đi thì đi cùng với ta đi nhiếp vân gật đầu trước mắt diệp đào trợ giúp mình không ít bằng không hắn muốn mở y quán tại thành vân châu nhanh như vậy là chuyện không có khả năng Hiện tại thấy bộ dạng của hắn như vậy, nhiếp vân lúc này sinh ra tâm tư giúp đỡ hắn một tay. Loại thiếp mời thọ yến này một người có thể mang vài tùy tùng, bên cạnh hắn không có quá nhiều người, cũng không muốn mang tất cả đi cùng, diệp đào muốn đi, mang theo hỗ trợ cũng không có gì. Quá tốt, nếu như nhiếp huynh dẫn ta đi qua, ta, ta không biết nên cảm tạ như thế nào mới tốt, đạt được đối phương trả lời khẳng định, diệp đào hưng phấn suýt nữa nhảy dựng lên. Người là huynh đệ của ta, không cần quá mức khách khí, Hảo Hảo chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Nhiếp Vân cười nói, "Tốt, biết rõ lại thiếu nợ đối phương một phần ân tình." Diệp Đào không nói thêm lời nào, hắn cáo từ đi về. Đi tham gia thọ yến cần chuẩn bị một ít hạ lễ, trước kia cảm thấy không có hy vọng cho nên không chuẩn bị, hiện tại cũng phải nhanh một chút. Tiến bước Diệp Đào, Nhiếp Vân bắt đầu khám bệnh cho người đợi lâu. Đại bộ phận những người này đều chúng nghi nan tạp chứng khó có thể trị liệu, mặc dù là hắn cũng cần tốn không ít thời gian nghiên cứu và phân tích chỉ trị liệu tầm 10 người thì trời đã tối. Đóng cửa y quán, nhiếp vân nghe Lưu Trúc báo cáo tình huống của một tháng qua, lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Trong một tháng hắn rời đi, có viên cửu tỏa chấn, y quán cũng không xảy ra vấn đề gì, về phần tin đồn bên ngoài thì không cần quan tâm tới. Đầu tiên phải luyện hóa bàn cờ đã, khoanh chân ngồi trên giường, tinh thần khẽ động tiến vào nạp vật thế giới, hắn nhìn bàn cờ trước mặt. Hắn thu bàn cờ chính là chiến lợi phẩm trong tay ám minh tông chủ, những ngày trở về, bởi vì diệu âm tiên tử cho nên hắn không có cơ hội, hiện tại là thời điểm luyện hóa. Dung nhập kỳ đạo đan điền, có được kinh nghiệm luyện hóa lăng thiên tiêu phổ, thần nông bách thảo kinh cho nên tinh thần nhiếp vân khẽ động dung nhập bàn cờ vào trong kỳ đạo đan điền hóa thành ngôi sao trong nạp vật thế giới. Nhẹ nhàng ném đi, bàn cờ bay vào trong đan điền. Âm ầm bàn cờ đã bị ám minh tông chủ luyện hóa, sau khi chém giết cho nên không còn ý niệm bên trong, luyện hóa cũng không khó khăn, một loạt âm thanh nổ vang sinh ra, hắn dung hợp toàn bộ bàn cờ vào bên trong. Ung u ục, dung hợp bàn cờ vào trong kỳ đạo đan điền giống như ăn đại bổ hoàn, đan điền bài danh hơn một ngàn kia đã nhanh chóng tiến vào top 50. Tuy bàn cờ là thánh bảo vô thượng của kỳ đạo đại đạo nhưng đáng tiếc không có sách dạy đánh cờ, uy lực phát huy có hạn, có thể giúp kỳ đạo đan điền tiến vào top 50 xem như niềm vui ngoài ý muốn. Thiên địa cục, luyện hóa bàn cờ, cũng biết tên của bàn cờ chính là thiên địa cục. Thiên địa cục không chỉ có tác dụng là bàn cờ, nó còn là tên của trận pháp, nghe nói người tiến vào bên trong không thể giải sẽ mê hoặc, một khi giải được sẽ gia tăng năng lực kỳ đạo, đạt tới cảnh giới thiên vi kỳ tinh vi tử cảnh. Chỉ tiếc vật này là bảo vật của ám tinh tông, giấu ở sâu trong ám tinh tông, nếu ám minh tông chủ không phải tông chủ, hắn cũng không có quyền mang ra ngoài. Luyện hóa thiên địa cục, ta cũng nên chuẩn bị chút lễ vật, nên tặng cái gì đây? Nguyên dương đế quân tặng thiếp mời cho hắn, mặc kệ nguyên nhân gì thì hắn phải tham gia, nên tặng lễ vật cũng phải tặng lễ vật nên tặng cái gì bây giờ? Đối phương là cường giả đại đế, đồ vật bình thường không đặt vào trong mắt, đồ vật quá chân quý thì không cầm ra được. Nhiếp vân xoa xoa mi tâm, hắn cao mày khó chịu, lần thứ nhất sầu muộn gì tặng quà. chương 3150, đi phủ đệ nguyên dương đế quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Tặng quà cho cường giả đại đế không có lựa chọn tốt. Luyện chế đan dược, hiện tại tu vi của ta quá thấp, mặc dù luyện chế ra nhưng đối phương không dùng được binh khí trí bảo, đối phương tùy tiện ném một món cũng chân quý hơn gia sản của mình. Công pháp bí tịch, cường giả đế cấp khẳng định cũng không thiếu. Nhiếp vân đi qua đi lại vài vòng, không ngừng suy tư, không ngừng gạt bỏ. Cường giả đế cấp muốn cái gì có cái đó, chút gia sản của hắn không lọt vào mắt người ta. Nếu không tặng, đối phương đưa thiệp mời cho mình, người khác đều có bảo vật tặng, chính mình lại tay không. Thật sự có chút không được, không được, tặng mấy bình hầu tâm tử đi. Trong nội tâm khẽ động, nhớ tới mình không có cái gì mà đối phương không có. Hầu tâm tử là rượu ngon chỉ linh giới thiên địa lục đạo mới có, mặc dù đến hoàn vũ thần giới cũng không có uống qua đồ vật mỹ vị như thế, nạp vật thế giới của hắn có thể tùy ý phục chế, hoàn toàn có thể làm ra mấy bình đưa qua. Đối phương thích hay không còn khó nói, ta không nghĩ ra có thể tặng cái gì nữa, chỉ có thể thứ này thôi. Do dự một chút hắn làm ra quyết định, trên người hắn có những thứ gọi là trí bảo nhưng trong mắt cường giả đế cấp khẳng định không là cái gì, tuy hầu tâm tử không được tốt lắm nhưng nó lại là độc nhất thần giới không có thứ này lễ nhẹ tình nặng trong lòng có quyết định hắn không hề xoắn suýt nữa một đêm không có chuyện gì xảy ra trong nháy mắt trời đã sáng nhiếp huynh chúng ta xuất phát lúc nào trời vừa mới sáng diệp đào đã đi tới y quán xem bộ dạng của hắn giống như đêm qua không ngủ thọ yến bắt đầu lúc nào hiện tại còn quá sớm a hát thọ yến tiến hành vào buổi tối nguyên dương đế quân ưa thích thanh tĩnh buổi tối không muốn đãi khách cho nên tổ chức vào buổi trưa dù vậy hiện tại đi qua cũng quá sớm không còn sớm đế quân thọ yến vài vạn năm mới cử hành một lần đi sớm một chút tỏ vẻ tôn trọng bằng không sẽ thất lễ diệp đào vội nói vậy được rồi ta chuẩn bị một chút chúng ta sẽ đi ta ấy thằng này vẻ mặt kích động như thế nhiếp vân cảm thấy bất đắc dĩ đành phải đổi quần áo khác đi ra khỏi y quán bên ngoài sớm có chuẩn bị xe ngựa hai người ngồi lên xe sau đó đi tới phủ đệ của nguyên dương đế quân nguyên dương đế quân ưa thích thanh tính lúc trước phổ thiên đại đế ban cho hắn tòa nhà gần hoàng cung hắn không có đi nơi đó mà là lựa chọn một tòa nhà gần núi làm ruộng tưới nước khoảng cách hoàng cung rất xa từ nơi này đi xe ngựa tới ít nhất cần mất một canh giờ diệp đào nói ân thành vân châu vô cùng bao la ngồi xe ngựa đi một giờ cũng không phải gần lần này tham gia thọ yến có ai nhiếp vân hỏi Thọ Yến của Nguyên Dương đế quân thanh thế rất lớn, trên thực tế cũng không có phát nhiều thiệp mời, nghe nói chưa đủ 50. 9 đế 8 vương 12 phủ công tước khẳng định sẽ có người trình diện, còn lại trừ ngươi, ta cũng không biết còn có ai khác. Người có thể nhận thiệp mời không có ai không phải thể hiện uy danh hiển hách, hoặc là gia tộc rất lợi hại, người bình thường rất khó có cơ hội. Nói đến đây ánh mắt Diệp đào lộ ra vẻ hâm mộ. Nhiếp huynh có thể nhận được thiệp mời, đủ để nói rõ y thuật của người cao thâm kinh động đế quân y thuật nhiếp Vân cũng không nhiều lời thần giới bao la khôn cùng y thuật cường nhân quá nhiều nếu như không phải vị duẫn duyên huynh thiệp mời của nguyên dương đế quân không nhất định tới lượt mình ta đoán duẫn duyên huynh muốn mượn cơ hội này khai hỏa danh khí của ta đột nhiên trong nội tâm có suy nghĩ như thế duẫn duyên huynh vô duyên vô cớ muốn một chương thiếp mời cho mình chỉ sợ là muốn giúp nhiếp phân y quán khai đánh ra danh khí của bản thân chắc chắn là như thế trước kia trị liệu nghi nan tạp chứng chỉ truyền bá trong phạm vi nhỏ sau khi nhận được thiếp mời của Nguyên Dương đế quân cho nên nói rõ hắn lọt vào mắt của cường giả đế quân, một ít bọn. Đạo trích không dám dễ dàng làm bậy. A à đúng rồi, ta nghe nói hai vị y thuật cao minh nhất của Thành Vân Châu Chính là Mạc Cao Đại Sư và Hoàng Nghiệp Đại Sư cũng nhận được thiệp mời. Diệp Đào tiếp tục nói, nhiếp vân gật đầu, Mạc Cao Đại Sư, Hoàng Nghiệp Đại Sư, trước khi tới Thành Vân Châu hắn có nghe nói qua, hai người này đều có danh tiếng lớn trong y đạo, thành danh nhiều năm, có thể nhận được thư mời cũng không kỳ lạ hai người đi tương đối sớm cho nên trên đường không có quá nhiều người, một đường thông suốt, đi chừng một canh giờ thì xe ngựa dừng lại. Phía trước chính là phủ đệ nguyên dương đế quân, vì tôn trọng, chúng ta nên xuống xe đi bộ, trực tiếp cưới xe ngựa đi qua là thất lễ. Vén rèm xe nhìn sang, Diệp Đào đi xuống trước, nơi này cách phủ đệ nguyên dương đế quân không gần, nhưng vì tôn trọng cho nên phải đi bộ. Nhiếp Vân cũng không nhiều lời, hắn xuống xe ngựa theo. Tuy đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cường giả đại đế nhưng đối phương tôn trọng hắn nên xuất thiếp mời, hắn cũng phải tôn trọng đối phương. Dọc theo con đường đi thẳng về phía trước, đi bộ không lâu đã nhìn thấy một phủ đệ to lớn xuất hiện trước mặt, cổng chính có màu đỏ rực nhưng có một đám người đang đứng, bọn họ yên lặng chờ đợi và không có lộ ra vẻ không kiên nhẫn hay chán ghét nào. Xem ra chúng ta tới chậm, đã tới nhiều người như vậy. Nhìn thấy những người này, Diệp Đào nói thầm, Nhiếp Vân cũng giật mình. Vốn cho rằng hai người tới sớm, hiện tại xem ra đã xem như muộn trước phủ đệ cao lớn đã có mấy trăm người thiếp mời danh ngạch có hạn nhưng không ít người có thiếp mời mang theo vãn bối tới lúc này cảnh tượng cũng không nhỏ a à hát nhiếp huynh diệp huynh các ngươi quả nhiên đến còn chưa đi tới trước một tiếng nói vang lên ngay sau đó có bóng người xuất hiện trước mặt thì ra là trác huynh nhìn thấy người này nhiếp phân tươi cười ôm quyền người tới chính là trác dương tiểu thiếu ra trác quốc công phủ lúc trước vừa tới thành Vân Châu đã kéo hắn đi Thúy Ngọc Các. Ta nghe nói nhiếp huynh đạt được thiếp mời nguyên dương đế quân tự mình mời, ta tìm kiếm nãy giờ nhưng không ngờ các ngươi tới muộn. Trác dương vẫn tươi cười quen thuộc, hắn vui vẻ nhìn sang nhiếp vân. Vẫn là nhiếp huynh lợi hại, ta theo lão gia tử trong nhà tới đây, người mới đi đến thành Vân Châu hơn tháng đã có thể nhận được thiếp mời, thật sự làm người ta lau mắt mà nhìn. Trường 3151, Mắng Lão Gia Tử Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com ách à, trác huynh khách khí may mắn mà thôi nhiếp vân tươi cười một tiếng may mắn nếu có nhiều may mắn như vậy tại sao ta không có may mắn nói rõ đây là bản lĩnh của nhiếp huynh so với gia hỏa phùng miểu ngày đó thì ngươi mạnh hơn quá nhiều trác dương còn chưa nói dứt lời đã bị người cắt ngang ngay sau đó tiếng cười vang lên nói sau lưng ta như vậy không tốt lắm đâu người tới là phùng miểu phùng miểu trước kia vẫn đi theo sau lưng nhiếp vân nhiếp vân rời đi không lâu thì hắn cũng về gia tộc không nghĩ tới lại gặp ở nơi này, xem ra địa vị của hắn trong gia tộc không thấp, nếu không lão gia tử trong gia tộc không mang hắn theo. Có cái gì không tốt, y thuật của ngươi lợi hại, đế quân khẳng định cũng phát thiếp mời cho ngươi. Nói bậy sau lưng người khác, Trác Dương bị bắt tận tay cho nên sắc mặt đỏ lên, lập tức phản bác. Y thuật của ta đương nhiên thua xa không bằng Nhiếp huynh rồi, hiện tại ta chỉ là học đồ của hắn. Phùng Miểu cười lắc đầu, hắn đi vài bước tới trước mặt Nhiếp Vân sau đó ôm quyền nói. Nhiếp huynh Phùng huynh, Nhiếp Vân gật đầu đáp lễ. Hai người ở chung tại y quán đã sớm hết sức quen thuộc, không có quá nhiều lễ tiết. Thì ra các người đều ở đây, lần trước từ biệt Thúy Ngọc Các, không nghĩ tới lại gặp nhau tại nơi này. Mấy người đang ôn chuyện, phía sau có tiếng cười vang lên, ngay sau đó có tiếng bước chân tới gần, quay đầu nhìn sáng có mấy người đi tới. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn, hắn cười cười với đối phương. Mấy người kia là người quen, lúc ban đầu gặp được mấy người này tại Thúy Ngọc Các, đó là Lý Quốc Công phủ Lý Túc Trình Quốc công phủ Trình Tiền. Xem ra những người này có địa vị không thấp trong 12 phủ công tước, nếu không cũng không được mang tới Thọ Yến lần này. Vốn tưởng rằng tới đây không gặp người quen nào, không nghĩ tới nhìn thấy nhiều như vậy. Thiếu niên bị mấy tiểu khỉ con vây quanh là ai thế? Mấy người thoải mái nói chuyện với nhau, trong xe ngựa cách đó không xa, mấy vị lão giả cũng phải nhìn sang. Những lão giả này mỗi một vị đều là trụ cột của phủ công tước, là nhân vật thực quyền rậm chân một cái cũng làm phổ thiên hoàng triều chấn động, cũng chính là trưởng bối của trác dương lý túc phùng miểu ta cũng không biết tiểu quán đi qua nghe ngóng thân phận của thiếu niên kia một chút mấy lão giả con lại liếc mắt nhìn tất cả đều lắc đầu một người trong đó phân phó một câu lúc này thanh niên ở phía sau đi tới trước mặt và nói bẩm công tước đại nhân thanh niên kia tên là nhiếp vân mới đến thành vân châu chưa đủ hai tháng nhiếp vân a hát ta biết rõ dường như hắn mở y quán trong khoảng thời gian này danh khí rất lớn đế quân cũng cho hắn thiệp mời đúng thế a à, có thể làm cho đế quân tự mình cho thiếp mời tiểu tử này xem ra không đơn giản a hát đám tiểu khỉ con nhà chúng ta không phục ai có thể chủ động đi qua nói chuyện chứng tỏ hắn ưu tú mấy vị lão giả gật gật đầu người gọi là nhiếp vân này mới tới thành vân châu thời gian không dài nhưng là danh khí rất lớn bọn họ cũng nghe thấy đó hẳn là diệp phủ diệp đào a à, diệp huyền còn chưa tới tại sao hắn tới sớm thế nói chuyện với nhau vài câu một lão giả nhận ra diệp đào diệp huyền chính là tên của diệp phủ lão gia tử diệp phủ xác lập người thừa kế tên là diệp tân không phải này diệp đào diệp đào có thể tới hẳn là nhiếp vân mang theo một lão giả khác nói nhiếp vân mang theo ha ha thật sự là ngé con mới đẻ không sợ cọp người trẻ tuổi ít cân nhắc a hát đúng vậy a à, diệp đào là người diệp phủ diệp huyền không mang theo hắn tới khẳng định là có cân nhắc của mình hiện tại gia tộc của chính mình không mang theo ngược lại người khác mang tới. Nếu Diệp Huyền nhìn thấy không biết vẻ mặt thế nào, Diệp Huyền người này là kẻ khắc bạc, Diệp Đào lần này tới đây tham gia thọ yến, trở về chỉ sợ không có ngày tốt lành. Mấy lão giả nói thầm, những lão gia hỏa bọn họ đều là người tinh, hai người nhiếp vân, Diệp Đào còn không nghĩ tới những chuyện này, bọn họ liếc mắt nhìn đã nhận ra. Bất kể nói thế nào, Diệp Phủ đều là một trong 12 công tước, địa vị tôn sùng, Diệp Huyền này lão gia tử không mang Diệp Đào tới, ngược lại để người khác mang tới, một khi để cho đối phương nhìn thấy không tức giận mới là việc lạ. Mau nhìn, người Diệp Phủ đến, trong khi nói chuyện với nhau, trong đám người không biết ai hô một tiếng, lúc này không ai nói chuyện, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn sang đám người nhiếp vân. Nhiếp vân bên này cũng không có suy nghĩ phức tạp như đám lão gia hỏa, người trẻ tuổi chồng chất cùng một chỗ, nói chuyện cười đùa rất náo nhiệt. Diệp đào, người tới đây làm gì? Mọi người đang tâm tình với nhau, đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên. Nhiếp vân quay đầu nhìn sang, hắn nhận ra kẻ nói chuyện. Chính là lão gia tử hắn nhìn thấy lúc trước, lúc này khí thức của hắn đều đều hô hấp thông thuật, nhìn từ xa sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem ra thân thể đã không ngại, trên thực tế chỉ có hắn biết rõ đây chỉ là biểu tượng A. Bên cạnh lão gia tử có hai người, một là đối thủ quen thuộc của Diệp Đào, Diệp Tân, người còn lại chính là lão giả mang gương mặt ngạo nghế. Nam Thiên Y Thánh, ta, ta tới tham gia thọ yến của đế quân, nghe được lão gia tử chất vấn, Diệp Đào vội vàng tiến lên phía trước một bước tham gia thọ yến đế quân, ta không mang ngươi tới, vì sao ngươi tự tiện chủ trương? Chẳng lẽ lời ta nói không dùng được? Ánh mắt lão gia tử híp lại, khí thế bộc phát. A à hát không phải, không nghĩ tới lão gia tử lại chất vấn như thế, Diệp Đào đã giật mình, vội vàng giải thích. Hắc hắc, Diệp Đào, ngươi còn nhớ thân phận của mình hôm nay là gì chứ? Ta xem ngươi quên mình là người Diệp phủ rồi. Diệp Tân tiến về phía trước một bước và cười hắc hắc. Diệp phủ chỉ có một lão gia tử lão gia tử không cho ngươi tới ngươi lại tự mình vụng trộm tới đây có phải ngươi cảm giác mình đã vượt qua diệp phủ muốn tự lập môn hộ diệp tân người ít ở đó ngậm máu phun người nghe nói như thế sắc mặt diệp đào đỏ lên ta ngậm máu phun người vậy không có lão gia tử cho phép ngươi tới nơi này làm gì diệp tân cười lạnh ta diệp đào muốn giải thích nhưng không biết nói chuyện thế nào là ta mời diệp huynh đi cùng ta nhìn thấy diệp đào bị làm khó nhiếp phân cau mày đi tới chương 3152, kiếp ma lão nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Diệp đào là hắn mời, bây giờ đối phương bị bức bách như thế nói rõ không cho hắn mặt mũi. Ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Diệp tân cười lạnh lên tiếng. Diệp đào là người diệp phủ chúng ta, lão gia tử không cho phép hắn tới tham gia thọ yến, ngươi có tư cách gì dẫn hắn tới? Ta có tư cách gì? Chỉ bằng thiếp mời này. Sắc mặt nhiếp phân trầm xuống, ánh mắt như là lợi kiếm nhìn chằm chằm vào đối phương, bàn tay của hắn cầm một tấm thiếp mời. Có thiếp mời thì sao? Diệp Đào là người Diệp Phủ chúng ta, không phải thuộc hạ của ngươi. Diệp Tân Cao mày phản bác, còn không lập tức trở về. Lão gia tử Diệp huyền quát lớn một tiếng. Ta, Diệp Đào siết chặt nắm đấm, ánh mắt mang theo không cam lòng nồng đậm. Lão gia tử không mang theo hắn tới cũng bỏ đi, nhiếp vân mang hắn tới nơi này như vậy còn không được, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn tràn ngập lửa giận như thế nào ta nói chuyện không dùng được còn không lập tức cút thấy biểu lộ của hắn như thế lão gia tử quát lạnh một tiếng gương mặt âm trầm như nước cút diệp đào hôm nay ở tại chỗ này ta xem hôm nay ai dám đuổi ngươi rời đi cái gì lão gia tử cho ngươi mặt mũi thì thế nào tôn kính ngươi gọi ngươi một tiếng lão gia tử không tôn kính thì ngươi chỉ là một lão gia hỏa sắp chết mà thôi diếu võ dương oai trước mặt ta ngươi có gì ưu việt chứ không nghĩ tới lão gia tử này không nói đạo lý như thế Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống, cũng không quản thân phận của đối phương, hắn trực tiếp quát mắng. Đối với lão gia tử, Nhiếp Vân không có chút hảo cảm nào. Thiên nghe Thiên Tín, tính cách đa nghi, chỉ bằng vào điểm này hắn cực kỳ chán ghét đối phương. Chính bởi vì như thế, Diệp Đào cầu hắn nhiều lần đi trị liệu nhưng hắn không đáp ứng. Đương nhiên, nếu chỉ như thế cũng bỏ đi, người không phạm ta ta không phạm người, đối phương hiện tại muốn dùng mình làm viên gạch đạp lên để lập uy, Nhiếp Vân làm sao có thể để hắn được như ước nguyện. 12 công tước thì như thế nào, Tuy người khống chế thực quyền nhưng không có khả năng một tay che trời. Đổi lại trước kia, Nhiếp Vân ngược lại còn có thể nén giận, nhưng hiện tại, đờ, mẹ mày, cùng lắm cứ sử dụng quan hệ với Duẫn Duyên, cho dù không muốn phiền toái Duẫn Duyên, những quan viên quyền quý hắn trị liệu những ngày qua cũng có mạng lưới quan hệ nhất định, những người này cho dù có địa vị kém 12 công, nhưng ngăn cản kẻ cầm lái diệp phủ sắp chết vẫn có thể làm được. Cho nên đối mặt với đối phương khiêu khích, nhiếp vân không khách khí mà quát lớn. Hắn xem mình là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp sao. Nằm mơ, ngươi nói cái gì, nghe nói như thế, không riêng lão gia tử Diệp Huyền sửng sốt, ngay cả Diệp Tân cũng ngây người tại chỗ, đầu óc không linh hoạt. Lão gia tử có địa vị gì? Một trong 12 công tước, hơn nữa bài danh cũng cao, cho dù trong đám quan to đương triều phổ thiên hoàng triều cũng không có kẻ nào dám quát hắn, một tên lang băm không biết từ nơi này xuất hiện lại dám nói hắn như thế. Ngươi muốn chết, sắc mặt tái xanh, lão gia tử tức nổ phổi. Xem ra ta bệnh nhiều năm không ra khỏi cửa cho nên tên của ta đã bị người ta quên rồi. Hắn siết chặt nắm đấm, trên người hắn sinh ra khí thức cường đại giống như sóng biển ngập trời. Diệp lão gia tử, người muốn làm gì? Nhiếp huynh là bằng hiếu của chúng ta, chẳng lẽ người muốn động thủ trước phủ đệ nguyên dương đế quân hay sao? Nhiếp huynh có được thiệp mời của đế quân đại nhân, người dám động thủ với hắn, một khi đế quân bệ hạ hỏi, người chịu được sao? Nhìn thấy lão gia tử Diệp Huyền tức giận, hai người phùng miểu, chắc dương lập tức tiến lên phía trước. Kỳ thật không cần bọn họ nói, lão gia tử cũng biết chuyện này. Thiếu niên trước mắt có thiệp mời của Nguyên Dương đế quân, hắn thật muốn ra tay, chẳng khác nào quét mặt mũi của đế quân. Tuy hắn là một trong 12 công tước nhưng đó là công tước thừa kế, hắn cũng không phải duy nhất, chọc giận đế quân, tiện tay có thể diệt sát hắn. Khẩu ý của mấy vị huynh đệ ta xin tâm lĩnh, nhiếp phân tiến về phía trước một bước, hắn cũng ôm quyền với đám người Trác Dương, lúc này nhìn về phía Diệp Huyền. Ta có tìm chết hay không còn không cần nói nhảm với ngươi. Có bản lĩnh ngươi động thủ, không có can đảm thì cút đi, Diệp Đào là ta mang đến nơi đây, nếu như ngươi mất hứng, có thể tự mình rời đi. Dù sao ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi, rất tốt, ta sẽ đi xin lỗi Nguyên Dương Đế Quân, hiện tại ngươi nên lưu lại nơi này đi. Lão gia tử hô hấp dồn dập, đôi mắt hắn đỏ lên, hắn vung tay đánh thẳng về phía trước. Đường đường một trong 12 công tước, hắn chưa từng tức giận như thế, lửa giận thiêu đốt cho nên hắn không nghĩ nhiều, lúc này đã động sát tâm. Hắn đánh một trường này từ trên trời giáng xuống, hình thành bàn tay cực lớn xé nát không khí, một trường này phong tỏa tất cả đường lui của nhiếp vân. Gia hỏa này, nhìn thấy đối phương thật sự dám động thủ với mình, cổ tay nhiếp. Vân lật một cái, đang muốn đem ném thiên địa cục ra ngăn cản công kích, chợt nghe một giọng nói vang lên như sấm bên tai. Âm ầm một đạo điện quang xuất hiện và đánh thẳng vào trường ấn, lúc này ngăn cản một trường của Diệp Huyền lão gia tử. Hai bên đối kháng với nhau đã cho thấy mạnh yếu, lôi điện đánh tới từ phía sau nhìn như vội vàng lại mang theo thế lôi đình vạn quân. Oanh, ngay sau đó một trường của lão gia tử không ngăn cản nổi nửa giây đã tan thành mây khói. Bành, đánh nát một trường của lão gia tử, lôi điện bay tới và đánh thẳng vào ngực của Diệp lão gia tử. Phốc, hắn phun máu tươi như suối, Diệp lão gia tử bay ra ngoài, hắn lăn lộn trên mặt đất vài vòng hô một bóng người xuất hiện cách nhiếp phân không xa đó là một lão giả hắn đứng tại chỗ giống như cột trống trời thần sắc lạnh nhạt phủ đệ nguyên dương đế quân ai dám gây chuyện giết không tha tuy lão giả này không lộ sát cơ ngữ khí bình thản nhưng tất cả người nghe thấy đều biết nếu thật dám nháo sự tại nơi này hắn tuyệt đối sẽ ra tay chém giết mặc kệ đối phương là ai là công tước hay cái gì là quản gia đế quân phủ đệ kiếp ma lão nhân nơi này còn không tính là đế quân phủ đệ A, cho dù kiếp ma lão nhân bá đạo cũng không nên ra tay độc ác như thế. Đối phương là một trong 12 công tước, Diệp Quốc Công, bệ hạ cũng phải nể tình, một trường đánh bay, hơn nữa nghe ngữ khi hắn còn dám động thủ sẽ trực tiếp diệt sát, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. chương 3153, đăng ký lễ vật 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Nguyên dương đế quân thân là cường giả đại đế, hắn không có khả năng thiên vị cho thiếu niên này, cách giải thích duy nhất là hắn muốn lập uy. Không sai, Diệp Huyền lão gia hỏa này cũng không may, bản thân tự đâm vào mũi thương. Tự làm tự chịu, đáng đời, nếu nhiếp vân có thể dẫn người phủ đệ của ta tới, ta cao hứng còn không kịp, làm như hắn không phải tự tìm mất mặt hay sao. Lão giả vừa xuất hiện đã đánh Diệp Huyền lão gia tử nằm trên mặt đất, những người xem náo nhiệt chung quanh cũng sững sờ. Tuy hắn là người của Nguyên Dương Đế Quân Phủ, đối phương cũng thân phận không kém A-Hát, một trong 12 công tước Diệp Quốc Công, một trường kích thương đối phương, nếu như không có lệnh của đại đế tuyệt không dám làm vậy. Nghĩ đến là lệnh của đại đế, tất cả mọi người trầm mặc, âm thầm may mắn vừa rồi mình không có gây phiền toái. Đối với cường giả đế cấp mà nói, chỉ cần không có đạt tới cấp bậc này đều là con sâu cái kiến, quản ngươi có địa vị và thân phận gì. Siết sạch cũng không ai dám nói nhảm, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả quyền lợi đều là giả. Tiếp ma lão nhân, ngươi có ý gì? Diệp Huyền ta cũng là một trong 12 công tước hiện tại ta muốn giết tiểu tử này sau đó lại đi xin lỗi đế quân đại nhân. Diệp Huyền đứng lên lần nữa, gương mặt khó coi, tức giận không nhỏ. Nếu chuyện hôm nay tính toán như thế, thanh danh Diệp Quốc công hắn không còn sót lại gì. Nhiếp vân đại nhân là khách quý của đế quân đại nhân, ngươi không muốn chết thì câm miệng, nếu không đại đế giận dữ, ai cũng không cứu nổi ngươi. Tiếp ma lão nhân xoay người lại, trong mắt bắn ra hàn quang và lên tiếng. Khách quý của đế quân đại nhân tiếp ma lão nhân lại xưng hô nhiếp vân là đại nhân. Điều này sao có thể, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tiếp ma lão nhân nói chuyện không lớn nhưng vang vọng, mọi người nghe xong có cảm giác ra đầu như chóc ra. Thiệt giả, vốn bọn họ chỉ cho rằng thiếu niên này may mắn đạt được thiếp mời, trên thực tế không có quá nhiều tôn trọng, hiện tại xem ra tất cả đều sai lầm. Chẳng lẽ thiếu niên này đúng như dự đoán, sau lưng có tông môn hoặc sư phụ cấp đại đế. Nếu không, siêu cấp cường giả như Nguyên Dương đế quân cũng không đối đãi như thế. Đại đế giận dữ, Diệp Huyền run rẩy một lúc, ánh mắt nhìn về phía nhiếp vân mang theo không cam lòng nồng đậm. Đường đường Diệp Quốc Công, một trong 12 công tước, là quan to dưới một người trên vạn vạn người bị một tiểu tử vương cảnh viên mãn nhục mạ trước mặt mọi người nhưng không cách nào phản kháng, đổi lại ai cũng không cam lòng. Diệp Huyền cũng biết, kiếp ma lão nhân đã nói như vậy nhất định là ý của Nguyên Dương đế quân, còn dám động thủ sẽ chọc đại đế giận dữ, 10 hắn cũng không đủ chết. Đa Tạ Tiền Bối xuất thủ cứu giúp, nghe được Kiếp Ma lão nhân nói thế, tuy Nhiếp Vân không hiểu gì cả nhưng vẫn cảm kích. Nếu không phải vị này xuất hiện, chỉ sợ hôm nay hắn chỉ có thể bóp nát phù lục và trốn vào Viêm Hoàng điện. Khách khí, lão hủ không dám nhận, đại nhân là khách quý của đế quân đại nhân, ta tự nhiên phải bảo hộ ngươi Chu Toàn, không thể để cho người nào tùy ý làm bậy trước đế quân phủ đệ. Kiếp Ma lão nhân vội vàng không người nói, tiền bối nghiêm trọng, thực lực của ta yếu ớt ta có thể ra tay chỉ có y thuật mà thôi, không biết vì sao đế quân đưa thiếp mời cho ta. Đây là điểm làm nhiếp vân kỳ quái nhất, hắn không nhịn được hỏi thăm. Đối phương là cường giả đại đế, cho dù cho duẫn Duyên Huynh mặt mũi đưa một tấm thiếp mời cũng bỏ đi, giờ phút này vì cứu chính mình liền không cho 12 công tước mặt mũi, hắn cảm thấy có chút không đúng. Đây là đế quân đại nhân quyết định, ta cũng không quá rõ ràng, nếu như đại nhân muốn biết, qua một hồi trên thọ yến có thể nhìn thấy đế quân đại nhân, khi đó có thể hỏi thăm kiếp ma lão nhân cười nói ách vậy được rồi thấy đối phương cái gì cũng không nói gì nhiếp vân biết rõ hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu xem ra chỉ có nhìn thấy nguyên dương đế quân mới có thể biết mở cửa nghênh đón khách quý thấy hắn không hỏi kiếp ma lão nhân không nói lời nào hắn quay người đi tới cửa phủ đệ và hét lớn một tiếng cánh cửa đóng chặt mở ra các khách nhân đi vào bên trong chúng ta cũng vào đi thôi cửa đã mở nhiếp vân nhìn diệp đào đã lên tiếng Ta, gương mặt Diệp Đào vô cùng xoắn suýt, không biết làm sao bây giờ. Hắn cũng không nghĩ tới theo nhiếp vân tới đây lại làm lão gia tử tức giận như thế, cũng không nghĩ tới nhiếp huynh trực tiếp trở mặt với lão gia tử, càng không có nghĩ tới quản gia của nguyên dương đế quân là kiếp ma lão nhân lại không quan tâm đả thương lão gia tử. Hiện tại rất nhiều chuyện xảy ra, hắn cảm thấy xấu hát không biết. Nên đi vào hay không? Không đi vào, lão gia tử diệp phủ của ngươi cũng hận ngươi thôi. Nhìn thấy biểu lộ của hắn như thế, Nhiếp Vân đoán được và thản nhiên nói: "Việc này, Diệp Đào không biết trả lời như thế nào? Kỳ thật không cần Nhiếp Vân nói, hắn cũng biết, lần này xem như triệt để đắc tội lão gia tử, trải qua chuyện vừa rồi lão gia tử nhất định không làm gì được Nhiếp Vân, đầu mâu sẽ chỉ thẳng vào hắn." Loại tình huống này có trở về hay không chỉ là Zerier. "Đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu như lần này lễ vật của ngươi hoặc là biểu hiện làm cho Nguyên Dương đế quân mừng rỡ, cho dù về đến gia tộc lão gia tử cũng không làm gì ngươi mà nếu bây giờ trở về thì sau này khẳng định không có ngày yên lành thấy hắn tiếp tục do dự nhiếp vân truyền âm đúng nghe nói như thế diệp đào gật gật đầu ánh mắt ngưng trọng đúng thế đây là cơ hội duy nhất của hắn có thể đi vào đế quân phủ đệ lại làm đế quân thỏa mãn về sau cho dù lão gia tử tìm phiền toái cũng phải suy nghĩ thêm một ít nghĩ vậy không do dự nữa hắn đi theo sau lưng nhiếp vân vào phủ đệ phủ đệ của nguyên dương đế quân bao la khôn cùng Mặt tường phong cách cổ xưa, không có bất kỳ trận pháp gia trì, nhìn như không chịu nổi công kích nhưng bất luận kẻ nào cũng biết nơi này phòng ngự yếu hơn nữa nhưng không có kẻ nào dám tới quấy rối. Đi theo mọi người vào bên trong, thời gian không dài đã tiến vào hành lang lớn. Phía trước là nơi đăng ký thọ lễ, cuối hành lang có mấy người đang ngồi tại chỗ, chung quanh đủ loại thọ lễ trồng chất như núi, không cần nhìn cũng biết tất cả lễ vật đều được đăng ký. Trường 3154, đăng ký lễ vật 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Lạc quốc công phủ, một lá gan kim long, hai viên phỉ thúy hải châu, một bộ đồ trúc thọ. Ninh quốc công phủ, một con kỳ lân ấu thú, vàng bạc khôi giáp lưỡng bức. Lý quốc công phủ, 10 viên chu dương đan, hai viên hải long tâm. Từng kiện từng kiện bảo vật bị đặt trước mặt, mỗi khi thu một kiện bảo vật sẽ có người đọc tên. Gan kim long, đây là gan của kim long đó, là thứ cực kỳ chân quý, không ngờ là quốc công phủ lại dùng làm hạ lễ, Thật sự đại thủ bút. Ta thấy ninh quốc công phủ mới chân quý, kỳ lân thú a -Hát. Thứ này cả thần giới cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa còn là kỳ lân ấu thú, một khi thuần hóa, sau khi lớn lên tất nhiên sẽ trở thành đại trợ lực, là vô địch trong hoàng cảnh viên mãn. Vô địch hoàng cảnh viên mãn vó chúng ta mà nói là vô cùng chân quý nhưng đối với nguyên dương đế quân mà nói không tính là cái gì A. À, ta thấy lễ vật của lý quốc công phủ mới là đồ tốt, 10 viên chu dương đan. Nguyên dương đế quân được xưng nguyên dương tu luyện tự nhiên là công pháp dương thuộc tính, chu dương đan có ích với hắn. Nhìn thấy bảo vật của các đại gia tộc, mọi người nghị luận liên tục, chấn động cả kinh không thôi. Những bảo vật này, mỗi một loại đều có giá trị liên thành, xem ra những thế lực phủ công tước này hạ vốn gốc. Nguyên dương đế quân không phải cao thủ số 2 trong thành Vân Châu nhưng lại là nhân vật có quyền lợi số 2, duy trì địa vị phủ công tước hay trầm luân chỉ bằng một câu của hắn mà thôi, cũng bởi vì mỗi người biết đây là đại cơ hội cho nên hiến bảo vật chân tàng, chỉ vì muốn đế quân chú ý không đúng các ngươi có phát hiện hay không nhiều đồ vật như thế nhưng không có thứ nào đưa vào hậu điện đưa vào hậu điện tại sao phải đưa vào hậu điện xem ra ngươi không hiểu quy củ thọ yến của đế quân rồi cường giả đại đế thân là đỉnh phong của thần giới bảo vật gì chưa từng thấy qua chấn tộc trí bảo trong gia tộc chúng ta chỉ còn không lọt vào mắt của hắn cho nên chúng ta tặng lễ hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp ném vào trong nhà kho nhưng cái gì cũng có vạn nhất rất nhiều người chuẩn bị bảo vật cũng không phải là quý trọng, mà là mới lạ, một khi tiến vào trong mắt cường giả đế cấp sẽ đưa đến hậu điện, do cường giả đại đế định đoạt thứ tự. Định đoạt thứ tự, ân, kỳ thật mọi người tới đây chúc thọ mục đích là cái gì ai cũng biết, cường giả đế cấp tuy siêu thoát hồng trần nhưng thực sự không thể hoàn toàn thoát ly hồng trần, sau khi định đoạt thứ tự, đại đế có thể tự mình tiếp kiến cấp cho phong thường. Khi đó các gia tộc mới chen chúc tặng bảo vật như thế. Khó trách trước khi tới mấy trưởng lão trong gia tộc bảo chuẩn bị lễ vật lạ mắt, bảo vật mới lạ, tốt nhất là thứ làm hai mắt người ta tỏa sáng, thì ra là thế. Đúng thế, vừa rồi Lý Quốc Công Phủ, Ninh Quốc Công Phủ. Tuy đồ vật chân quý nhưng lại vô cùng bình thường, không lọt vào mắt đế quân đại nhân, cho nên mới ở tại chỗ này, chưa đưa vào hậu điện. Những vật này đều không lọt vào mắt, phải là bảo vật gì mới làm đế quân vừa ý. Xong, xem ra ta chuẩn bị cũng không được, còn có quy củ này. Đem những lời nói kia, nhiếp vân cảm thấy kinh ngạc, lập tức hiểu ra. Cường giả đại đế tuy siêu thoát vạn vật nhưng chỉ cần không phải lẻ loi một mình, nhàn vân giã hạc thì không có khả năng không chú ý tới cái gì. Căn cứ vào tin tức lúc trước, vị nguyên dương đế quân này kỳ thật cũng không muốn tổ chức đại thọ gì đó, là phổ thiên đại đế yêu cầu, một ít quy củ chỉ sợ cũng đã quy tắc có sẵn, mỗi người cũng biết. Lễ vật quý trọng hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu là tâm ý. Tặng lễ vật đánh giá đẳng cấp cũng có thể xem tâm huyết của người đặt vào, đạt được hồi báo tất cả đều vui vẻ. Xem ra lễ vật của ta có giá rẻ nhất, nhiếp vân sớm không chuẩn bị, thân gia cũng không có khả năng so sánh với các đại gia tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm, chuẩn bị lễ vật khi so với kẻ khác lại không tính là cái gì. Tuy hắn không thèm để ý, nịnh bỡ hay không nịnh bỡ nguyên dương đế quân với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn cũng không có ý định phát triển tại thành Vân Châu chỉ cần dung nhập hỗn độn thế giới trong thành vân châu sau khi cảm ngộ xong hắn sẽ rời đi nhiếp huynh tuổi tác chúng ta tương tự không bằng chúng ta cùng đi lên đưa hạ lễ luồng thứ hai đi vào lúc đang suy tư phùng miểu đi tới trước mặt hắn đúng vậy a à, luồng thứ nhất đều là đại gia tộc thế lực lớn đưa hạ lễ hạ lễ của chúng ta nên thứ hai trác dương nói ân nhiếp vân cảm kích nhìn hai người và gật gật đầu đối phương nói như vậy trên thực tế đang chiếu cố mặt mũi của mình Chính mình một mình nhận được thiếp mời của đế quân đã có thể bình khởi bình tỏa với các đại thế lực và đại nhân vật, dựa theo tình huống bình thường, có lẽ mình cũng như bọn họ đưa lễ vật luồng thứ nhất, nhưng hai người Trác dương cũng biết hắn không có thân gia gì, dùng danh nghĩa bọn họ cùng đưa tặng lễ vật, áp lực sẽ nhỏ không ít, cũng không trở thành khó coi. Rất nhanh các thế lực lớn đều tặng lễ vật xong, mỗi một kiện đều vô cùng chân quý làm nhiếp vân xem hoa mắt. Nhiều lễ vật như thế không ngờ không có thứ nào đưa vào hậu. Điện, trong đám người không biết ai nói một câu, nghe nói như thế, tất cả mọi người này mới ý thức được đúng là như vậy. 12 phủ công tước, rất nhiều gia tộc đã tặng nhiều bảo vật như thế, giờ phút này không có cái nào đưa vào hậu điện, nói rõ những bảo vật ở trong đó không có món nào vừa ý của đế quân. Không hổ là cường giả đế cấp, ánh mắt đúng là quá cao. Hiện tại tới hậu bối, thu lễ của gia tộc xong, người thu lễ kêu lên. Đăng 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 đăng, đúng lúc này có tiếng bước chân rồn dập vang lên, một đám người từ xa đi tới đi đầu là một nam tử cẩm y đai ngọc từ trong tới ngoài mang theo quý khí tất cả người nhìn thấy đều cúi đầu không dám nhìn nhiếp vân xoay đầu lại liếc mắt nhìn đã nhận ra hắn không biết quá nhiều người trong thành vân châu gia hỏa trước mặt là một trong số đó đa ba vương tử gia hỏa này cũng tới cũng khó trách gia tộc đa ba vương tử thuộc về một trong tám vương mười hai phủ công tước đều có người tới hắn làm như vương tử tiếng hô cao nhất trong tám vương tự mình tới cũng không kỳ quái. Trường 3155, Ba Đại Vương Tử Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thạch mặc, quả nhiên ra hỏa này cùng tới với đa ba vương tử. Hắn nhép mắt nhìn lên người đa ba vương tử, lúc này hắn rời mắt chú ý sang kẻ khác. Khoảng cách đa ba vương tử không xa, hạo thiên lâu phân bộ thành vân châu thạch mặc quả nhiên theo phía sau. Thạch mặc chính là ra hỏa tới y quán lần trước, hắn thu chỗ tốt của Diệp Tân cho nên muốn phá hư thanh danh của mình, sau khi theo dõi phát hiện hắn giao dịch với Vũ Huân, nội dung giao dịch trong đó chính là Thọ Yến lần này nói tốt cho lễ vật của đa ba vương tử. Vũ Huân, nghĩ đến Vũ Huân, đôi mắt nhiếp phân nhìn đám người sau lưng đa ba vương tử một lúc, quả nhiên cho hắn nhìn thấy người này đứng sau cùng trong đám người. Trước kia hắn rót chủ đan điền chi khí vào trong người đối phương, đã triệt để thu phục ra hỏa này, hắn và diệu âm tiên tử cầm tiêu hợp tấu một tháng nhưng đối phương cũng đã truyền tin tức cho hắn, tuy không quan trọng nhưng cũng biểu đạt tâm ý hắn nhìn thấy Vũ Huân, Vũ Huân cũng nhìn thấy hắn, trong mắt mang theo bối rối quay đầu đi. Lúc trước bắt ra hỏa này cũng không che lấp dung mạo, trải qua thời gian dài như vậy, đối phương cũng xác nhận thân phận của hắn. Bắt đầu giao thọ lễ, ta đi đầu, đa ba vương tử cũng không chú ý tới nhiếp vân, ban đầu ở Hồng Hà vực nhìn thấy hắn không có ngụy trang, bây giờ là dung mặt sau ngụy trang cho nên nhìn thấy cũng không biết. Dựa vào cái gì ngươi đi đầu, muốn tới cũng phải là ta tới. Đa Ba vương tử còn chưa đi tới trước mặt đã bị người ta chen ngang, một thanh niên hừ một câu, đi tới. Thanh niên này tuổi tương tự Đa Ba vương tử tự, cũng quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn đã biết rõ bất phàm. Ta thấy không nên cướp, vương phủ hạ lễ chúng ta là thứ nhất, người hạ lễ, ta cung không muốn phía sau, các ngươi chờ một lát. Lại có thanh niên xuất hiện, người này đi tới trước Đa Ba vương tử, mặt khác một thanh niên mang theo khí chất yêu việt theo sau, những người khác nhìn thấy liên tục tránh đường chỉ sợ thân phận của hắn cũng không thấp. Trước kia Diệp Đào nói, tình huống Thành Vân Châu hiện tại là ba vương tử tranh tài, chẳng lẽ là ba người này có tiếng hô cao nhất. Nội tâm nhiếp phân khẽ động, nghi hoặc này không bao lâu đã có người trả lời thuyết phục cho hắn. Vừa rồi đi tới là đa ba vương tử, người thứ hai là Nhữ Hạ Vương Tử, người thứ ba là Lưu Mộc Vương Tử, ba người bọn họ tiếng hô lớn nhất, cũng cạnh tranh kịch liệt nhất, không ai phục ai. Truyền âm là Diệp Đào, hắn biết rõ thiếu niên trước mắt không quá hiểu chuyện này, hiện tại giải thích cho hắn biết. Ha ha, tặng lễ vật tỏ tâm ý, chủ yếu xem là tâm, không phải ai. Trước là có thể đưa vào hậu điện, nếu như các người muốn tặng trước, ta cũng không tranh giành, ngược lại muốn xem các người chuẩn bị cái gì. Nhìn thấy hai người lao tới muốn tranh đầu tiên, đa ba vương tử không có tiếp tục đi về phía trước, hắn dừng lại và cười nói. Xem ra hắn không có ý định tranh tặng lễ đầu tiên, vừa rồi nói chỉ muốn khích hai người kia mà thôi. Người không tranh giành, ta đây cũng không tranh giành, Lưu Mộc, người tới trước đi. Ba người có thói quen tranh đoạt, vừa rồi đa ba vương tử nói muốn tặng lễ đầu tiên làm những hạ vương tử tranh chấp, giờ phút này thấy hắn không tranh giành cũng lui một bước, đăng ký lễ vật đầu tiên đổi thành Lưu Mộc vương tử. Tuy tâm ý quan trọng nhưng thứ tự trước sau rất trọng yếu, bảo vật cung cấp, thứ hai, thứ ba rung động không như kẻ đầu tiên. Nghe đa ba vương tử, những hạ vương tử nói như vậy, Lưu Mộc biết rõ đối phương muốn đả kích tin tưởng của hắn, lúc này mỉm cười phản bác. Nếu là bảo vật cung cấp, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất rung động, lại nhìn thấy bảo vật như thế rung động sẽ yếu bớt không ít, cho nên thứ nhất, thứ hai tặng lễ nhìn thì không có gì, trên thực tế có khác biệt rất lớn. Ta tới đầu tiên, nói xong lời này, Lưu Mộc Phương Tử cười cười, hắn đi tới bàn đăng ký, hắn lật cổ tay và một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt mọi người. Là một viên cầu, nhìn nó rốn chân chân nhưng liếc mắt nhìn đã biết không phải chân châu. Trong viên cầu như mang theo hồn phách của con người bình an, hẳn là trí bảo loại linh hồn. Thứ này tên là định hồn châu, có thể bảo trì hồn phách không tiêu tan, ta phải tôn cái giá mới tìm được. Người trọng thương, trong miệng ngậm lấy, có thể dùng hội tụ hồn phách, trong thời gian ngắn không cách nào tiêu tán. Lưu Mộc Phương Tử mỉm cười, hắn canh bày viên ngọc ra trước mặt mọi người. Định hồn châu, ta nghe nói thứ này là trí bảo linh hồn đặc biệt, vô cùng chân quý. Thật là chân quý, ta cảm thấy nó còn không bằng kỳ lân ấu thú của Ninh Quốc công phủ A-Hát. Là không bằng nhưng ngươi cũng nên biết những gia tộc trước kia, không phải có chuyện như vậy, Lưu Mộc Vương Tử là một trong những đại vương tử có tiếng hô cao nhất, lần thọ yến này có cơ hội lớn nhất, không có khả năng chuẩn bị đồ vật không bằng phủ quốc công. Việc này, ta cũng không biết, định hồn châu, dù sao ta không có trí bảo như vậy. Nhìn thấy định hồn châu, mọi người biểu hiện sững sờ, lúc này vẻ mặt kỳ quái. Ba đại vương tử tranh giành thời gian dài như vậy, khẩu vị của mọi người cũng bị hấp dẫn, tại sao tặng trí bảo như thế? Định hồn châu trong mắt người bình thường chính là trí bảo, đường đường hoàng tử thành Vân Châu lại không có gì đặc biệt. Không riêng mọi người kỳ quái, nhiếp vân cũng đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn sang hai người đa ba vương tử, nhữ hạ vương tử, xem xét một lúc liền nheo mắt nhìn. Hai vị vương tử này có cái nhìn khác với mọi người, nhìn thấy hắn xuất ra định hồn châu liền lộ ra vẻ cảnh giác. Người khác không thèm để ý, hai đại vương tử có bộ dạng như thế thì định hồn châu có huyền cơ. Vào lúc đang kỳ quái, một giọng nói vang lên, một viên định hồn châu tiến vào hậu điện người phụ trách đăng ký kêu lên cái gì hậu điện ta không nhìn ra định hồn châu có gì đặc biệt tại sao vào hậu điện chẳng lẽ một người tặng bảo còn chân quý hơn cả thế lực điều đó không có khả năng a à. đã xảy ra chuyện gì những bảo bối hôm nay không thể tiến vào hậu điện khẳng định có huyền cơ trong đó nghe được người đăng ký hô lên tất cả mọi người sững sờ ngay sau đó xôn xao thiệt giả vừa rồi nhiều bảo vật như thế đa số quý hơn định hồn châu nhiều nhưng không thể tiến vào hậu điện định hồn châu vừa xuất hiện đã đi vào. Trường 3156, ta muốn đệ nhất danh. Chuyện được thực hiện bởi o com Ha ha, đa tạ, Lưu Mộc vương tử bía rõ đã có kết quả nên cười nói. Đừng cao hứng qua sớm, một viên định hồn châu mà thôi. Nhìn thấy hắn tươi cười, như hạ vương tử cười lạnh tiến lên, hắn không do dự tiến lên một bước, cổ tay hơi chấn động, một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt hắn. Thanh linh đăng, ta dùng hài cốt một đại năng Phật môn luyện chế mà thành, sau khi đốt lên có hiệu quả an thần tĩnh tâm, ngay cả hồn phách tiêu tán cũng có thể hội tụ. Những hạ vương tử tươi cười giải thích, trước mặt hắn xuất hiện một cây đèn, trong cây đèn có hào quang yếu ớt. Tụ hồn thanh linh đăng, thứ này còn quý hơn định hồn châu rất nhiều. Đúng vậy, nghe nói thứ này hữu dụng với cường giả đế cấp, có thể làm cho bọn họ tĩnh tâm và tập trung khi ngồi xuống tu luyện. Những hạ vương tử đưa thứ này chân quý a hát nghe nói phương pháp luyện chế thanh linh đăng đã sớm thất truyền có thể tìm được hơn nữa luyện chế ra những hạ vương tử thật là lợi hại tuy chân quý nhưng chưa hẳn có thể tiến vào hậu điện trước kia tám đại vương phủ phủ công tước có đồ vật chân quý hơn nhiều nhưng không thể tiến vào hậu điện như thế mọi người xôn xao rất nhiều người không biết tới tụ hồn thanh linh đăng đại bộ phận cũng biết rõ thứ này chắc chắn chân quý hơn định hồn châu tuy chân quý nhưng mọi người cũng không cho rằng có thể tiến vào hậu điện giống định hồn châu Trước kia tám vương phủ, 12 phủ công tước tặng lễ không ít thứ chân quý vượt qua thanh linh đăng rất nhiều nhưng không thể tiến vào trong hậu điện. Một chiếc thanh linh đăng tiến vào hậu điện, thời điểm mọi người không ngừng suy đoán, người đăng ký hô lên lần nữa. Cái gì cũng tiến vào hậu điện, điều này sao có thể? Ba đại vương tử tặng hai kiện bảo vật đều tiến vào hậu điện, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, chẳng lẽ trong định hồn châu, tụ hồn thanh linh đăng có thứ gì khác? Khẳng định có huyền cơ chóc đó, Bằng không hai vị vương tử tự tin như thế, không biết Đa Ba vương tử sẽ mang tới cái gì, Lưu Mộc, Như Hạ hai vị vương tử mang theo bảo vật đều tiến vào hậu điện, nếu như hắn không vào được thì không xong. Đúng vậy a, à, nghe được hai vị vương tử tặng lễ đều tiến vào hậu điện, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trước kia có nhiều bảo bối như thế nhưng còn không thể nào tiến vào hậu điện, Nguyên Dương đế quân trướng mắt tất cả bảo vật, không nghĩ tới ba vị vương tử đã có hai người xuất ra bảo vật có thể tiến vào trong hậu điện càng làm đại bộ phận người có cảm giác nghe nhìn lẫn lộn. Chẳng lẽ đế quân xem mặt mũi của vương tử nên cố ý làm như vậy? Không có khả năng a à hát, nguyên dương đế quân đã từng không cho phổ thiên đại đế mặt mũi, làm sao có thể cho một tiểu tiểu vương tử mặt mũi? Nhiếp huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, đám người diệp đào, chắc dương cũng cảm thấy kỳ quái, không nhịn được nhìn về phía nhiếp vân. Ta cũng không quá rõ ràng, nhiếp vân lắc đầu, nói thật, hắn không hiểu nguyên dương đế quân ưa thích cái gì, cũng giống như mọi người chung quanh, hắn biết định hồn châu và thanh linh đăng đều không phải quá chân quý nhưng lại tiến vào hậu điện, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Định hồn châu, thanh linh đăng đều có thể ngưng tụ hồn phách, có phải có quan hệ với nhau hay không? Lúc này Phùng Miểu đột nhiên lên tiếng, ngưng tụ hồn phách, đôi mắt nhiếp vân tỏa sáng, không sai, nhất định là như vậy, định hồn châu, thanh linh đăng xem như không quá chân quý, hiệu quả giống nhau chính là có thể ngưng tụ ly anh hồn, làm cho người sắp chết ngưng tụ hồn phách chẳng lẽ nguyên dương đế quân muốn bảo vật chính là tiêu chuẩn này rất có thể nếu như là như vậy cũng có thể nói rõ vì sao lưu mộc vương tử xuất gia định hồn châu đa ba vương tử nhữ hạ vương tử ngạc nhiên như thế nhất định ba vị vương tử này đã sớm biết rõ đế quân thích gì bảo vật gì cho nên sớm chuẩn bị đầu tiên không nóng nảy nhìn xem đa ba vương tử cầm là cái gì nếu như cũng có liên quan tới linh hồn như vây tuy trong nội tâm cảm thấy rất có thể nhưng không dám khẳng định nhiếp vân muốn tiếp tục xem đa ba vương tử xuất ra lễ vật gì. Hảo hảo, bảo vật của hai người khác đều tiến vào trong hậu điện, trên mặt đa ba vương tử không mang theo chút áp lực nào, ngược lại mang theo tươi cười nhàn nhã, hắn đi tới. Định hồn châu, thanh linh đang đúng là đồ tốt, chỉ có điều so sánh với ta. Vẫn còn kém một chút, thật xấu hổ, lần này thọ lễ đệ nhất là của ta rồi. Đa ba vương tử đi tới trước mặt, hắn lật cổ tay và một kiện bảo vật xuất hiện trước mặt mọi người xuất hiện ở trước mặt mọi người là cái hộp, cái vừa xuất hiện đã sinh ra mùi thuốc nồng đậm, người nào ngủ được cảm thấy say mê trong đó, nhất là linh hồn, chỉ ngửi một hơi đã cường tráng hơn một chút, hiển nhiên là đại bổ. Quả nhiên cũng là bảo vật liên quan tới linh hồn, đôi mắt nhiếp vân sáng ngời, hắn khẳng định suy đoán trong nội. Tâm của mình, tuy hắn không biết viên đan dược này là cái gì nhưng ngửi một hơi cũng có thể làm tinh thần chấn động, đủ để nói rõ công hiệu. Xem ra cũng là bảo vật tụ linh hồn, dược vật tẩm bổ linh hồn, Ba đại vương tử xem như có quan hệ đối địch với nhau, tặng đồ vật gì khẳng định không thông chi với nhau, hiện tại xuất ra bảo vật có công hiệu giống như vậy, xem ra suy đoán đúng, nguyên dương đại đế thích nhất là bảo vật linh hồn. Viên đan dược này tên là thất nhật hồi hồn đan, ta nói ra tên của nó, những thứ khác không cần ta nhiều lời. Sau khi mở hộp ra, đa ba vương tử cười nhạt một tiếng, trong lời nói mang theo tự tin nồng đậm. Thất nhật hồi hồn đan, đây là cái gì, tại sao ta chưa từng nghe nói qua. Ta cũng chưa từng nghe qua, rất chân quý sao? Các ngươi thật sự quá cô lậu quả văn. Vị đại đế am hiểu y thuật trong truyền thuyết gọi là Thần Nông, các ngươi nghe nói qua chưa? Người nói là Thần Nông đại đế a, à. nghe nói qua rồi, hắn cũng được gọi là Viêm Hoàng đại đế, là một vị cường giả phi thường lợi hại thời kỳ thượng cổ. Không phải hắn sớm vẫn lạc sao? Chẳng lẽ và Thất Nhật Hồi Hồn Đan có quan hệ với hắn? Đương nhiên là có quan hệ, Thất Nhật Hồi Hồn Đan được xưng 7 ngày hồi hồn, cho dù chết không cao hơn 7 ngày, chỉ cần ăn viên đan dược này cũng có thể hồi hồn sống lại. chương 3157, Thất Nhật Hồi Hồn Đan Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cái gì, 7 ngày hồi hồn, này, này, làm sao có thể, có cái gì không có khả năng. Thất Nhật Hồi Hồn Đan này, nghe nói nó là vị thần nông đại đế kia sáng chế, được xưng linh hồn đệ nhất dược. Chỉ cần có một viên như thế, muốn chết cũng là chuyện thập phần khó khăn. Thần nông đại đế sáng chế dược vật, Khó trách chân quý như thế, nghe được cái tên Thất Nhật hồi hồn đan, ban đầu mọi người còn không biết nó là cái gì, nghe được giải thích thế mới biết viên đan dược này đáng sợ cỡ nào. Thần Nông Đại Đế, được xưng y đạo đệ nhất nhân của thần giới từ trước tới nay, hắn lưu lại đan dược làm sao không lợi hại cơ chứ? Không phải nói tất cả đồ vật của Thần Nông Đại Đế đều biến mất sau khi hắn vẫn lạc sao? Tại sao có thể luyện chế thứ này, ta cũng không biết, Đa Ba Vương tử đã có thể lấy ra, chắc chắn sẽ không làm chuyện không đâu. Đúng thế, dù sao đan dược này không phải thất nhật hồi hồn đan cũng không sai biệt lắm, vừa rồi ta chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, linh hồn thoải mái không nói thành lời. Thất nhật hồi hồn đan, danh khí của thần nông đại đế thật sự quá vang dội, đột nhiên nghe thấy có phần không dám tin mà thôi. Ha ha, ta biết rõ mọi người khẳng định có chút nghi vấn, thần nông đại đế truyền thừa đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, tính chân thật của viên đan dược này đáng giá tham khảo nhìn biểu lộ của đám đông vào trong mắt đa ba vương tử không có tức giận, hắn tươi cười đầy tự tin. Ta ở nơi này nói rõ với mọi người, viên đan dược này không có chút vấn đề gì, nó chính là truyền thừa của thần nông đại đế. Người nói là truyền thừa của thần nông đại đế truyền thừa sao? Có chứng cứ gì, những hạ vương tử khẽ nói, không sai, ai không biết ăn nói bừa bãi chứ. Thần nông đại đế truyền nhân được xưng đệ tử thần nông, đã sớm biến mất trong lịch sử không biết bao lâu, người nói đan dược là thất nhật hồi hồn đan, chẳng lẽ ngươi quen biết đệ tử thần nông? Lưu Mộc Vương tử không tin như thế, ta không biết đệ tử thần nông, ta cũng không có tư cách nhìn thấy tiên hiền như thế, tuy ta không biết đệ tử thần nông, không được truyền thừa thần nông đại đế nhưng không có nghĩa không thể luyện chế Thất Nhật Hồi Hồn Đan." Đa Ba Vương tử cười nói, "A à hát nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sướng sờ. Cũng đúng, Thất Nhật Hồi Hồn Đan là dược vật thần nông đại đế sáng chế không sai, nhưng không có nghĩa nó không có truyền thừa, không cách nào luyện chế a à hát Trước khi giải thích, ta sẽ giới thiệu với mọi người vị y đạo đại sư tiếng tăm lừng lẫy. Đa ba vương tử tươi cười quay người, một bóng người phía sau hắn đi tới. Người này lúc trước đứng trong đám người nên không có người chú ý, vừa bước ra đã nhìn rõ dung mạo. Là lão giả áo xanh, tuổi chừng 50, trong mắt có tinh quang lập lè, cho thấy tu vi không kém. Vị này chính là Vân Lang Y Tiên, Vân Lang Y Tiên, không sai, là hắn, lúc mẫu thân của ta bệnh nặng từng chuyên môn đi bái phỏng qua, là y đạo đại sư nổi danh trên y đạo bảng, nghe nói có bài danh cao hơn cả mạc cao đại sư, hoàng nghiệp đại sư. Người nói như vậy, dường như ta cũng nhớ tới trong y đạo bảng đúng là có người như thế, nhưng mà... Hắn không phải y đạo đại sư của lang gia động sao? Làm sao tới nơi này? Ta cũng không biết nữa. Hẳn là đa ba vương tử mời đến A Hát, có thể mời vị đại sư như thế, đa ba vương tử thật lợi hại. Lão giả còn chưa nói ra lời nào, trong đám người đã có người nhận ra cho nên ngạc nhiên không nhỏ. Vân Lang Y Tiên, y đạo đại sư lợi hại nhất Lang gia động, cường nhân xếp hạng trước 15 trong y đạo bảng, bình thường muốn hắn xem bệnh vô cùng khó khăn, không nghĩ tới lại xuất hiện tại nơi này. Trước kia có người gọi là Nam Thiên Y Thánh, Minh Tân đại sư, Thủ Không Y Thánh, những kẻ này không thể so sánh với hắn. Không sai, có ít người đã nhận ra vị này chính là Vân Lang Y Tiên của Lang gia động. Nhìn biểu lộ của đám đông vào trong mắt, Đa Ba Vương tử mỉm cười. Thất Nhật Hồi Hồn Đan chính là đồ do Vân Lang Y Tiên luyện chế. Hắn luyện chế, nếu thật là hắn thì vấn đề này không sai rồi. Là hắn, Vân Lang Y Tiên là y đạo đại sư nổi danh khắp thần giới, không có khả năng mang danh dự của mình ra nói đùa. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, tuy hắn có y thuật cao minh nhưng ta nghe nói vô số y đạo đại sư năm đó không thể luyện chế Thất Nhật Hồi Hồn Đan thành công, hắn làm sao thành công? Ta cũng không biết, nghe được Thất Nhật Hồi Hồn Đan là Vân Lang Y Tiên luyện chế, mọi người vẫn bán tín bán nghi. Danh khí Vân Lang Y Tiên là rất lớn nhưng thất Nhật Hồi Hồn Đan có danh khí càng lớn. Dược vật này xem như dược vật bất tử, thần giới nhiều năm như thế nhưng không có ai luyện chế thành công, tại sao hiện tại đột nhiên có người luyện thành, không ai dám tin tưởng. Vân Lang Y Tiên y thuật cao minh, năng lực luyện chế đan dược cũng là nhất tuyệt, điểm ấy không thể nghi ngờ, ta sẽ không hoài nghi. Thời điểm mọi người đang kỳ quái, một lời nói vang lên, "Mọi người." Vội vàng nhìn sang, nói chuyện chính là đối thủ của Đa Ba Vương tử nhữ hạ vương tử tại sao nhữ hạ vương tử nói chuyện giúp đa ba vương tử mọi người chính cảm thấy lẫn lộn chợt nghe nhữ hạ vương tử nói tiếp ta chỉ cảm thấy kỳ quái đan phương thất nhật hồi hồn đan trong truyền thuyết nương theo thần nông đại đế vẫn lạc mà biến mất không có đan phương thì không có khả năng luyện chế thành đan dược không biết vân lang y tiên làm sao tìm được đan phương làm sao luyện chế đan dược thành công đúng a à, không có đan phương làm sao luyện chế chẳng lẽ là vân lang y tiên tự mình nghiên cứu chế tạo đan phương điều đó không có khả năng a à, nếu như có thể nghiên chế ra nhiều y đạo đại sư sớm nghiên cứu thành công rồi sẽ không chờ tới bây giờ đan dược không phải dễ luyện dược liệu hỏa hầu dược vật xung hợp thiếu một thứ cũng không được nếu như đan phương dễ dàng hình thành như vậy đan dược cũng không chân quý như thế những hạ vương tử nói lời này đâm rách rất nhiều chuyện thất nhật hồi hồn đan là đan dược vô cùng cao cấp khẳng định không dễ nghiên cứu chế tạo nếu không thần giới truyền thừa nhiều năm như vậy đã sớm có người chế tạo thành công. chương 3158, Vân lang Y Tiên Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta biết rõ mọi người kỳ quái, đã như thế ta thay Vân lang Y Tiên giải thích một chút. Thấy mọi người nghi vấn càng lúc càng lớn, những hạ vương tử nói những lời này trước mặt mọi người, đa ba vương tử chỉ cười cười. Tất cả mọi người biết rõ sau khi thần nông đại đế vẫn lạc thì đan phương thất nhật hồi hồn đan cũng thất truyền, không cách nào luyện chế, nhưng trước khi Thần Nông Đại Đế vẫn lạc thì sao? Trước khi vẫn lạc, có ý tứ gì, không hiểu nổi, đan dược này do Thần Nông Đại Đế nghiên chế ra, trước khi vẫn lạc, đương nhiên khi đó có đan phương, chỉ có điều đan phương không có khả năng lộ ra ngoài. Đúng thế, Thất Nhật Hồi Hồn Đan là Thần Nông Đại Đế nghiên chế ra, trừ đệ tử thân truyền, không có khả năng truyền thụ đan phương ra ngoài. Mọi người kỳ quái nhìn sang, trong nội tâm tuy đầy nghi nhưng biết không thể nói nhiều. Đương nhiên thần nông đại đế không có khả năng viết đan phương ra, Vân Lang Y Tiên cũng không thể làm được điểm này. Hắn tìm thấy, hài cốt và đan dược, đa ba vương tử nói, hài cốt, đan dược, mọi người càng thêm kỳ quái. Thất nhật hồi hồn đan đã nổi danh như thế, nói rõ có người dùng qua đan dược này, hơn nữa chứng minh dược hiệu là đúng. Vân Lang Y Tiên xem đó làm điểm đột phá, hắn đi khắp nơi tìm. Kiếm di tích thượng cổ, thậm chí không sợ nguy hiểm, tự mình tiến vào sâu trong u ma cảnh dò xét. Trải qua không dưới vài vạn năm siêu tầm, trời xanh không phụ lòng người, rốt cục trong một di tích thượng cổ đã tìm được tin tức của Thất Nhật Hồi Hồn Đan. Đó là một mộ địa, chủ nhân cổ mộ tên là gì thì không tra ra được, chỉ biết người này khi còn sống là người hầu của Thần Nông Đại Đế, từng đi theo Đại Đế làm nghề y nhiều năm. Về sau bởi vì hắn một lần trọng thương tử vong, Thần Nông Đại Đế đã lợi dụng Thất Nhật Hồi Hồn Đan phục sinh hắn lại. Sau khi chết mà phục sinh, tuy lại sống nhiều năm nhưng cuối cùng không thể đột phá đế cảnh cho nên lại quay về bụi đất trước khi hắn chết đã ghi chép lại dược liệu thất nhật hồi hồn đan người khác không biết dược liệu cần thiết luyện chế loại đan dược này nhưng hắn lại biết rõ bởi vì bản thân hắn là người hầu thần nông đại đế thời điểm luyện chế đan dược chưa bao giờ cấm kỵ qua cần loại dược liệu nào biết rõ rất rõ ràng đương nhiên hắn không phải y đạo đại sư càng không biết luyện đan cho dù biết rõ dược liệu không biết trình tự cũng không cách nào luyện chế đối với vân lang đại sư mà nói biết rõ những dược liệu này là đủ rồi tìm được những thứ này, hắn lại nghiên cứu hải cốt chủ nhân mộ địa. Đan dược chân quý như thất nhật hồi hồn đan, một khi phục dụng, dược tính sẽ dung nhập cốt tủy, trí tử bất diệt, thông qua nghiên cứu cốt tủy, hắn càng thêm quen thuộc dược tính và hiệu quả của thất nhật hồi hồn đan, hơn nữa chỉ cần biết rõ dược liệu, cho nên. Bắt đầu thí nghiệm luyện chế, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần. Vân Lang đại sư thí nghiệm thất nhật hồi hồn đan trên vạn năm, luyện chế hủy không biết bao nhiêu dược liệu. Rốt cuộc thành công vào một thời gian trước, viên đan dược này là thành phẩm, vì để dược hiệu thất nhật hồi hồn đan rất tốt, ta thậm chí không tiếc đi thập địa tìm kiếm cảm linh hoa, đi hồng hà môn tìm kiếm hồng hà linh quả. May mắn tất cả cố gắng đều không phí công, nói đến đây, đa ba vương tử mang theo cảm giác tự ngạo nồng đậm. Tìm kiếm của mộ người hầu thần nông đại đế khi còn sống. Tự mình tiến vào u ma cảnh tìm kiếm, lợi hại, khó trách có thể thành công, vị vâng lang đại sư này quá lợi hại. Đúng thế, trả giá nhiều tâm huyết như vậy có thể thành công cũng không kỳ quái nghe thế mọi người đã hoàn toàn tin tưởng tuy danh khí của thất nhật hồi hồn đan rất lớn nhưng vân lang y tiên cũng trả giá tâm huyết thật lớn hao phí vài vạn năm vì một viên đan dược hư vô mờ mịt khó trách có thể thành công ta đã chứng minh thất nhật hồi hồn đan không có vấn đề ta đã mang hình ảnh đan dược về hạo thiên lâu cũng nhận được câu trả lời chính xác nhìn thấy mọi người ở đây tin bảy tám phần thạch mặc lại đi lên hắn thân là người phụ trách hạo thiên lâu phân bộ thành vân châu nói chuyện vẫn có phân lượng nghe nói như thế mọi người không tiếp tục hoài nghi thần nông đại đế là thần tượng của người học y tâm nguyện suốt đời của ta là thành truyền nhân của hắn học tập vô thượng y thuật chỉ tiếc hắn vẫn lạc vào thời kỳ thượng cổ cho nên truyền thừa cũng biến mất không cách nào trở thành đệ tử hậu bối của hắn ta mà bắt đầu nghiên cứu đan dược lợi hại nhất của hắn hy vọng có thể luyện chế ra cũng xem đây là mục tiêu cả đời của mình không nghĩ tới cuối cùng thật sự hoàn thành, nếu như sau khi chết có linh, ta có thể gặp được thần nông đại đế, cũng có tư cách bái kiến hắn, khẩn cầu hắn thu ta làm đồ đệ. Vân Lang y tiên vuốt vuốt tròm dâu, trong mắt đầy kích động. Luyện chế thất nhật hồi hồn đan thành công, hắn cao hứng hơn kẻ nào khác. Quá lợi hại, nếu như thần nông đại đế có linh, nhìn thấy cố gắng như vậy cũng đáng vui mừng. Đúng thế, phần chấp nhất này đáng để chúng ta tôn kính. Nghe được Vân Lang y tiên nói thế, mọi người lúc này bắt đầu kính nể hắn vì có thể trở thành truyền nhân của thần nông đại đế hắn không ngừng tiến lên chỉ phần tâm tính này đã làm cho nhiều người xấu hổ cũng có lẽ chính là bởi vì chấp nhất như thế mới có thành tựu hiện tại lần này ta không có nghi hoặc nữa không biết bảo vật của ta có thể tiến vào hậu điện hay không nói xong những lời này những nghi vấn lúc trước đã tiêu tan đa ba vương tử mỉm cười hắn nhìn người đăng ký thọ lễ thất nhật hồi hồn đan tiến vào hậu điện người đăng ký nhìn cái hộp không chút do dự, trực tiếp đưa vào hậu điện. Đan dược này thật sự quá chân quý, bọn họ cũng không cách nào làm chủ, chỉ có thể dựa vào Nguyên Dương Đế quân tự mình phán đoán. Hừ, nhìn thấy người đăng ký làm thế và mọi người ngạc nhiên, sắc mặt Nhữ Hạ Vương tử, Lưu Mộc Vương tử biến thành âm trầm. Bọn họ thông qua các loại tin tức biết Nguyên Dương Đế quân thích nhất là bảo vật khôi phục linh hồn, lần này Khổ Tâm chuẩn bị, vốn tưởng rằng tìm được bảo vật đã ngàn giảm khó có một, phi thường tốt, không nghĩ tới Đa Ba Vương tử lợi hại hơn hắn tìm được thánh vật như thất nhật hồi hồn đan. chương 3159, Vấn Tâm Thạch 1 Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bởi như vậy, tùy đồ vật của bọn họ tiến vào hậu điện nhưng không có gì đặc sắc, còn kém xa bảo vật của đa ba vương tử mang A. thỉnh người đưa xong thọ lễ tiến vào nội điện nghỉ ngơi, chưa đưa ở lại đăng ký. Thất nhật hồi hồn đan tiến vào nội điện, lúc này có tiếng nói vang lên. Tuy hạ lễ của đa ba vương tử rung động nhân tâm, thu thọ lễ cũng chưa kết thúc kế tiếp vẫn phải tiếp tục thất nhật hồi hồn đan đan dược này có chút không đúng khác với mọi người ngạc nhiên nội tâm nhiếp vân cảm thấy nghi hoặc hắn tiếp nhận truyền thừa nguyên vẹn của thần nông đại đế thất nhật hồi hồn đan thần bí trong mắt kẻ khác nhưng trong mắt hắn không tính là cái gì bởi vì trong thần nông bách thảo kinh có phương thuốc nguyên vẹn của nó mặc dù có phương thuốc luyện chế đan dược này cần lực lượng rất mạnh thực lực của hắn hiện tại không cách nào làm được cho dù không có luyện chế qua bởi vì quen thuộc dược tính, vừa rồi nhìn thoáng qua hắn cảm thấy thất nhật hồi hồn đan có chút không đúng nhưng không biết không đúng ở chỗ nào. Dù sao chỉ nhìn từ xa và không tra xét rõ ràng, cho dù hắn rất hiểu thất nhật hồi hồn đan nhưng không thể biết tường tận thành phẩm của người ta. Diệp đào, lão gia tử không cho ngươi tới, không nên đến, ta thật không muốn nói với ngươi, nhưng chọc lão gia tử mà còn lưu lại nơi này. Hắc hắc, không biết tốt xấu như thế, có dám đánh cược với ta hay không? Thời điểm nhiếp vân trầm tư suy nghĩ, một tiếng nói vang lên quay đầu nhìn lại nói chuyện chính là diệp tân trước kia diệp phủ tặng quà thuộc về phủ công tước hiện tại hắn chuẩn bị thọ lễ và đưa tới lão gia tử đã theo những người khác vào trong nội điện hiện tại còn lại một đống người trẻ tuổi đánh cuộc đánh cược thế nào diệp đào cau mày suy nghĩ tuy trong nội tâm rất chán ghét diệp tân nhưng hắn đã tìm tới tận cửa thì không thể cự tuyệt rất đơn giản đánh cuộc chúng ta tặng lễ vật xem ai có thể đi vào hậu điện diệp tân cười hắc hắc nói thắng thế nào, thua thì sao, Diệp Đào nói, ta biết rõ ngươi cũng không có vật gì tốt, vì sợ ngươi chống chế, tiền đặt cược nhỏ một chút. Như vậy đi, ngươi thua phải ở trước mặt mọi người đập đầu ba cái với người thắng. Diệp Tân lên tiếng, dám hay không dám, ngươi, sắc mặt Diệp Đào trầm xuống, đối phương đang công nhiều khiêu khích hắn, một khi thật thua, quỳ xuống dập đầu, hao tổn thể diện chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt xấu hổ trước mặt nhiều hào môn như thế. Về sau khẳng định đừng mong trở thành người thừa kế thủ đoạn thật độc ác, như thế nào, người nói có dám hay không, không dám thì lập tức xéo đi, đừng có mất mặt xấu hổ lưu lại nơi này. Diệp Tân cười lạnh, sắc mặt Diệp Đào khó nhìn, không biết trả lời như thế nào. Tốt, Diệp Đào đánh bạc, ta chỉ hy vọng lúc người thua đừng quyệt nợ, nhiếp vân đi tới, ta quyệt nợ, nằm mơ đi, ta chỉ sợ hắn thua không dám nhận mà thôi. Thấy nhiếp vân đáp ứng, Diệp Tân cũng không suy nghĩ gì nữa. Diệp Đào đi theo thế yếu niên tới đây, hắn đáp ứng, cũng chẳng khác nào Diệp Đào đáp ứng. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, không để ý tới hắn nữa, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Hừ, hất lên tay, Diệp Tân đi thẳng về phía trước, hắn xếp hàng đăng ký sau lưng mọi người. Nhiếp huynh, hắn vừa rời đi, sắc mặt Diệp Đào biến thành khó nhìn, hắn không biết nên trả lời Nhiếp Vân thế nào. Xem ra hắn cũng không tự tin với khả năng chiến thắng của mình. Không đáp ứng cũng không có biện pháp, Diệp Tân có chuẩn bị mà đến, cho dù không đáp ứng cũng khẳng định làm ngươi khó chịu nếu như vậy còn không bằng chủ động xuất kích đánh hắn chờ tay không kịp. Biết rõ hắn nghĩ cái gì, nhiếp vân giải thích, chờ tay không kịp, ta thật sự rất muốn. Diệp đào lắc đầu, vẻ mặt uể oải nhưng vì lần thọ yến này, Diệp tân sớm liền chuẩn bị hồi lâu, hơn nữa sau lưng của hắn có Diệp phủ trèo trống, ta. Lấy cái gì so với hắn, Diệp tân bây giờ là người thừa kế Diệp phủ, lão ra tử tự mình tán thành, sau lưng có cả Diệp phủ trèo trống, cho dù nhân lực, tài lực đều thắng hắn mấy chục lần, tìm kiếm bảo vật, Hoàn toàn có thể lựa chọn trong tàng bảo khố của Diệp Phủ, mà hắn bị gia tộc cho ra diệt, chỉ dựa vào một chút bồng lộc, cho dù có thể mua sắm, giá trị cũng có hạn. Ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Nghe hắn nói như vậy, nhiếp vân cũng nghĩ đến điểm này, hắn cao mày nhìn sang. Ta, ta chuẩn bị là một bộ tranh vẽ, ta lấy được trong lần lịch lãm lúc trước, giá trị không tính là rất cao, cũng rất mới lạ. Diệp đào vò đầu nói, trước kia hắn cảm thấy tự tin với lễ vật của mình đem sau khi nhìn thấy các đại gia tộc tặng nhiều lễ vật chân quý nhưng không thể tiến vào hậu điện trong nội tâm không có ngọn nguồn trang vẽ của hắn kém xa khi so với các thế lực khác hoàn toàn không cùng một cấp bậc những thứ khác chân quý như vậy đều không có đưa vào hậu điện chớ nói chi là hắn tranh vẽ nhiếp vân lắc đầu hiện tại xem ra vị nguyên dương đế này rất coi trọng bảo vật ngưng tụ linh hồn một bức tranh vẽ bình thường là không được chẳng lẽ ngươi không có bảo vật ngưng tụ linh hồn sao Thông qua lễ vật của ba vương tử vừa rồi, hắn nhìn ra nguyên dương đế quân ưa thích bảo vật ngưng tụ linh hồn, bảo vật bình thường dù chân quý nhưng chướng mắt. Bảo vật ngưng tụ linh hồn, ta không có, sắc mặt diệp đào khó nhìn, hắn biết rõ nhiếp vân nói rất đúng, vào lúc này bảo hắn đi tìm bảo vật ngưng tụ linh hồn là chuyện căn bản không có khả năng. Cho dù trên người hắn có một hai kiện nhưng đều là pháp bảo không tốt lắm, thuộc về hàng thông thường, không thể mang ra tìm xấu hổ. Không có, chẳng lẽ cũng không có biện pháp nào khác nhiếp vân cau mày khó chịu nguyên dương đế quân đã ưa thích bảo vật ngưng tụ linh hồn dùng thân phận của hắn muốn tìm thì bỏ vật gì không tìm được trừ phi chân quý giống thất nhật hồi hồn đan chưa bao giờ thấy qua nếu không chắc chắn không thèm nhìn diệp đào cười khổ đế quân thân phận gì cho dù biết rõ hắn ưa thích bảo vật linh hồn nhưng không mới là cũng vô dụng đúng thế nhiếp vân cũng hiểu đạo lý kia mau nhìn diệp tân đã mang bảo vật ra đúng lúc này phùng miểu lên tiếng nhiếp vân Diệp Đào vội vàng nhìn sang phía trước, quả nhiên Diệp Tân đã đi tới trước bàn đăng ký, lòng bàn tay nắm một thứ lớn cỡ nắm tay trong tay, thứ này tỏa ra hào quang ấm áp. Chương 3160, vấn tâm thạch 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là vật gì, không biết, nhìn giống như tảng đá chưa được luyện chế. Tảng đá, tảng đá bình thường không có khả năng mang ra làm lễ vật, chẳng lẽ lại có huyền cơ sao? Nhìn thấy đồ vật trong tay của hắn, Tất cả mọi người xứng sờ tại chỗ, lúc này không rõ tảng đá của hắn là gì. Bọn họ không nhận ra tảng đá của Diệp Tân, người có thể lưu lại nơi đây đều là Tuấn Kiệt, thân là đệ tử gia tộc, kiến thức rộng rãi, đã gặp qua đủ loại bảo vật không ít, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tảng đá này và gọi tên của nó. Xin hỏi đây là cái gì? Người phụ trách đăng ký hỏi, xem ra ngay cả hắn cũng không biết tảng đá kia là gì. Đây là một viên vấn tâm thạch, ta đã hao phí cái giá thật lớn mới đạt được từ một tiểu thế giới hỗn độn, cho dù tổn thương nặng cỡ nào, chỉ cần tâm niệm đầy đủ. Kiên định, lợi dụng viên vấn tâm thạch này có thể bảo trì một chút chân linh bất diệt, có thể duy trì thời gian hơn một ngàn năm. Thấy mọi người đều không nhận ra, Diệp Tân mỉm cười, trên mặt đầy ngạo khí lên tiếng. chương 2217, người có lễ vật. Vấn tâm thạch, lần đầu tiên nghe nói qua, bảo trì chân linh bất diệt, duy trì hơn một ngàn năm. Thực là đồ tốt, tuy không chân quý bằng thất nhật hồi hồn đan nhưng không chênh lệch quá nhiều đúng vậy nghe được diệp tân giải thích tất cả mọi người sững sờ ngay sau đó thần thái biến thành kinh hãi nếu như thứ này thật sự giống như hắn nói có được công hiệu như vậy thì công năng đủ lớn không chỉ như thế vấn tâm thạch này có thể dùng khảo vấn nội tâm người khác luyện chế trở thành pháp bảo tra tấn và moi tin tức ai có thể ngăn cản diệp tân nói tiếp khảo vấn nội tâm loại vật phẩm đặc thù này muốn luyện chế trở thành pháp bảo cũng không dễ dàng gì chức năng này cũng chỉ phỏng đoán chức năng này quá gần gà thực lực đầy đủ trực tiếp siêu hồn là được căn bản không dùng được thứ này đúng thế diệp tân nói công năng thứ hai tuy mới lạ nhưng không làm người ta ngạc nhiên tu vi đạt tới cảnh giới nhất định có thể siêu hồn tra tấn tìm trí nhớ muốn người khác nói ra lời thật chỉ ít có mấy trăm loại phương pháp lại lãng phí nó luyện thành pháp bảo chính là đại tài tiểu dụng có thể bảo trì chân linh bất diệt duy trì ngàn năm chỉ công năng này đã đủ đưa vào hậu điện người phụ trách đăng ký nhìn vấn tâm thạch sau đó gật gật đầu lại sai người đưa vào hậu viện tiến vào hậu điện lợi hại xem ra diệp tân ngồi vững vị trí người thừa kế diệp phủ rồi cho dù diệp huyền lão ra hỏa kia chết có lễ vật đưa vào hậu điện các công tước khác không ai dám xem nhẹ xem ra diệp ra được hắn dẫn dắt sẽ phát triển cao hơn những người khác cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ bảo vật có thể đi vào hậu điện đã nói lên nó lọt vào mắt nguyên dương đại đế trèo lên tầng quan hệ này cho dù về sau không thuận buồm xuôi gió mới là kỳ lạ làm sao bây giờ mọi người cảm khái diệp đào hoảng hốt sắc mặt tái nhợt khó trách đối phương dám đánh cược với mình thì ra sớm có dự mưu đã sớm đoán ra bảo vật của bản thân có thể đi vào hậu điện bởi như vậy đối phương đã đứng ở thế bất bại diệp đào như thế nào bảo vật của ngươi thì sao nhanh mang ra đi ta đã tiến vào hậu điện chờ ngươi quỳ xuống đập đầu đấy ha ha thấy vấn tâm thạch bị đưa đi diệp tân đi vài bước tới trước mặt diệp đào bất âm bất dương trong giọng nói nói mang theo đắc ý khó nói thành lời. Ta, Diệp Đào siết chặt nắm đấm, muốn tức giận nhưng không có biện pháp. Xảy ra chuyện gì, quỳ xuống dập đầu, có ý tứ gì, đúng lúc này có giọng nói vang lên. Giọng nói rất lớn và làm mọi người nghe được rõ ràng, lúc này mọi người khó hiểu nhìn sang. Trước kia Diệp Tân, Diệp Đào đánh cuộc xem như lén ước định, lời nói không lớn nhưng chỉ có đám người nhiếp vân, phùng miểu nghe, hiện tại có người hô lớn, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người nhìn sang nhiếp phân cao mày, lúc này nhìn sang nơi khác, người nói chuyện là người quen biết cũ, thạch mặc. Vừa rồi ra hỏa này giúp đa ba vương tử xác nhận thất nhật hồi hồn đan nhưng không rời đi, hiện tại hắn hô lớn lên, xem ra hắn sớm biết hai người có ước định nên cố ý lớn tiếng làm người khác chú ý. Không có gì, ta và Diệp Đào đánh cược với nhau thôi, chúng ta đánh cược lễ vật của ai vào hậu điện. Thua phải quỳ xuống dập đầu ba cái với người thắng, vừa rồi Diệp Đào đã đáp ứng, có phải hay không? Như giải thích câu hỏi của Thạch Mặc, lại giống như cố ý khoe khoang diệp tân cười cười sau đó lớn tiếng nói ra lần này hắn nói chuyện rất lớn toàn bộ những người tặng lễ đều nghe được và nhìn sang diệp đào đáng giận lần này tương đương bức diệp đào lên mũi đao không thừa nhận cũng không được như thế nào diệp đào đổ ước cũng đã định ra có cái gì không thừa nhận mọi người đều là người quen chẳng có gì phải xấu hổ cả nhìn thấy sắc mặt của hắn diệp tân tiếp tục cười nói nếu có đổ ước thú vị như thế, ta làm công chứng cho các ngươi. Thạch mặc cũng cười sau đó tiến lên, nói, ta là một trong những người phụ trách hạo thiên lâu phân bộ thành Vân Châu, có ta làm chứng, mọi người không có ý kiến gì chứ. Lễ vật của Diệp Tân đã được đưa vào hậu viện, lúc này nói cái gì nữa, quá bất công. Những người khác cũng không phải người ngu, từ thái độ của hai người cũng nhìn ra chuyện ẩn trong đó, Trác dương khẽ nói. Nếu đã nói đánh cược, hiện tại lễ vật của Diệp Tân đã đưa vào hậu điện, đã đứng ở thế bất bại mới tìm công chứng viên, có phải quá phận hay không? Đổ ước vừa rồi cũng không phải tao uy hiếp hắn đáp ứng, Diệp Đào đã đáp ứng đổ ước thì phải thực hiện, đường đường đệ tử Diệp ra sẽ không quyệt nợ đổ ước A AH. hát. Diệp Tân khẽ nói, đương nhiên sẽ không, nếu như lễ vật của Diệp Đào cũng được đưa vào hậu điện, hai người cũng không thể ngang tay nha. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương không náo lớn là không bỏ qua, nhiếp vân tiến lên phía trước và nói. Chuyện này đơn giản, lễ vật chỉ cần đưa đến hậu điện, đế quân đại nhân nhất định sẽ tự mình xem qua, cũng sẽ có thứ tự bài danh cao thấp, khi đó người có bài danh cao sẽ thắng. Thạch mặc nói xen vào, thạch huynh nói không sai, chúng ta đánh cược như thế, người mau mau mang lễ vật ra. Diệp Tân nhìn chằm chằm Diệp Đào, lúc này không ngừng thúc ép. Trường 3161, trang giấy cổ quái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Diệp Đào chuẩn bị lễ vật, hắn sớm đã biết rõ khẳng định không thể tiến vào hậu điện, vào lúc này Nhiếp Vân hỏi như vậy không ngại nói nhiều thêm hai câu. Đúng vậy, đều đáp ứng đánh của cũng không được đổi ý, tất cả mọi người chờ lễ vật của ngươi, đưa qua đi, cũng để chúng ta mở rộng tầm mắt. Thạch Mặc khẽ nói, đừng xoắn xuýt, lễ vật đã chuẩn bị tốt rồi, hiện tại xoắn xuýt cũng vô dụng, còn không bằng sảng khoái đưa qua, có thể tiến vào hậu điện hay không, thắng hay thua sẽ được công bố. Đường Đường thiếu gia Diệp phủ lại lề mà lề mề, chắc biết rõ lễ vật của mình không thể đưa vào hậu điện cho nên không dám mang ra đây mà. Đổi ý được gì chứ? Chúng ta nhiều người xem như vậy, cuối cùng vẫn là Diệp Phủ mất mặt. Nương theo Diệp Tân và Thạch Mặc bức bách, đám người chung quanh không ngừng nghị luận. Chung quanh có rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, không riêng Diệp Đào có một đám bằng hữu, Diệp Tân cũng kết giao một đám, bây giờ nói chuyện chính là bằng hữu của Diệp Tân. Làm sao bây giờ? Thấy ánh mắt mọi người tập trung vào mình, lòng bàn tay Diệp Đào đầy mồ hôi, hắn nhìn về phía Nhiếp Vân tên đã lên cung không thể không bắn, mặc kệ thất bại thành công, xuất lễ vật ra là được rồi. Mấu chốt là, hắn biết rõ lễ vật của mình khẳng định không thể tiến vào hậu điện, một khi lấy ra chẳng khác gì đổ ước thất bại, sẽ bị Diệp Tân khi nhục. Người cầm thứ này qua xem như lễ vật, khác với vẻ mặt lo lắng của hắn, sắc mặt nhiếp vân không thay đổi, ngược lại còn vui vẻ nhàn nhạt. Người có lễ vật, xem biểu lộ của hắn, nói chuyện vô cùng bình tĩnh, Diệp Đào cũng thở ra một hơi, ánh mắt sáng ngời căn cứ hắn hiểu nhiếp vân cũng biết rõ thiếu niên không phải người tùy ý làm bậy đã nói như vập khẳng định có nắm chắc lúc này nhìn lễ vật trong tay đối phương sau khi xem xong đồng tử co rút thiếu chút nữa hắn bị hù chết ngươi nói lễ là cái này xuất hiện trong tay nhiếp vân cũng không phải bảo bối chân quý làm người ta phải lóe mắt nhìn mà là một tấm giấy ố vàng trang giấy không lớn nếu gấp lại cũng chỉ lớn như lòng bàn tay mà thôi có thể nắm chặt trong lòng bàn tay bảo ta đánh cược vốn tưởng rằng có thể xuất ra bảo vật gì. Lại là một trang giấy, thật hay giả, Diệp Đào cảm thấy đầu óc choáng váng sắp phát điên, bằng vào nhãn lực của hắn có thể nhìn rõ trang giấy này vô cùng bình thường, cũng không có bất kỳ đặc thù nào, đừng nói bảo vật, nó không được tính là quý trọng, một khối thần thạch có thể mua được không biết bao nhiêu thứ này. Cầm thứ này làm lễ vật, nhiếp huynh, người xác định không phải đang nói đùa, ân, chính là thứ này, ta không có nói đùa, nhìn ra ánh mắt của hắn đang nghĩ gì, nhiếp vân gật gật đầu, Thứ này, ta đưa qua, người xác định bọn họ không đánh ta. Diệp đào khóc, bảo vật của người khác chân quý, khí tức bàng bạc, nhiếp vân lại đưa hắn một trang giấy bình thường. Đưa thứ này qua vạn nhất bọn họ nói hắn vũ nhục nguyên dương đế quân, đánh cho hắn một trận thì nên làm thế nào. Yên tâm đi, sẽ không đánh ngươi. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, nhiếp vân tươi cười lắc đầu. Được rồi, khóe miệng co quắp hai cái, diệp đào cắn răng sau đó tiếp na ẩn trang giấy trong tay nhiếp vân. Hai người đối thoại đều là truyền âm, động tác cũng rất nhẹ, đám người chung quanh không nhìn thấy, chỉ có Diệp Đào vẻ mặt cầu xin, cảm thấy lần này chết chắc. Vào lúc này hắn không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thiếu niên này. "Xuất lễ vật của ngươi ra đi, đi tới chỗ đăng ký." Người phụ trách đăng ký mặt không biểu tình, nói. "Chính là thứ này." Trong lòng hung ác, Diệp Đào đưa trang giấy tới, nội tâm không ngừng cầu nguyện. Hắn tặng thứ gì? Trang giấy? Ha ha, Diệp Đào không phải đang đùa sao? đại thọ nguyên dương đế quân lại dùng một trang giấy làm lễ vật. Gia hỏa này chán sống hay sống quá chán nản nên tìm chết. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung nhìn vào Diệp Đào, lúc nhìn thấy lễ vật của hắn là một trang giấy bình thường thì tất cả đều dở khóc dở cười. Mừng thọ đế quân một trang giấy, người tới đây tìm chết hay sao? Xem ra gia hỏa này cùng đường mặt lộ, thật sự không có biện pháp. Diệp Tân còn tưởng rằng Diệp Đào sẽ tặng tranh vẽ gì đó, không nghĩ tới xuất ra trang giấy, lúc này hắn cười lớn mừng thọ cường giả đại đế bằng trang giấy tự gây nhiệt không thể sống a hát chúc mừng diệp tân thiếu gia sau khi qua chuyện này chỉ sợ diệp đào không còn vốn liếng cạnh tranh với ngươi thạch mặc mỉm cười hắn tiến lên ôm quyền nói gia hỏa này bình thường rất thông minh không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại đi nước cờ dở như thế tính toán hắn có thể rời khỏi phủ đế quân hay không còn chưa biết đã không đáng để lo cười lạnh vài tiếng trong mắt diệp tân đầy khinh thị Trước kia hắn đánh cực là vì hắn cảm thấy Diệp Đào những ngày qua bị áp chế không dám nói lời nào là chuẩn bị phản công, cần dùng một ít thủ đoạn mới có thể triệt để đánh tan đối phương. Mà bây giờ ra hỏa này cam chịu tặng trang giấy làm lễ vật, cũng không đáng ra tay với hắn. Cầm trang giấy làm lễ vật lừa gạt đại đế, không cần đế quân ra tay, đám thuộc hạ sẽ chém giết hắn. Người muốn chết, quả nhiên đúng như mọi người suy đoán, người phụ trách đăng ký nhìn thấy tờ giấy liền tức giận đỏ mặt. Người đâu, tới đây bắt ra hỏa này cho ta ầm 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 một đám hộ vệ từ chung quanh sông tới trên người tỏa ra khí thức cường đại không ngờ đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong hoàng cảnh đỉnh phong tạo thành vệ đội mọi hành động mang theo khí thức sát phạt còn chưa ra tay đã làm người ta cảm thấy nội tâm phát lạnh không tự chủ sinh ra run rẩy ha ha diệp đào chơi lớn rồi tự gây nhiệt không thể sống gieo gió gạt bảo đúng vậy a à, không trách người khác cho dù không có đồ vật tùy tiện tặng cũng được cầm trang giấy ta không biết nên nói ra hỏa này gan lớn hay đầu óc có vấn đề. Nhìn thấy người phụ trách đăng ký tức giận gọi hộ vệ tới, mọi người không ngừng lắc đầu. Nơi này là phủ đệ đại đế đấy, lại là thọ yến của đại đế. Làm như vậy không phải tìm chết sao, nhiếp huynh, lần này thật bị ngươi hại chết rồi. Nhìn thấy chung quanh đều là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, Diệp Đào biết rõ trốn không thoát, trên mặt hắn cười khổ. Đến bây giờ mới thôi, thiếu niên trước mắt mang hắn tới đây nhưng trong lòng của hắn không có chút oán hận nào chương 3162, lễ vật của nhiếp vân 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu như không phải vị thiếu niên này ra tay, hắn đã chết tại hoang nguyên cổ thành rồi, cho dù lần này thật không chuẩn bị tốt thì cũng trách bản thân hắn không tự lượng sức mình. Như thế nào, thời điểm hộ vệ muốn bắt lấy Diệp Đào, một giọng nói trầm thấp không mất uy nghiêm vang lên. Tiếp ma đại nhân, nghe nói như thế, tất cả mọi người dừng lại, người phụ trách đăng ký thái độ cung kính, người tới chính là kiếp ma lão nhân hắn chính là quản gia đánh diệp lão gia tử trọng thương bên ngoài cửa phủ đệ đi tới nơi này đều là khách quý ồn ào còn ra thể thống gì kiếp ma lão nhân cau mày trên người hắn mang theo uy áp vô hình bẩm đại nhân vị diệp đào thiếu gia này công nhiên khiêu khích uy nghiêm phủ đế quân hắn tặng lễ vật cho đế quân đại nhân là một trang giấy lộn người phụ trách đăng ký vội vàng giải thích giấy lộn kiếp ma lão nhân sững sờ một lúc có phải giấy lộn hay không xem qua mới biết được tiền bối không ngại xem xong lại định đoạt nhiếp vân tươi cười đi tới thì ra là nhiếp vân đại nhân nhìn thấy hắn kiếp ma lão nhân cười cười quay đầu nhìn sang người đăng ký cầm trang giấy tới đây vâng người phụ trách đăng ký nhìn sang nhiếp vân ánh mắt mang theo nghi hoặc nồng đậm kiếp ma lão nhân là siêu cấp nhân vật đỉnh phong trong hoàng cảnh viên mãn năm đó phong vân một gói trong thần giới là người có thể hô phong hoán vũ về sau bị đế quân thu phục và làm quản gia nhiều năm nhìn hắn cả người lẫn vật vô hại nhưng giá tính trong người vẫn còn, người không đáng để hắn bội phục chân chính sẽ không gọi ra hai chữ đại nhân. Gia hỏa trước mắt còn trẻ như thế, thực lực lại chỉ có vương cảnh viên mãn thì có tư cách gì được gọi là đại nhân. Trong nội tâm kỳ quái, hắn cũng không dừng lại, liền tranh thủ cầm trang giấy của Diệp Đào đưa qua. Tiếp ma lão nhân nghi hoặc liếc mắt nhìn, hắn mở trang ga ấy ra nhìn, chỉ liếc mắt nhìn đồng tử co rút lại. Lễ vật này vô cùng chân quý, lập tức đưa đến hậu điện. Không, ta tự mình đưa qua. Kiếp ma lão nhân cũng không nhiều lời, hắn lập tức đi vào hậu viện. Mang đến hậu điện, lễ vật một trang giấy mang đến hậu điện, còn muốn đích thân đưa qua, ta không nhìn lầm chứ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trang giấy viết ra bí mật gì, vốn nhìn mọi người hả hê, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều ngây ngốc. Ngay cả Diệp Đào cũng xứng sờ tại chỗ, đây là tình huống gì, chẳng lẽ trang giấy này ẩn chứa huyền cơ khác có thể làm cho kiếp ma lão nhân trầm ổn hoảng sợ biến sắc rốt cuộc viết cái gì trong nội tâm nghi hoặc diệp đào quay người nhìn sang thiếu niên bên cạnh trang giấy này diệp đào không nhịn được hỏi ha ha chuyện trang giấy về sau lại nói nhiếp phân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt quay đầu nhìn sang diệp tân bên cạnh và nói lễ vật của diệp đào cũng tiến vào hậu điện có phải đổ ước phải chờ tới khi đế quân bình luận sắp xếp thứ tự không hừ hiển nhiên diệp tân không nghĩ tới lại xuất hiện biến cố như thế đắc ý trên mặt biến thành lạnh như băng cứ chờ đế quân bình luận xong lại nói sau ta không tin trang giấy của ngươi ghi tin tức có thể theo kịp vấn tâm thạch cắn răng một cái diệp tân lên tiếng trang giấy của đối phương bình thường tới cực điểm thứ có giá trị duy nhất chính là tin tức trên trang giấy một tin tức có thể đáng bao nhiêu tiền hắn không tin còn chân quý hơn vấn tâm thạch của hắn vậy được rồi ta sợ tới lúc đó ngươi không thừa nhận mà thôi nhiếp phân cười nhạt một tiếng hắn không nói nữa hiện tại thành bại chưa phân nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng cứ chờ đế quân bình luận thứ tự khi đó hai người này sẽ phải trả cái giá thật lớn lễ vật của diệp đào có thể đưa vào hậu điện đã làm ta cảm thấy ngoài ý muốn không biết vị nhiếp phân đại nhân được trao thiếp mời có lễ vật là cái gì thạch mặc khẽ nói gia hỏa này có quan hệ mật thiết với diệp tân thấy diệp tân ăn đau khổ cho nên phản kích vừa nghe nói như thế những người chung quanh đều im lặng nhìn sang đối với việc thiếu niên nhận được thiếp mời của nguyên dương đế quân đã làm bọn họ cảm thấy kỳ quái không nhỏ kết quả sau khi gặp được phát hiện hắn thập phần bình thường tu vi cũng không có gì đặc biệt vào lúc này nghe nói như thế bọn họ muốn xem gia hỏa như thế có thể xuất ra bảo bối gì ta ta chỉ là người nghèo mà thôi không giống đại gia tộc các ngươi hô phong hoán vũ không có bảo bối gì nghe thấy hắn khiêu khích nhiếp phân từ chối cho ý kiến hắn tươi cười lúc này lật cổ tay và một bầu rượu xuất hiện đây là lễ vật của ta, vì cái gì Nguyên Dương Đế quân lại đưa thiệp mời cho hắn, hắn đến bây giờ vẫn không rõ, cũng không nghĩ ra cái gì, trước kia hắn muốn tặng bầu rượu cho nên hiện tại cũng không thay đổi. Lại nói hiện tại muốn sửa đổi thì hắn cũng không lấy ra được bảo bối gì. Bầu rượu, không phải pháp bảo sao? Rượu, đừng nói giỡn, Diệp Đao vừa rồi tặng trang giấy không? Phải vẫn đưa tới hậu viện sao? Kết quả như thế nào? Tuy nhìn là bầu rượu nhưng bên trong khẳng định không phải gây chuyện không tốt có khả năng là linh dịch hồi sinh đấy. Ta cũng cho rằng như vậy, nhìn thấy hắn tặng một bầu rượu, mọi người lúc này đều sướng sờ, lập tức nhỏ giọng nói thầm. Ách, nghe đám người nói chuyện với nhau, nhiếp vân nháy vài cái sau đó giờ khóc giờ cười. Hắn tặng một bầu rượu, bây giờ trong mắt của người khác chính là linh dịch chân quý nào đó. Người phụ trách đăng ký cũng nghi hoặc nhìn sang, có chuyện của Diệp Đào lúc trước nên hắn không dám lỗ mảng, lúc này mở nắp bầu rượu ra xem bên trong là gì nắp bình mở ra liền có mùi rượu xông ra ngoài. Rượu, thật sự là rượu, mùi rượu thật nồng đậm, rượu này không sai, cho dù không tệ nhưng mà, gia hỏa này tặng đế quân một bầu rượu. Việc này, vừa rồi tặng trang giấy, lần này là bầu rượu, đây là mừng thọ đế quân đúng không? Tuy thời gian mở nắp không dài nhưng mùi rượu xông vào mũi, đám người chung quanh người thấy liền cảm thấy khó hiểu, lúc này đưa mắt nhìn nhau. Nếu trước kia có chuyện trang giấy, bọn họ khẳng định đã sớm nghi vấn và cười nhạo, lại có chuyện trang giấy cho nên không kẻ. Nào nói chuyện, bởi vì thiếu niên này có khẩu vị quá nặng, tặng một bầu rượu cho đế quân nhưng không sợ hãi, bộ dạng vẫn bình thản như vậy chứng tỏ rượu này phi phàm. Mọi người được bổ não, chương 3163, lễ vật của nhiếp vân 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đại nhân đây là, người phụ trách đăng ký vẻ mặt u oán vừa rồi hắn tự mở nắp ra xem, tuyệt đối là rượu không thể nghi ngờ nhưng mà ra hỏa trước mặt được kiếp ma gọi là đại nhân, tại sao có thể tặng một bầu rượu? Chẳng lẽ rượu này có kỳ quặc, nhìn bầu rượu một hồi nhưng thật sự không có phát hiện vấn đề gì, không nhịn được hỏi lên. Ai, đây là bầu rượu a nhiếp vân nói thẳng, rượu, người phụ trách đăng ký lão đảo, bảo hắn đăng ký thế nào, người khác không phải kỳ lân ấu thú thì chính là vấn tâm thạch, thất nhật hồi hồn đan. Mà hắn chỉ chặn bầu rượu, khục khục, nên bẩm báo chi tiết lên, đế quân có thể tức giận đánh chết hắn hay không thời điểm hắn đang cảm thấy xoắn suýt, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, là kiếp ma lão nhân đi trở về. Diệp đào thiếu ra, nhiếp vân đại nhân, đế quân đại nhân mời hai vị vào nội điện chờ, hắn còn có việc đang nói chuyện với phổ thiên đại đế, một lúc sau sẽ tới. Kiếp ma lão nhân đi tới trước mặt và ôm quyền nói với nhiếp vân và diệp đào. Thái độ của hắn làm đám người chung quanh giật mình, bảo bọn họ vào nội điện chờ, tờ giấy vừa rồi có bí mật gì có thể làm cho rằng đế quân đại nhân tự mình lên tiếng tốt, nhiếp phân gật gật đầu, đang muốn rời đi lại nghe người phụ trách đăng ký đã không nhịn được nói ra. Kiếp ma đại nhân, đây là lễ vật của nhiếp phân đại nhân mang đến, ta. Thực lực quá thấp, không cách nào phân biệt rõ, kính xin ngươi nhìn xem. Nói xong hắn đưa bầu rượu sang, không phải hắn không cách nào phân biệt rõ, bởi vì đối phương đưa bầu rượu qua làm hắn không biết nên giải quyết thế nào. Nếu người bình thường đã sớm bị hắn đã ra ngoài, mấu chốt là thái độ của kiếp ma lão nhân. Thái độ cung kính với người này, kết quả người này chỉ tặng một hồ lô rượu. Hắn thật sự không có đảm lượng quyết định, chỉ có thể mang chuyện khó hiểu này nói ra ngoài. Lễ vật, tiếp ma lão nhân kỳ quái tiếp nhận bầu rượu, ta nhà nghèo, thật sự quá nghèo đói cho nên không biết mang theo cái gì, duy nhất có bầu rượu này cả thần giới không tìm ra cái thứ hai nên mang tới đây tặng. Nhiếp vân nói, hắn nói là sự thật, bởi vì hắn không nghĩ ra bảo bối gì, chỉ có thể cầm hầu tâm tử thật giả lẫn lộn. Nghe nói như thế, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của hắn, mọi người thế mới biết ra hỏa này tặng rượu. Sau khi hiểu rõ, tất cả mọi người im lặng một hồi, thậm chí cảm thấy không dám nghĩ. Gia hỏa này tặng bầu rượu chúc thọ nguyên dương đế quân, sẽ không bị kiếp ma lão nhân một tát chụp chết chứ. Suy nghĩ này còn chưa kết thúc, mọi người nhìn thấy một màn cực kỳ khiếp sợ. Chỉ thấy kiếp ma lão nhân sướng sờ nhưng không có tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng. Nhiếp vân đại nhân khách khí, nếu đại đế nhìn thấy lễ vật này chắc chắn rất ưa thích, hiện tại ta muốn mang vào hậu điện nói xong cầm lấy bầu rượu cẩn thận đi vào hậu điện, dường như sợ rơi mất. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời nháy mắt. Không hiểu gì cả, ai có thể nói cho ta biết đang xảy ra chuyện gì hay không? Nguyên dương đế quân, ưa thích rượu, ta, tại sao ta chưa từng nghe qua? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp tân, thạch mặc nhìn nhau, cả đám có cảm thấy sắp điên. Nguyên dương đế quân thích gì, người khác không biết, thạch mặc với tư cách là người hạo thiên lâu, đây là tổ chức tin tức thông linh nhất thần giới hắn hiểu biết rằng trên thực tế sở dĩ đa ba vương tử có thể chuẩn bị thất nhật hồi hồn đan cũng là nhờ hắn báo tin dựa theo tin tức biết rõ bình thường nguyên dương đế quân sinh hoạt tự hạn chế cũng không uống rượu lúc nào lại thu bầu rượu vào hậu viện nhiếp phân này có chút cổ quái nhanh vào đi thôi nặng nề một lát thấy nhiếp phân và diệp đào theo sát kiếp ma lão nhân vào trong nội điện diệp tân liền nói nhiếp phân thật sự quá quỷ dị bằng vào hắn hiểu diệp đào khẳng định trang giấy vừa rồi là ý kiến của thằng này. Tùy tiện lấy ra một trang giấy làm cho kiếp ma lão nhân sau khi xem xong lại tự mình mang đi hậu điệt, xuất ra một hồ lô rượu, kiếp ma lão nhân có bộ dạng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không phải biết nguyên dương đế không có thê tử, cũng không hát hoa ngắt cỏ, thực hoài nghi ra hỏa này có phải con riêng của đại đế hay không? Có sự việc của nhiếp vân, diệp đào xen giữa, những lễ vật kế tiếp không đáng gì, lễ vật thạch mặc không khác gì diệp tân, cũng là bảo vật khôi phục linh hồn, so với vấn tâm thạch và thất nhật hồi hồn đan còn kém hơn nhiều không đáng nói tới dù là như thế cũng được vào vào hậu điện vào lúc này mọi người hiểu ra nguyên dương đế quân ưa thích bảo vật linh hồn chỉ tiếc hiện tại biết rõ đã muộn cả đám hối hận không thôi nhiếp huynh vừa rồi tờ giấy kia viết cái gì nhiếp vân diệp đào lúc này đi theo sau lưng kiếp ma lão nhân vào trong đại điện vừa đi diệp đào vừa truyền âm hỏi hắn thật sự cảm thấy kỳ quái rốt cuộc là bảo vật gì có thể làm cho kiếp ma lão nhân có sắc mặt như thế, lại còn vội vàng đưa vào hậu điện. Tên của một loại đan dược, nhiếp vân cười nói, tên đan dược, diệp đào nháy mắt vài cái, rốt cuộc là đan dược gì, chỉ viết một cái tên đã có hiệu quả như thế. Nội tâm muốn hỏi, thấy thiếu niên không có mở miệng nên đành im lặng. Ha ha, nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế, nhiếp vân biết rõ hắn nghĩ cái gì, không nhịn được cười nói. Nói cho người biết cũng không sao, đó là đan dược độc môn của sư môn ta, một là đan dược tụ hợp linh hồn, tên là cửu phẩm tụ linh đan. Luyện chế thành cửu phẩm sẽ có công hiệu mạnh hơn thất nhật hồi hồn đan nhiều. Nguyên dương đế quân đã ưa thích bảo bối linh hồn, ta đoán hắn chắc chắn sẽ thích bảo bối này, không nghĩ tới thành công. Nhiếp vân không có nói dối, cửu phẩm tụ linh đan là một loại ta ẩn đan đoạt mệnh ghi lại trong thần nông bách thảo kinh, nó còn cường đại hơn thất nhật hồi hồn đan nhiều, nếu như luyện chế tới cấp bậc cửu phẩm, cho dù cường giả đế cấp trọng thương sắp chết, chỉ cần còn một hơi cũng có thể khởi tử hồi sinh. Chỉ có điều loại điều kiện luyện chế đan dược này quá phức tạp, không có thần nông bách thảo kinh phụ trợ và lực lượng của thần nông nhất mạch thì không có khả năng luyện chế thành công, cho nên nhiếp vân chỉ viết tên chứ không biết đan phương kỹ càng. chương 3164, chỗ ngồi phong ba thượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Cho dù đưa đan phương cho đối phương, đối phương cũng không luyện ra, Viết cái tên để đối phương biết mình có loại vật này. Không ai dám nói dối trước mặt cường giả đại đế, cũng không có người nào có thể nói dối trước mặt bọn họ. Danh khí của Cửu phẩm tụ linh đan rất ít người biết khi so với Thất Nhật hồi hồn đan, vốn tưởng rằng ít nhất cần đưa tờ giấy cho Nguyên Dương đế quân xem mới có quyết định, không nghĩ tới kiếp ma lão nhân đến và nhận ra thứ này. Cho nên mới có cảnh tượng như thế. Cửu phẩm tụ linh đan, Diệp Đào lắc đầu, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Thiếu niên nói chân quý hơn thất nhật hồi hồn đan thì nội tâm của hắn lắc đầu. Hắn nhìn ra thất nhật hồi hồn đan mới là bảo vật chân quý nhất, thứ này còn chân quý hơn cái trước nhiều, khó trách Kiếp Ma lão nhân có bộ dáng như thế. Nội điện không tính quá xa, hai người vừa đi vừa nói chuyện đã tới nơi. Đây là nội điện, mời hai vị vào ta, ta đi mời đế quân." Dẫn bọn họ tới cửa đại điện, Kiếp Ma lão nhân nói một tiếng sau đó quay người đi ra ngoài. Hắn không có tư cách xét duyệt cấp bậc bầu rượu chỉ có thể đưa cho Nguyên Dương Đế quân tự mình bình luận. Vào đi thôi, thấy hắn rời đi, Nhiếp Vân cũng không câu thúc, hắn và Diệp Đào cùng đi vào đại điện. Lúc này nội điện có không ít người, tám vương, 12 phủ công tước cũng đã ngồi xuống. Chỗ ngồi trong nội điện không nhiều, mặc dù trong tám vương, trừ Đa Ba vương tử, những hạ vương tử ba người có chỗ ngồi ra, những vương tử khác đều đứng sau lưng trưởng bối của mình. Về phần người 12 phủ công tước, trừ công tước lão gia tử những kẻ khác chỉ có thể đứng, không cách nào ngồi xuống. Đây là quy củ, cũng là tôn trọng cường giả đại đế. Cho dù có chỗ cho bọn họ ngồi, dám ngồi quang minh chính đại trước mặt cường giả đế cấp lại không có bao nhiêu. Xem ra chỗ ngồi bố trí theo thế ép mời, có thiếp mới có chỗ ngồi. Nhiếp phân nhìn quanh và hiểu ra, bên trong chỗ ngồi phía có ghi tên, tỉ như diệp lão gia tử ngồi có ghi diệp quốc công, đa ba vương tử cũng có ghi tên của hắn. Có thiếp mời mới có chỗ ngồi, quy củ có vẻ quỷ dị nhưng cũng không chen chúc. Ân, vị trí của ta ở đâu? Đoán ra phương thức ngồi xuống, nhiếp vân tìm kiếm vị trí của mình, hắn cau mày vì không thấy. Trong đại điện đã ngồi kín chỗ, đã được mời đều là thế lực lớn, những người này là những người đưa lễ vật sớm nhất, cũng sớm tiến vào, còn lại tặng lễ vật cơ bản đều là hậu bối đại gia tộc mang đến, những người này không có chỗ ngồi, bất kể thế nào hắn cũng nhận được thiếp mời, tại sao không có chỗ ngồi? Nhiếp huynh, chỗ ngồi của ngươi, dường, dường như đã bị người ngồi, thời điểm nghi hoặc, Diệp Đào nói ra và chỉ vào một nơi, quả nhiên nhìn thấy trên bàn có tên của mình. Chỉ có điều nơi đó có người ngồi, người này tuổi không lớn hơn Đa Ba vương tử, hắn mặc quần áo đẹp quý giá, chỉ nhìn quần áo cũng biết thân phận không đơn giản. Hẳn là Nhĩ Ngọc vương tử, Trấn Bắc vương nhị tử, Diệp Đào nhận ra, vội vàng truyền âm, Trấn Bắc vương, tám vương và 12 công tước đều có bài danh, Trấn Bắc vương là vương gia xếp thứ nhất, nếu Nhĩ Ngọc vương tử không có tính cách quái đản, thiếu kiên nhẫn, trong ba người hắn là người có khả năng đoạt vị lớn nhất, Diệp Đào nói, hắn lúc trước là một trong những người có khả năng thừa kế Diệp phủ cho nên biết rõ thế cục trong triều, vương tử có địa vị nào, có bao nhiêu nắm chắc trở thành người thừa kế cũng đã có nghiên cứu. Địa vị của hắn cao hơn rất nhiều vương tử, ngay cả Đa Ba vương tử cũng phải lễ nhượng ba phần, có lẽ nhìn thấy Đa Ba vương tử, những hạ vương tử có chỗ ngồi mà không có hắn, lúc này mới ngồi vào vị trí của ngươi. Nhiếp huynh, ta thấy ngươi nên đứng, vì một chỗ ngồi mà đắc tội với vương tử thật sự có chút được không bù mất. Diệp Đào vội nói, đi qua, đây là phủ đệ đế quân, chắc hẳn hắn chỉ vì tiện ngồi mà thôi, hiện tại chính chủ tới, dù sao nơi đó viết tên của ta. Nhiếp Vân nói một câu sau đó đi qua nơi của mình. Cho dù địa vị tôn sùng cũng chỉ là vương tử, cũng không tính là tám đại vương gia, tại phủ đệ đế quân cũng không dám làm càn. Chính chủ đến, lần này có trò hay xem rồi, Nhĩ Ngọc là kẻ có tính cách quái đản, không ngờ dám náo ở nơi đây. Chắc có lẽ không, chỉ cần không bị mù sẽ biết thân phận của Nhĩ Ngọc, ta không tin Nhiếp Vân dám chọc hắn. Như vậy cứ xem đi, có thể đạt được hảo cảm của Nhĩ Ngọc cũng xem như có giá trị. Nhìn thấy Nhiếp Vân đi tới, mọi người sớm tiến vào trong đại điện lặng lẽ nói thầm, đám người đa ba vương tử, Nhĩ Hạ vương tử lúc này im lặng cười lạnh nhìn sang. Tuy địa vị của Nhĩ Ngọc vương tử trước mắt còn kém ba người bọn họ nhưng thân là con trai độc nhất của trấn Bắc Vương, hắn đã quen ngang ngược càn rỡ, cho dù ba người bọn họ cũng không muốn chọc hắn. Nếu quả thật gây tới hắn, chắc hẳn tiểu tử này khẳng định không có biện pháp, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng mà thôi. Đám đông nói thầm lọt vào trong tai của hắn, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, hắn đi vài bước tới chỗ ngồi và lấy thiếp mời ra. "Đây là chỗ ngồi của ta, kính xin đứng lên." Ân, Nhĩ Ngọc Vương tử xoa xoa lỗ tai, hắn làm bộ không nghe. "Ngươi nói cái gì sao? Ta không nghe thấy." Lặp lại lần nữa, hắn vừa mới nói xong, trong phòng đã có người cười lên cho dù là kẻ ngu cũng nhìn ra nhĩ ngọc vương tử đang cố ý. Đường đường cường giả hoàng cảnh, cho dù chim tước kêu một tiếng ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy, đứng trước mặt nói mà bảo không nghe hiển nhiên có ý trêu đùa đối phương. Ta nói đây là chỗ ngồi của ta, ngươi nên rời đi. Khi nghe mọi người cười lớn, nhiếp vân cũng không để ý tới, nói tiếp. Tại sao giọng của ngươi nhỏ như thế? Nhĩ ngọc vương tử cau mày suy nghĩ, chưa ăn cơm hay sao? Ta không nghe gì cả, nghe không được thì không có biện pháp, ai gần đây tu luyện xảy ra sự cố lỗ tai hơi điếc ha ha nhĩ ngọc vương tử đúng là càn quấy thọ yến đế quân hắn cũng không dám quá phận nên giả ngẩng ngáng không ai nói nên lời gì hắn nói mình không nghe người khác cũng không thể đuổi hắn đi a à. thật gian xảo nhìn thấy động tác của nhĩ ngọc vương tử tất cả mọi người cười to thọ yến nguyên dương đế quân tuy địa vị nhĩ ngọc vương tử không thấp nhưng không dám gây chuyện nếu như hắn giả vờ giả vịt giả câm vờ điếc, người cũng không có cách nào với hắn. chương 3165, chỗ ngồi phong ba hạ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bất kể nói thế nào thì hắn đường đường là vương tử, không có người sẽ bởi vì chuyện này mà chọc hắn, tối đa mở một con mắt nhắm một con mắt. Hừ, Diệp Lão gia tử Diệp Huyền nhìn thấy nhiếp vân nói hai câu lại bị nhĩ ngọc vương tử dùng loại lý do này ngăn cản, khóe miệng của hắn cong lên. Vừa rồi bởi vì tiểu tử này nên hắn ăn thiệt thòi lớn, cũng mất mặt xấu hổ, vào lúc này nhìn thấy hắn như vậy cho nên càng thoải mái không nói thành lời. Nhiếp huynh, Diệp Đào cũng hiểu suy nghĩ của đối phương, sợ nhiếp vân náo xảy ra chuyện nên vội vàng kéo hắn. Ha ha, lỗ tai vương tử không nghe rõ, việc này cũng không có biện pháp. Nhìn thấy động tác của hắn và mọi người cười lớn, nhiếp vân cũng không tức giận, hắn cười lạnh một tiếng. Người hiểu là tốt rồi, nghe hắn nói như vậy, Diệp Đào cho rằng hắn chịu thua nên thở ra một hơi. Nhĩ Ngọc Vương Tử, ta nói đây là vị trí của ta thỉnh tránh ra người nghe không được có phải không không để ý tới diệp đào nhiếp vân cười hỏi tại sao ngươi không nói nên lời nào ta thật không nghe rõ nhĩ ngọc vương tử nói khí thế hùng hồn a à hát ngươi chính là loại ngu xuẩn nhiếp vân tươi cười lên tiếng Ừ, c lời của nhiếp vân nói không nhỏ hơn nữa còn là cười nói nên mọi người sững sờ gia hỏa này có đầu óc không trực tiếp mắng nhĩ ngọc vương tử là loại ngu xuẩn ngươi nói cái gì Người khác ngạc nhiên, Nhĩ Ngọc Vương Tử cũng sửng sờ, lập tức nổi giận. Hắn thân phận gì, con trai độc nhất của đệ nhất vương gia trong tám vương, đối phương thân phận gì, một tiểu nhân vật y quán tê mà thôi, không ngờ dám trực tiếp mắng hắn là ngu xuẩn, quả thực cả gan làm loạn, muốn chết. Ta nói ngươi là loại ngu xuẩn a hát, chẳng lẽ không đúng sao? Nhiếp vân không có bởi vì đối phương tức giận mà sợ hãi, tiếp tục cười nói. Ngươi, muốn chết, nhĩ ngọc vương tử có cảm giác nổ tung, vừa rồi còn cho rằng nghe lầm, bây giờ đối còn dám lặp lại lần nữa, hắn còn không nghe thì hắn quá ngu xuẩn rồi. Trong người bộc phát khí tức cường đại, hai mắt đỏ thấm, hắn tùy thời sẽ ra tay. Ách, không phải lỗ tai của ngươi không nghe được sao, hiện tại kích động cái gì, nhìn thấy thực lực đối phương áp bách, nhiếp vân cũng không thèm để ý, nơi này là phủ đệ đế quân, hơn nữa còn là thọ yến, cho hắn thêm ba lá gan cũng không dám ra tay. Nếu quả thật dám ra tay, không cần chính mình đánh trả, nhất định sẽ có người ném hắn ra ngoài thân phận vương tử trong mắt người thường là đáng sợ nhưng trong mắt cường giả đại đế lại không tính là gì cả. Ta, nhĩ ngọc vương tử tràn đầy sát cơ, sắc mặt hắn khó coi, muốn động tay nhưng không biết dùng lý do gì. Lúc trước hắn nói lỗ tai có vấn đề nên không nghe rõ, bây giờ người ta mắng hắn một câu liền nghe thấy, như vậy không phải thừa nhận hắn giả vờ. Đế quân đại nhân tự mình phát thiệp mời cho ta, cũng cho ta chỗ ngồi trong đại điện, người không quan tâm ngồi lên, ngươi cảm thấy đại đế không phân phối chỗ ngồi cho ngươi nên trong nội tâm ủy khuất hay cảm thấy đại đế làm việc bất công làm việc thiếu tôn trọng ngươi thấy đối phương không biết trả lời như thế nào nhiếp phân tiến về phía trước một bước khí chất của hắn mang theo lực áp bách hắn vừa nói như thế trực tiếp dính đến đại đế nói đại đế làm việc bất công cho nhĩ ngọc vương tử mười lá gan cũng không dám a hát đừng nói nhĩ ngọc vương tử ngay cả phụ thân trấn bắc vương của hắn cũng không dám nói như vậy nếu đã an bài chỗ ngồi tất nhiên đạt được nguyên dương đế quân cho phép, người tùy ý làm bậy phá hư quy định, có phải cảm thấy mình không cần quan tâm quy của của đế quân, cảm thấy hắn làm không đúng. Không để cho hắn thời gian thở dốc, nhiếp vân tiếp tục nói. Không phải, trên đầu nhĩ ngọc vương tử đổ mồ hôi lạnh, chẳng thèm ngó tới quy tắc do đế quân định ra, một khi truyền đi, đây không phải muốn mạng người sao. Lui một bước mà nói, cho dù ngươi không thèm ngó tới quy định của đế quân đại nhân, nơi này có nhiều trưởng giả như thế, nhiều vương tử cũng phải đứng không có ngồi xuống, mà ngươi ngồi vào chỗ không thể ngồi, có phải ngươi cảm thấy tất cả mọi người đều kém ngươi? Coi rẻ 12 công tước và bảy vương gia khác, Nhiếp Vân lại tiến lên một bước và áp bách, "Ta, ta không có coi rẻ." Nhĩ Ngọc vương tử run rẩy, "Có thiếp mời mới ngồi xuống, đây là quy củ, nhiều vương gia, nhiều công tước đều phải tuân thủ nghiêm chỉnh, ngươi thân là vương tử lại không tuân thủ, có phải cảm thấy quy củ của hoàng triều nên hủy bỏ vì ngươi không, là ngươi đang ngồi cao hơn mọi người?" nhiếp vân tiếp tục nói ta sắc mặt nhĩ ngọc vương tử trắng bệch suýt nữa hắn khóc thét lên chừng phải chỗ ngồi sao tại sao lại nhiếp vân liên tục hỏi như mũi tên đâm vào tim hắn từng câu không nghỉ mỗi một câu muốn làm lớn chuyện đừng nói nhĩ ngọc vương tử sợ hãi ngay cả người khác cũng phải đưa mắt nhìn nhau và không nói nên lời trong nội tâm muốn phản bác nhưng cảm thấy đối phương không có sai lầm vẻ ngoài xem như chuyện nhỏ chiếm chỗ ngồi cẩn thận cân nhắc là nhĩ ngọc vương tử không tuân thủ quy củ phá hư quy tắc coi rẻ tôn nghiêm của nguyên dương đế quân chuyện này thật muốn náo lớn đế quân giận dữ chân bắc vương cũng không xong tiểu tử này không đơn giản ah khó trách đế quân đại nhân có thể phát thiếp mời cho hắn là đế quân có ánh mắt nhìn xa nội tâm tất cả mọi người đồng thời có suy nghĩ như thế đối mặt một vương tử trong thời gian ngắn có thể suy nghĩ những chuyện này thiếu niên này nhìn thì tuổi không lớn nhưng có trí tuệ và phách lực vượt xa người thường dù sao đối mặt với vương tử tức giận chính diện không phải người bình thường có đảm lượng như thế. ngươi, ngươi, nghĩ ngọc vương tử tức muốn nổ phổi, liên tục bị đối phương chụp mũ làm hắn ngây ngốc, không biết trả lời như thế nào. hiện tại nghĩ tới những chuyện ẩn sâu trong đó, lúc này hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. hắn đường đường vương tử bị một phàm phù tục tử bức thành như vậy, thật sự quá tổn thương danh dự. nghĩ vậy hắn nói, ít ở đây khua môi múa mép như lò xo. công nhiên nghi vấn vương tử chính là dĩ hạ phạm thượng, có tin ta lập tức giết người tại chỗ hay không? A giết ta, vương tử còn muốn động thủ đánh chết khách nhân được đế quân đại nhân tự mình phát thiếp mời. Thực có can đảm động thủ, vậy thì động đi, không động chính là đồ ngu xuẩn. chương 3166, Bình Quốc Vương Gia Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Ta thật muốn nhìn đường đường thành Vân Châu lại không có vương pháp, hơn nữa mọi chuyên do một mình nhĩ ngọc vương tử. Người nói tính toán, nghe đối phương uy hiếp, nhiếp phân không để ý, hắn tiến lên phía trước. Ta, Nhĩ Ngọc Vương tử vốn muốn động thủ, nghe nói như thế lực lượng bộc phát nhưng hắn không dám vọng động. Đúng vậy, bất kể nói thế nào đối phương cũng là khách nhân do đế quân tự mình mời, nếu như hắn thực động thủ, đế quân tất nhiên sẽ cảm thấy hao tổn danh dự, giết hắn là nhẹ. Gây chuyện không tốt còn liên lụy tới phụ thân trấn Bắc phương của hắn. Đáng giận a -Hát, đáng giận, sắc mặt biến hóa âm trầm, hắn muốn động tay nhưng cũng biết không thể động thủ. Mất mặt chưa đủ lớn sao, còn không trở lại Thời điểm hắn đang cảm ta ấy khó xử, một trung niên nhân ở chỗ ngồi khác quát lên. Nhiếp Vân quay đầu nhìn sang, trên bàn viết ba chữ Trần Bắc Phương, xem ra là phụ thân của Nhĩ Ngọc Vương tử. Vâng, nghe được phụ thân quát lớn, Nhĩ Ngọc Vương tử vô cùng phẫn hận nhưng hắn không dám nói thêm lời nào, hậm hực rời đi. "Ngươi là Nhiếp Vân?" Nhĩ Ngọc Vương tử rời đi, Nhiếp Vân sửa sang lại ống tay áo ngồi. Xuống vị trí, vừa ngồi xuống đã nghe được tiếng nói lạnh lẽo vang lên, hắn ngẩng lên nhìn sang chỉ thấy hai mắt Trần Bắc Vương nhìn sang, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng và lãnh đạm. Chính là tại hạ, nhiếp vân mỉm cười gật đầu, người trẻ tuổi phải biết tiến thối, hiểu được lấy hay bỏ, nếu như ngay cả điều này cũng không biết. Về sau chỉ sợ sẽ rất phiền toái, ngón tay chỉ nhẹ vào chỗ ngồi, Trần Bắc Phương đang cảnh cáo. Tuy không có lời đe dọa, cũng không có bất kỳ uy thế nào nhưng tất cả mọi người biết rõ đây là Trần Bắc Vương đang gõ đối phương, bảo đối phương biết đúng mực có thể làm cho Trấn Bắc Vương nói ra lời này đủ nói rõ hắn tức giận cỡ nào. Đa tạ Vương ra đề điểm, vẻ mặt nhiếp phân lạnh nhạt, ta cũng muốn nhắc nhở Vương ra một câu, nuôi mà không giải là tội của phụ thân, không quản giáo tốt nhi tử của mình, chỉ sợ sẽ rước mầm tai vạ cho ngươi, Trấn Bắc Vương nghe rất hiển hách. Gây chuyện không tốt sẽ sụp đổ, rất tốt, rất tốt, Trấn Bắc Vương ta tung hoành hoàng chiều nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có kẻ dám khiêu chiến ta. Trấn Bắc Vương giận quá hóa cười vốn muốn gõ thiếu niên này một chút, cho hắn biết trời cao đất rộng, không phải là người nào cũng có thể đắc tội, hiện tại tốt rồi, gia hỏa này còn muốn gõ hắn, ý tứ rất rõ ràng, nói hắn không làm tốt trách nhiệm phụ thân, nuôi ra nhi tử vô liêm sỉ. Đường đường đệ nhất vương gia bị một kẻ áo vải phản bác trước mặt, mặt mũi hắn thả nơi nào. Vương gia, nhiếp phân này nhân phẩm ti tiện, địa thực hàn vi, vương gia hảo tâm đề điểm hắn lại không biết cảm ơn, còn dám công nhiên coi rẻ uy nghiêm vương gia trước mặt mọi người, thật sự đáng chết. Người không biết điều như thế, ta hoài nghi hắn là gian tế do người phi thăng đưa tới, ta đề nghị giải hắn vào địa lao. Chậm rãi thẩm vấn, một tiếng nói âm lãnh vang lên, chính là Diệp Lão gia tử. Trước kia bởi vì nhiếp vân mà chịu nhục, hiện tại tìm được cơ hội cho nên không buông tha, hắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Gian tế người phi thắng, nghe được Diệp Lão gia tử nói thế, nhiếp vân nhướng mày. Gia hỏa này thật sự quá hèn hạ, một khi xác định thân phận này, hơn nữa vừa mới đắc tội Trần Bắc Phương, bị lộng chết trong đại lao là đương nhiên lão gia tử nhiếp huynh là hảo hữu của tôn nhi tại sao có thể là gian tế người phi thăng nghe được diệp lão gia tử nói như vậy diệp đào cũng phải lên tiếng làm càn tử tôn bất tài nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao chuyện ngươi một mình tới nơi này ta còn chưa tính với ngươi còn dám nói chuyện có tin hiện tại ta đánh gục ngươi tại đây không diệp lão gia tử quát lớn ta xem chính ngươi là kẻ làm càn đấy tiếng quát lớn vang lên nhiếp vân nói chuyện mang theo lạnh lùng ta đang nói chuyện với trần bắc phương bờ sông không cỏ xanh không dùng ngươi sen vào ngươi nghe nói như thế lão gia tử cảm ta ấy choáng váng thiếu chút nữa tức giận bất tình. bờ sông không cỏ xanh tại sao có con lừa lắm miệng những lời này là lời chửi người ở thần giới lão gia tử đường đường diệp quốc công nằm mơ cũng không ngờ có người dùng lời này chửi hắn chọc vào một câu rõ ràng biến thành con lừa quả nhiên anh hùng tuổi trẻ rất có khí độ của ta năm đó ngươi là nhiếp vân đúng không ta thích có rảnh tới bình quốc vương phủ làm khách thời điểm lão gia tử tức giận gần chết hào khí trong đại điện xấu hổ thì có tiếng cười vang lên nói chuyện là trung niên nhân vương ra ngồi ở vị trí thứ hai người này khí vũ hiên ngang cử chỉ mang theo phong độ đây là phụ thân nhữ hạ vương tử bình quốc vương ra xếp thứ hai trong tám vương diệp đào bất đắc dĩ truyền âm thiếu niên trước mắt đã triệt để đắc tội lão gia tử vào lúc này vò mẻ lại sức, cũng không có biện pháp nào. Bình quốc vương gia, nhiếp phân âm thầm gật đầu, hắn sinh lòng hảo cảm với vương gia này. Tất cả người sáng suốt đều nhìn ra chính mình đắc tội trấn bắc vương, đó là đệ nhất vương gia, lúc này còn có người dám nói chuyện, hơn nữa mời chính mình đi phủ đệ của hắn, rõ ràng cho thấy muốn giải vây cho mình. đa tạ vương gia yêu ái, sau khi thọ yến chấm dứt, tại hạ có thời gian nhất định tiến tới bái phỏng. Người khác kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, Đối phương thái độ như thế, Nhiếp Vân làm sao không biết tốt xấu, liền vội vàng khom người ôm quyền nói: "Không tệ, không sai." Minh Quốc Vương gật gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, lại thấy ngoài cửa có bóng người đi tới, là Kiếp Ma lão nhân. Tất cả mọi người biết rõ Kiếp Ma lão nhân là quản gia của Nguyên Dương đế quân, tương đương với người phát ngôn của đế quân, thấy hắn đi vào lập tức ngậm miệng lại, cũng không ai nhiều lời. Cảm tạ các vị tới tham gia thọ yến của đế quân đại nhân. Đế quân đại nhân hiện tại đang thương thảo công việc với các đại đế khác, chỉ sợ phải chờ một lát mới tới, xin mọi người tha thứ." Tiếp Ma lão nhân nói, "Đế quân đại nhân là người bận rộn, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì, chỉ chờ một lúc mà thôi." Tiếp Ma đại nhân khách khí, "Chúng ta chờ y đế quân đại nhân là đương nhiên, không có gì phải tha thứ." "Đúng vậy, chờ đợi chỉ là chuyện nhỏ." Nghe nói như thế, tất cả mọi người đồng thời cười nói. Chương 3167, y không chỉ sẽ chết người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thọ Yến của Nguyên Dương đế quân khẳng định cũng có các đại đế khác tham gia, vòng tròn đại đế giao tế cũng chỉ có đại đế, phải chiếu cố vòng tròn này trước mới gặp bọn họ cũng là chuyện bình thường, không có người nào bởi vì chuyện này mà cảm thấy bị vắng vẻ. Trái lại bởi vì sự kiện này còn chuyên môn còn chuyên môn bảo. Tiếp ma lão nhân tới đây thông báo, tất cả mọi người cảm thấy. Nguyên Dương đế quân hiền lành dễ gần, vậy thì đa tả các vị đại nhân khoan dung độ lượng nghe được mọi người nói thế kiếp ma lão nhân cười cười công tác thống kê hạ lễ đã kết thúc đế quân không muốn các vị nóng lòng cho nên đã sắp xếp trình tự lễ vật mang vào hậu điện hiện tại lão nô đọc cho các vị nghe một lần cũng có thể tỏ vẻ đế quân ân cần trong khi nói chuyện kiếp ma lão nhân lật cổ tay và cầm một tờ giấy màu vàng vừa rồi nhiếp vân và nhĩ ngọc vương tử đấu võ mồm thì người ta đã thống kê cùng tổng kết thứ tự hạ lễ đám người diệp tân thạch mặc lúc này đều ngồi vào vị trí của mình quá tốt đã có thứ tự ta muốn nhìn xem lần này ta đứng thứ mấy bảo bối của ngươi không đưa vào hậu điện thứ tự cũng đừng nghĩ ta chỉ muốn xem diệp đào và diệp tân đổ ước ai có thể chiến thắng đổ ước đổ ước gì nghe được sắp tuyên bố thứ tự hạ lễ đám người phía dưới huyên náo xôn xao lúc trước diệp đào và diệp tân thành lập đổ ước cũng bị mọi người bàn tán trình tự chỉ đại biểu đế quân đại nhân yêu thích thỏa mãn với hạ lễ không có nghĩa là bảo vật chân quý các vị nghe một chút là được không nên quá mức nghiêm túc. Rất hiển nhiên kiếp ma lão nhân còn chưa xem qua danh sách, sau khi mở ra thì sướng sốt nói một câu. Danh sách là đế quân đại nhân thỏa mãn, bảo vật có chân quý hay không cũng không nên lưu ý. Nghe hắn nói thế mọi người nói thầm, bọn họ tới đây tặng lễ, chân quý hay không không có gì, chủ yếu có thể đạt được hảo cảm của nguyên dương đế quân. Lần này chỉ có 7 người tặng hạ lễ làm đế quân đại nhân thỏa mãn. Thứ bảy trọng minh vương tử chính tâm tỏa, kiếp ma lão nhân cười nói, Ta, ta nói trọng minh vương tử tặng chính tâm tỏa nhất định có thứ tự mà, hiện tại đứng thứ bảy là không tệ. Nghe được kiếp ma lão nhân nói thế đã có người hưng phấn kêu lên. Đó là trọng minh vương tử, mặc dù chỉ là bài danh thứ bảy nhưng cũng có thứ tự, còn tốt hơn quá nhiều người. Phải biết rằng đại bộ phận lễ vật của mọi người không được đưa vào hậu điện, có thể bình chọn ra vị trí thứ bảy, nói rõ nguyên dương đế quân chẳng những xem lễ vật của hắn, còn thỏa mãn với lễ vật này. Chúc mừng trọng minh vương tử, kế tiếp là thứ sáu thứ sáu là phùng quốc công phủ, phùng miểu thiếu gia tặng hồi hồn thiên kim phương. tiếp ma lão nhân nói tiếp, ta, phùng miểu ở sau lưng phùng quốc công hưng phấn siết chặt nắm đấm. Lễ vật này là nhiếp vân đưa cho hắn, ban đầu ở y quán gặp một người linh hồn tiên thiên suy yếu, nhiếp vân khai ra phương thuốc. Vừa rồi ở bên ngoài không biết tặng lễ vật gì, nhiếp vân cho phép hắn cầm phương thuốc đưa ra ngoài, không nghĩ tới có thể cầm được vị trí thứ sáu. Miểu nhi, phương thuốc này người tìm từ đâu? Tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Phùng Quốc Công hỏi, Phùng Miểu là hậu bối hắn thích nhất, tuy học y có chút không làm việc đàng hoàng nhưng cũng chưa từng ngăn cản qua. Phùng Miểu đạt tới trình độ nào cũng không phải hắn khống chế, trước kia hắn chưa từng nghe qua hồi hồn thiên kim phương, Phùng Miểu học khi nào. Là phương thuốc nhiếp vân đại nhân cho ta, không dám nói dối, Phùng Miểu nói rõ lai lịch phương thuốc một lần. Những ngày qua người đi nhiếp vân y quán học tập, ta vẫn cho rằng là hồ đồ, không nghĩ tới còn có kỳ ngộ này, không tệ, không sai xem ra sau này phải học tập hắn thật nhiều, hắn là người đại tài. Phùng quốc công vuốt vuốt tròm dâu, âm thầm gật đầu. Có thể tiện tay ném ra thứ mà người ta không có, lại làm cho cường giả đế cấp cũng phải tán dương, xem ra nhiếp vân không đơn giản. Một tiểu nhi vô tri không biết đạt được kỳ ngộ từ đâu mà thôi, đạt được một phương thuốc cũng bỏ đi, có đại tài năng gì chứ. Vừa dứt lời đã có tiếng nói lạnh lẽo vang lên, phùng quốc công nhướng mày, hắn nhìn sang người nói. Hắn và Diệp lão gia tử ngồi gần nhau, nói chuyện chính là một lão giả sau lưng diệp lão gia tử. Ngươi là người nào? Phùng Quốc Công không nhịn được hỏi, người này không giống người Diệp Phủ, ít nhất hắn chưa bao giờ gặp qua. Bẩm Phùng Quốc Công, vị này chính là Nam Thiên Y Thánh. Diệp Tân vội hỏi, Nam Thiên Y Thánh, Phùng Quốc Công lắc đầu, chưa từng nghe qua, ta, sắc mặt Nam Thiên Y Thánh đỏ lên, bị người khác nói chưa từng nghe qua ngay tại mặt, tương đương vẽ mặt, tuy, hắn cũng không dám nói gì, đối phương chính là Phùng Quốc Công trong 12 công tước, Địa vị không dưới Diệp lão gia tử. Xem ra Đường huynh quá cô văn quả lậu, Nam Thiên y thánh không biết nói như thế nào, Diệp lão gia tử lên tiếng. Phùng Quốc công tên là Phùng Đường, người ta xưng hô hắn là Đường huynh. A hát Phùng Quốc công nghi hoặc nhìn qua, ta có tật bệnh là nhờ vào Nam Thiên y thánh tự tay chữa khỏi, y thuật của hắn xuất xứ danh môn, tuyệt đối còn tốt hơn một tên lang y vườn không biết tới từ nơi nào. Diệp lão gia tử ôn hòa nói, không biết Diệp Quốc công nói lang y vườn là ai? Nghe được hắn nói câu này, Phùng Miểu tức giận hỏi lại. Tên nhiếp vân trong lời của ngươi và nam thiên y thánh đều. Xem bệnh cho lão gia tử, hắn liếc mắt nhìn đã biết rõ bất lực quay người đi, mà nam thiên y thánh có thể chữa bệnh. Ngươi cảm thấy lão gia tử nói lang y vườn kia là ai? Nghe được hắn nói chen vào, Diệp Tân cười lạnh lên tiếng. Nhiếp vân đại sư y thuật tinh xảo, nếu như hắn thật nhìn một cái rồi rời đi mà không nói gì, cũng không phải bất lực, mà là y không chỉ sẽ chết người. Phùng Miểu nói, tuy hắn không biết vì sao Nhiếp phân không trị liệu cho lão gia tử nhưng hắn biết rõ, Nhiếp phân y thuật khẳng định còn cao hơn Nam Thiên Y Thánh quá nhiều, nếu hắn có thể trị liệu, tại sao không trị cho ngươi? Sở dĩ không trị, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Ngươi, ngươi mới là người chết, nghe nói như thế, Diệp Tân tức giận run rẩy, tại sao chạm tới Nhiếp phân thì mọi người như ăn hỏa dược. Nói chuyện khó nghe như vậy, chương 3168, thứ tư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Phùng Quốc Công, đây là hậu bối kiệt xuất của ngươi. Không riêng Diệp Tân tức giận, Diệp Lão Gia Tử nghe nói như thế cũng tức giận không nhỏ. Nói chuyện quá khó nghe, ngươi mới không chị, cả nhà ngươi đều không chị. Đúng thế, Phùng Miểu tính tình ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt, ta rất thưởng thức. Phùng Quốc Công khẽ nói, tuy hai người nói đều rất khách khí nhưng trên thực tế đối chọi gay gắt. Rất tốt, tốt cho một câu rất thưởng thức. Mục vô tôn trưởng, nói năng bậy bạ, không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, trình độ thưởng thức của đường huynh thấp như thế. Diệp lão gia tử khẽ nói, nếu như nói vừa hắn hỏi còn mang theo uyển chuyển, hiện tại đã xé ra mặt. Hôm nay hắn bị vũ nhục đủ nhiều, hiện tại ngay cả một hậu bối phùng ra cũng dám dẫm lên hắn một cái, đường đường công tước làm sao có thể nuốt cơn tức này. Trình độ thưởng thức của ta thế nào không cần ngươi quan tâm, dù sao Diệp lão để có trình độ thưởng thức không được tốt lắm, Tôn nhi của ta tặng hạ lễ và được đế quân vừa ý, sắp xếp thứ sáu, không biết hậu bối người thưởng thức tặng lễ vật gì. Xếp thứ mấy, Phùng Quốc Công cũng không phải đèn cạn đầu, đối phương nói chuyện vô cùng khó nghe, hắn cũng không tốt gì, lúc này liếc xéo Diệp Tân và lên tiếng. Nghe được như thế, Diệp Lão Gia Tử không biết trả lời như thế nào, lúc này cũng phải nhìn sang Diệp Tân. Đúng vậy a, à, người nói nhân ra bất tài, người ta chọn lựa hạ lễ. Được Nguyên Dương đế quân nói tốt, ánh mắt của ngươi mạnh hơn đế quân sao? cho dù thực mạnh hơn cũng không dám thừa nhận, lễ vật của ta được đưa vào hậu điện, nhất định có thể xếp trong top 5. Thấy ánh mắt lão gia tử chất vấn, Diệp Tân vội vàng kiên trì nói. Lễ vật của hắn được đưa vào hậu điện, có thể xếp thứ năm hay không còn chưa biết, hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì nói như thế. Top 5, vậy thì tốt, ta cũng muốn mỏi mắt mong chờ nhìn xem lễ vật của ngươi có thể xếp top 5 hay không. Phùng Quốc Công cũng không nhiều lời, hừ một câu nói. Nếu lễ vật của ngươi lọt vào top 5, ta cảm thấy ánh mắt Diệp lão đệ tốt hơn ta, nếu như không thể nha. Như vậy mắt mù rồi một, ta, Diệp Tân muốn phản bác nhưng không biết nói thế nào. Chuyện này không phải do hắn định đoạt, top 5 là hắn nói, vạn nhất thực không thể tiến vào top 5 thì sao? Nhất định phải tiến vào top 5, đứng thứ 5 cũng được. Trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, đồng thời nhìn sang kiếp ma lão nhân bên kia. Chúc mừng Phùng Miểu thiếu gia, tuyên bố thứ tự không dài. Kiếp ma lão nhân cũng không nóng nảy, chúc mừng xong lại chờ một lúc, lúc này mới tiếp tục nhìn vào danh sách và nói. Hiện tại bài danh thứ năm, bài danh thứ năm là, Lưu Mộc Phương Tử Định Hồn Châu, Định Hồn Châu, Lưu Mộc Phương Tử Định Hồn Châu mới xếp thứ năm, ta vẫn cho rằng xếp vào top 3 đấy. Đúng vậy, ta cũng cho rằng Định Hồn Châu có thể tiến vào top 3, trực tiếp đứng thứ năm. Chẳng lẽ phía trước còn có đồ tốt hơn Định Hồn Châu? Đế quân yêu thích không phải chúng ta có thể bình luận, ta xem định hồn châu nhất định tiến vào top 3, hiện tại top 5 cũng miễn cưỡng chấp na ẩn được, ta chỉ tò mò top 3 là ai. Nghe được kiếp ma lão nhân tuyên bố bài danh thứ 5, tất cả mọi người đều sướng sờ và xôn xao. Lưu Mộc Phương tử tặng định hồn châu cũng truyền khắp đại điện, tất cả mọi người cho rằng có thể đi vào top 3, không nghĩ tới chỉ là top 5. Định hồn châu mới đứng thứ 5, người khác xôn xao, trái tim Diệp Tân co lại. Người khác không biết giá trị vấn tâm thạch nhưng hắn biết rõ so với định hồn châu thì kém hơn nhiều. Định hồn châu chỉ đứng thứ năm, vấn tâm thạch của hắn có thể đứng thứ tư sao? Đột nhiên hắn không dám tin tưởng vào lời của mình lúc nãy. Tiếp ma đại nhân, có phải ngươi đọc sai hay không? Định hồn châu của ta chỉ đứng thứ năm. Lưu Mộc Vương Tử đứng lên hỏi thăm, vì định hồn châu mà hắn tốn không ít công phu, thậm chí hao phí vô số tinh lực tâm huyết, vốn tưởng rằng có thể đoạt được thứ tự tốt làm mọi người lau mắt mà nhìn, nằm mơ cũng không ngờ chỉ đứng thứ năm. Bài danh thứ năm với đệ tử thế gia khác mà nói đủ để tỏa sáng, nhưng đối với vương tử có ý định tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà nói lại tranh lệch quá nhiều. Lưu Mộc Vương tử đang nghi vấn quyết định của đế quân. Tiếp ma lão nhân nhìn qua, lời nói lạnh nhạt, không dám, Lưu Mộc Vương tử run rẩy sau đó vẻ mặt không cam lòng phủ nhận. Ha ha, không phải trước kia rất tự tin tiến vào top 3 sau. Đứng thứ năm, rất cao nha, hắn vừa ngồi xuống đã nghe tiếng cười vang lên, nói chuyện chính là đa ba vương tử. Ba đại vương tử cạnh tranh, lễ vật của Lưu Mộc Vương tử chỉ đứng thứ năm đúng là việc hắn hắn hy vọng nhìn thấy nhất. Hắc hắc, không nên quá mức tự tin, lúc trước ta nhớ rõ những người khác tuyên bố cũng muốn tiến vào top 3 nha. Nhữ hạ vương tử cũng bỏ đá xuống giếng, dù sao quan hệ của ba người náo cương cứng, không cần phải che lấp, loại tình huống này càng có thể đánh nhau vào tự tin của đối phương, từ đó có trợ giúp cạnh tranh ngôi vị hoàng đế. Ta mới thứ năm, ta thật muốn xem thành tích các người thế nào. Liên tục bị đả kích sắc mặt lưu mục vương tử tái nhợt hắn không cam lòng yếu thế lên tiếng hiện tại đã công bố vị trí của hắn còn có bốn người khác hắn ngược lại muốn nhìn lễ vật của hai vương tử kia đứng thứ mấy yên tâm đi ta nói đệ nhất ta muốn chắc rồi đệ nhất không phải ta không ai khác đa ba vương tử hất tay lên trong lời nói mang theo tự tin nồng đậm thất nhật hồi hồn đan thiên hạ vô song chỉ có một phần duy nhất thứ này không phải đệ nhất nói ra hắn cũng không tin đệ nhất Vậy thì mỏi mắt mong chờ a. À, Lưu Mộc Vương tử cũng không tranh luận với hắn, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Được rồi, hiện tại ta công bố vị trí thứ tư. Thấy mọi người cãi lộn xong, Kiếp Ma lão nhân nhìn vào danh sách, nhìn sang vị trí thứ tư. Là Nhữ Hạ Vương tử tụ hồn Thanh Linh Đăng. Chúc mừng, cái gì? Thanh Linh Đăng ta mới thứ tư. Lần này đến phiên Nhữ Hạ Vương tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia tuyên bố thứ tự của Lưu Mộc Vương tử đã làm hắn vui vẻ cho rằng tụ hồn thanh linh đang ít nhất có thể tiến vào top 3, nằm mơ cũng không ngờ chỉ đứng thứ tứ. Hắn đứng thứ tư, trước top 3 là ai? Chương 3169, cửu phẩm tụ linh đan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không riêng hắn nghĩ đến điểm này, những người khác cũng ý thức được như thế nên vô cùng tò mò, hy vọng nhìn xem là bảo vật của ai có thể được đế quân yêu ái xếp vào top 3. Thứ ba, thân thể Diệp Tân run rẩy liên tục, nghe vị trí thứ tư không có tên hắn, biết rõ top 3 không có hắn, xem ra lễ vật của hắn đạt được đế quân đại nhân thưởng thức nhưng lại không có tên hắn, cũng không có diệp đào, ít nhất đổ ước không cần thực hiện, xem như ngang tay. Ta mới thứ năm, người thứ tự cũng không cao đâu. Nghe được những hạ vương tử tụ hồn thanh linh đăng là thứ tư, cao hứng nhất phải kể tới lưu mộc vương tử. Vừa bị châm chọc một trận, lúc này có thể đáp trả làm hắn vô cùng vui vẻ. Cho dù lễ vật không chiếm được trước top 3, nói rõ đế quân căn bản không gặp, có thể làm được chuyện gì tụ hồn thanh linh đăng, định hồn châu đều là thứ ta nhìn thấy trên sách cổ, thuộc về thượng cổ thần vật, mỗi một kiện có giá trị liên thành, vạn kim khó cầu, không nghĩ tới không vào top 3. Thật không biết bảo vật top 3 là cái gì, đúng thế, thật muốn biết một chút mới được, ánh mắt đế quân rất cao, có thể làm cho hắn vừa ý hơn nữa sắp xếp tới top 3 tất nhiên bất phàm, mỏi mắt mong chờ là được.